ý của khí linh tộc chúng ta mới đem vật này tới đây bán đấu giá. Luân bàn này được xưng có thể biến ảo ra vạn vật thế gian, có thể thi triển 9981 loại huyễn thuật khác nhau. Nếu là pháp lực đủ có thể đem 81 loại huyễn thuật trùng điệp cùng phát ra. Ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ thân ở trong cũng rất khó thoát. Có điều pháp bàn tuy lợi hại nhưng cũng khá mạo hiểm, sẽ đem một thân pháp lực của tồn tại hợp thể kỳ hút đi hơn phân nửa. Trong chốc lát đạo hữu nào đắc bảo phải cẩn thận một chút về phần bảo vật thứ hai là khí linh tộc chúng ta ở một dị tộc khác trả giá không nhỏ mua được một bức vẽ cấu tạo kình thiên chiến thuyền thời thượng cổ thuyền này chở được hơn ngàn người cũng có thể minh ấn một số pháp trận cực kỳ lợi hại vô luận công kích hay phòng ngự đều không chê vào đâu được tốc độ phi độn nhanh vô cùng có thể để dùng bảo mạng ở thời khác mấu chốt là bảo vật tuyệt hảo thiên thu thánh nữ nói xong lời cuối cùng thì thản nhiên cười nhưng thần sắc có chút động theo sau ngón tay cầm luân bàn chợt lóe linh quang đem một bộ phận pháp lực quán chú vào trong. Cánh tay này khẽ vung lên, nhất thời một mảnh hào quang phấn hồng từ trên kim ngân luân bàn cuồn cuộn mà ra, bắn thẳng xuống dưới đài. Đám nhân yêu lưỡng tộc cả kinh, không ít người chợt lóe linh quang toàn thân, hiện ra một tầng phòng ngự. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy một mùi hương hoa sông vào mũi, tiếp theo đột nhiên phát hiện, phấn hồng hào quang cuốn qua đại điện sáng ngời một hồi, ở bốn phía đều hiện ra kỳ hoa đủ mọi màu sắc cỡ nắm tay, kỳ hương lan tỏa từng góc đại điện. Nhưng một số người pháp lực tinh thuần, lập tức phát hiện hết thảy đây chỉ là một loại huyễn thuật mà thôi, trong miệng tự nhiên than thở sợ hãi một trận. Do ta chưa tế luyện qua vạn xâm luân bàn nên chỉ có thể phát huy được một hai phần uy năng chân chính của nó. Hơn nữa huyễn thuật vừa rồi chỉ một trong 81 loại, hơn nữa là loại tầm thường nhất. Lời của Hoàng Bào Nữ Tử khiến mấy hợp thể tu sĩ trên tầng 3 cũng có chút rúng động. Về phần kình thiên chiến thuyền, mấy mươi vạn năm trước, nó là đỉnh giai chiến thuyền của Thiết Lạc tộc từng hoành hành một thời ở Thiên Nguyên Đại Lục, có thể trực tiếp đem chiến lực hơn ngàn người bạo tăng hơn mấy lần, mang theo môn nhân đệ tử tiến thối trong một số kiếp nạn. Đáng tiếc muốn chế tạo nó thì hao phí quý hiếm tài nguyên rất nhiều, thật sự không có khả năng sản xuất ra quy mô lớn. Nếu không với bức họa đồ này, có thể trực tiếp tăng thực lực bộ tộc chúng ta." Thiên Thu Thánh Nữ khí linh tộc cười dài nói rõ ràng. Thiên Thu đạo hữu đã đem lai lịch công hiệu của hai kiện vật phẩm giới thiệu xong, Uy năng vạn xâm pháp bàn mọi người đã thưởng lãm một phần, về phần bức vẽ cấu tạo Kình Thiên chiến thuyền, bổn vương đã tìm người chuyên môn giám định qua, tuyệt đối không giả. Tại hạ biết rất nhiều đạo hữu tới đây, hơn phân nửa là vì sơ đồ Kình Thiên chiến thuyền. Bất quá ta xin khuyên một câu, chiến thuyền uy năng thật lớn nhưng sản xuất nó cần hao phí lượng tài nguyên to lớn vượt xa người tưởng tượng. Một số đạo hữu gia thân không dày, tốt nhất đừng có chú ý với nó. Để tránh tiêu hao món tiền khổng lồ mua được bản vẽ lại vẫn vô lực luyện chế ra chiến thuyền. Được rồi, hiện bắt đầu bán đấu giá vạn xâm luân bàn, giá quy định là 8.000 vạn linh thạch. Ly Hỏa Giao Vương ở một bên thản nhiên tuyên bố vài câu. Bắt đầu bán đấu giá linh bảo trên hỗn độn vạn linh bảng. Không biết bao nhiêu tu sĩ hóa thần luyện hư ở đây còn chưa thấy qua bộ dáng thông thiên linh bảo linh bảo ra sao. Giá quy định 8.000 vạn linh thạch kiến cho đại đa số tồn tại tầng 1 tầng 2 há hốc mồm biết bảo vật này khẳng định sẽ rơi vào tay hợp thể kỳ lão quái vật trên tầng 3, nên không lãng phí khí lực tranh đoạt. Nhất thời trong các phòng nhỏ tầng 3 vẫn yên tĩnh dị thường, không ai mở miệng trả giá trước. chương 1801, lời mời của vạn cốt. Chốc lát sau, vô số đạo độn quang cùng từng chiếc thú sa chu, từ trong biển mây bay vọt lên không, bắn nhanh về hướng bốn phương tám hướng mà đi. Trong đó có một đạo thanh hồng thoạt nhìn không chút thu hút, chấp động mấy cái rồi tiêu thất vô tung vô ảnh quanh vùng phi tiên phong. Trong thanh quang, vẻ mặt hàn lập trầm ngâm, tại phía sau hắn, hải đại thiếu cùng khí linh tử thành thành thật thật mà đứng. Vừa rồi bán đấu giá hai kiện bảo vật sau cùng, sự tình diễn ra cực kỳ đặc sắc. Trải qua sự tranh đoạt của hơn 10 hợp thể tu sĩ, vạn xâm la bàn rơi vào tay hắc phượng vương tiêu quán. Về phần bản vẽ kình thiên chiến thuyền của thiết lạc tộc thì rơi vào trong tay lũng gia được xưng chân linh đệ nhất thế gia. Vừa nghĩ đến lũng gia hàn lập không khỏi nheo hai mắt, trong đầu nhất thời hiện lên một gã trung niên tu sĩ sắc mặt vàng nhạt. Vị lũng gia lão tổ trực tiếp lên đài giao dịch bản vẽ chiến thuyền, không ngờ là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ đại thành, không chỉ một thân pháp lực sâu không lường được mà quanh thân còn hiện ẩn những luồng khí tức cực hàn băng lãnh. Xa xa liếc mắt lại, khiến người sinh cảm giác mất hết hồn vía. Lũng gia lão tổ này một thân tu vi tựa hồ không kém tam hoàng cùng bảy đại yêu vương, trách không được lũng gia được xưng chân linh đệ nhất thế gia ổn cư. Có thể đấu giá được bản vẽ chiến thuyền, vượt qua thiên nguyên thánh hoàng cùng đám nhân yêu lưỡng tộc tối đỉnh giai tồn tại có thể thấy được tài lực của lũng gia vượt hơn những thế lực này một chút vừa nghĩ tới mình đã đắc tội thế lực này hàn lập bất giác có chút đau đầu cũng may lúc trước thông qua tiếp xúc cùng cốc gia và diệp gia hắn đã biết rõ lũng gia quan hệ tương hòa với các chân linh thế gia khác mà bây giờ hắn đã có liên hệ với hai nhà này hắn thân là hợp thể kỳ tu sĩ thật không quá e ngại đối phương Lẽ nào lũng gia lão tổ dám mang theo khách khanh trưởng lão lũng gia liên can, vây công mình hắn sao? Trong lòng hàn lập như thế nghĩ, lo lắng cũng giảm bớt rất nhiều. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ hướng phía sau hắn mơ hồ truyền đến một âm thanh có chút quen tai. Hàn đạo Hữu xin chậm bước, thân sắc hàn lập khẽ động, độn quang màu xanh vụt tắt rồi ngừng lại, quay người về phía sau chắp tay. Ta còn tưởng là ai? Thì ra là vạn cốt đạo huynh, không biết vừa rồi tại đấu giá hội, huynh có thu hoạch nhiều chăng? tại ngoài mấy trăm trượng một đám mây xám nhanh vô cùng bay vụt đến đứng trên mây là một lão đạo chính là vạn cốt chân nhân bạch cốt môn tại cũng thu được vài món không tồi nhưng hai kiện bảo vật sau cùng là nhìn mà không chạm tới được lão đạo khống chế đám mây xám chỉ khoảng nửa nhịp hô hấp đã tới trước mặt hàn lập nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng ha ha những lời này của chân nhân rất giống ta bất luận vạn xâm luân bàn hay là bản vẽ kình thiên chiến thuyền không phải để tán tu chi sĩ như chúng ta có thể thu được. Đặc biệt bảo vật sau vốn nóng vô cùng đến phòng tay A. Hàn Lập cũng cười khẽ một tiếng, ha ha, ta sẽ biết Hàn Huynh là người thông minh. Không giống một số lão gia hỏa quanh năm bế quan tu luyện đến ngây ngốc, mắt lại trông mong đi giành thứ đổ vướng tay đó. Lão đạo nghe vậy cười ha ha, bất quá, chân nhân gọi tại hạ hẳn là có chuyện gì quan trọng. Hàn Lập nhấp nháy mắt, mỉm cười hỏi, cái này là đương nhiên, Hàn Đạo Hữu cũng biết, hắc vực đại hội đã quyết định 3 ngày sẽ sau cử hành. Bần đạo thu được tin tức này, cũng thuận tiện lấy một khối khiên dẫn lệnh cho đạo hiếu. Đến lúc đó, hàn đạo hiếu cầm vật này có thể trực tiếp tham gia trao đổi hội, không cần thông qua nơi khác để lấy lệnh. Nụ cười trên mặt vạn cốt chân nhân nhạt dần, móc từ trong tay áo ra một đồ vật. Tiếp theo cổ tay lão run lên, đã đem nó trực tiếp bay vút qua đây. Hàn lập bất động thanh sắc tiếp lấy, cúi đầu liếc mắt. Chỉ thấy là một lệnh bài hình tam giác đen nhánh, mặt trên ngoại trừ một số giản đơn hoa văn ngoài thì không có thêm dấu hiệu gì, trông có vẻ tầm thường như một khối thiết phiến màu đen mà thôi. Đây là khiên dẫn lệnh, trong mắt Hàn Lập hiện một tia hồ nghi, đạo hữu không cần hoài nghi vật này, khiên dẫn lệnh tại hắc vực đại hội lần trước chỉ là một cây mộc côn gì đó. Tuy không biết người chủ trì trao đổi hội sao làm được, nhưng mấy thứ này đích thật là tiến vật duy nhất tiến nhập kia hắc vực, Hàn đạo hữu nghìn vạn lần đừng xem thường nó. Vạn cốt chân nhân căn dặn, thì ra là thế, đạo hữu thật là có nhã ý. Hàn mỗ đa tạ chân nhân tặng lệnh bài, Hàn lập cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lập tức hướng lão đạo khách khí cảm tạ. Ha ha, chỉ là việc nhỏ mà thôi, có gì mà nói đến. Nói thật, bản bản lĩnh khác trong các đồng đạo cùng giai thì bần đạo không có, nhưng một số tin tức vẫn có chút linh thông. Không biết Hàn đạo hữu đã nghe nói qua, nhân yêu lưỡng tộc chúng ta tại nghìn năm tới, khả năng phải gánh một trận kiếp nạn không nhỏ. Chúng ta vốn không thể không đếm xỉa đến. Vạn Cốt Chân Nhân nói, vẻ mặt bỗng nhiên ngưng trọng. "Kiếp nạn, Chân Nhân nói chẳng lẽ là ma kiếp?" Hàn Lập Thần sắc khẽ động, chậm rãi trả lời, quả nhiên đạo hữu biết rõ việc này, không biết về phương diện tin tức này Hàn đạo hữu đã biết bao nhiêu. Vạn Cốt Chân Nhân không có vẻ ngoài ý muốn, trải qua một phen giao lưu trước Vạn Bảo Đại hội, bây giờ hợp thể tồn tại không biết tin tức về ma kiếp, sợ rằng không còn mấy ai. Bằng không tại đấu giá hội, sẽ không có nhiều người bất chấp liều mạng tranh đoạt bản vẽ Kình Thiên Chiến Thuyền dĩ nhiên là muốn gấp rút phòng ngừa chu đáo trước khi ma kiếp hàng lâm tuy không nhiều nhưng rõ ràng ma kiếp lần này hung mãnh vô cùng không dễ vượt qua khóe miệng hàn lập qua một cái thở dài một hơi dường như đạo hữu biết chính xác một số bí ẩn cũng tốt bần đạo cũng nói thẳng sau hắc vực trao đổi hội hàn đạo hữu có hứng thú theo bần đạo đi tụ hội cùng một số tán tu đồng đạo hảo hảo trao đổi một lần tính xem tán tu chúng ta làm sao để bình yên vượt qua ma kiếp lần này chăng lần này vạn cốt chân nhân lộ vẻ ngạc nhiên nói ra mục đích chân chính tán tu đều là người trong nhân tộc chúng ta sao hàn lập nghe xong sắc mặt bất biến nhưng nghĩ một chút thì bỗng nhiên hỏi tán tu hợp thể nhân tộc chúng ta vốn không có mấy người có gì mà trao đổi không dối đạo hiếu lần này các đồng đạo yêu tộc chiếm đa số vạn cốt chân nhân đầu tiên là ngẩn ra rồi biện giải nói chân nhân không cần giải thích ta với yêu tộc cũng không có thành kiến gì chỉ là muốn xem xét tình huống mà thôi đã có người bên yêu tộc tham gia thì cũng đáng đi một chuyến chờ sau khi kết thúc khắc vực trao đổi hội ta sẽ theo đạo hữu một lần cũng không biết hàn lập cân nhắc như thế nào nhanh chóng đáp ứng đạo hữu quyết định tuyệt đối là sáng suốt lão đạo thấy sự tình thuận lợi không khỏi mừng rỡ kế tiếp hai người nói thêm vài câu vạn cốt chân nhân cáo từ đi trước một bước chỉ thấy mây xám dưới chân lão quay cuồng một trận hóa thành một quầng sáng mở bay đi trong khoảnh khắc không còn tung tích Hàn lập nhìn độn quang của lão đạo tiêu thất, ánh mắt chấp động không thôi. Sư tôn, chúng ta có nên trở về chăng? Khí linh tử thấy hàn lập bất động hơi lâu, nhịn không được hỏi. Khí linh tử, Nguyệt Thiên, các ngươi chưa vội theo ta quay về nơi ở. Các ngươi giúp phi sư tìm kiếm một người, đối phương là một nữ tử yêu tộc. Hàn lập không quay đầu nói. Vâng, sư tôn, khí linh tử cùng hải đại thiếu có chút ngoài ý muốn, nhưng không chút do dự đáp ứng. Đây là tín vật, phương pháp liên hệ cụ thể, các người hãy nghe cho tỉ mỉ Hàn Lập khẽ đảo bàn tay đem nửa miếng ngọc bài ném ra, môi khẽ động đem ngôn ngữ truyền âm qua. Hai gã đệ tử tự nhiên ngưng thần lắng nghe, trong miệng đáp ứng không ngừng. Được rồi, không còn gì nữa, các người tìm được người thì trở về bẩm báo với ta. Hàn Lập vừa nói xong, tay áo khẽ rung lên, thanh quang đang lơ lửng lập tức chia ra non nửa phần, đem hải đại thiếu cùng khí linh tử cuốn hạ xuống mặt đất. Bản thân hắn thì lại lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng, bay thẳng về nơi ở. Hàn Lập trở lại Nghênh Tiên Cung, chưa vội tiến nhập mật thất tiếp tục tu luyện, mà là ngồi ở chủ tọa đại điện đem khắp linh huyết mộc lấy ra, ở trong tay nhẹ nhàng thưởng thức, trên mặt lộ vẻ cân nhắc. Danh đầu của Hóa Kiếp Khôi Lỗi tại nhân tộc không nhỏ, nhưng bởi vậy nên phương pháp luyện chế không phải độc môn bí thuật, trong đông đảo phường thị đều có bán. Năm đó hắn siêu tập các loại điển tịch, đã nhớ kỹ phương pháp luyện chế khôi lỗi này, bây giờ vừa lúc phát huy công dụng. Điều phiền phức là, trong thời gian luyện chế hóa kiếp khôi lỗi cần phải tiêu hao một lượng lớn máu huyết ngâm thấm, thêm nữa khi đã luyện chế thành công thì cách một đoạn thời gian, cần dùng máu huyết bồi dưỡng, bằng không sẽ mất đi hiệu dụng hóa kiếp vốn có. Đương nhiên máu huyết tổn thất so với hiệu dụng hóa kiếp thay thế kiếp nạn của bản thân thì không tính là gì. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán, luyện chế còn cần những tài liệu phụ trợ gì. Kết quả tâm niệm chuyển động một hồi thì trên mặt lộ một tia mừng rỡ. Không ngờ tài liệu luyện chế hóa kiếp khôi lỗi đều đã thu thập đủ trong tay cái này cũng là thời gian trước hắn thu được phong phú các loại tài liệu mới có thể đúng dịp như thế trong lòng hàn lập định ra thời gian gần nhất để luyện chế linh quang trong tay chợt lóe huyết mộc liền tiêu thất không thấy tiếp theo hắn nhắm hai mắt cân nhắc từng bước tránh khi đang luyện chế thì xuất hiện sai lầm một ngày một đêm trôi qua sáng sớm hôm sau rốt cuộc hải đại thiếu từ bên ngoài quay trở về đại điện nhưng vừa thấy hàn lập thì nóng vội hét lớn sư tôn không tốt rồi khí linh tử sư đệ đã xảy ra chuyện chương 1802, Phụ Tâm Ti, không cần quá kinh hoàng, đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói tỉ mỉ cho vi sư Hàn Lập mở hai mắt, hiện một tia kinh ngạc. Trong vạn bảo đại hội tuy hỗn tạp nhân yêu lưỡng tộc nhưng sự tình bất ổn xảy ra trước mắt bao người thì vô cùng hiếm thấy. Sư phụ, con cùng sư đệ đã tìm được vị yêu tộc tiền bối mà người muốn tìm. Nhưng khi hai ta trên đường trở về, qua một chỗ hẻo lánh thì đột nhiên gặp một phụ nhân, phụ nhân kia chỉ là quan sát khí linh tử sư đệ hai lần, đột nhiên sử ra một trận quái phong, đem sư để cứ thế mà bắt đi. Hải đại thiếu thấy bộ dáng chấn định của Hàn Lập thì trầm tĩnh trở lại, cung kính mở miệng. Phụ nhân kia hình dáng ra sao, có điểm gì đặc biệt chăng? Lần này Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, Hàn Quang trong mắt chợt lóe hỏi. Phụ nhân vừa cao lại vừa gầy, có bộ tóc dài trắng xám, trên trán còn có một nốt ruồi rất lớn, cả người tỏa ra khí tức âm trầm, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Đúng rồi, phụ nhân này trước lúc rời đi còn đánh ta một trường, khiến con ngất tại chỗ. Về sau con được một nhóm tu sĩ đi ngang qua cứu tỉnh, đồ nhi mới có thể trở về cầu cứu sư phụ hải đại thiếu có vẻ rất phẫn hận nói ra. Còn đánh ngươi một trường, ngươi lại gần đây để vi sư xem một chút hàn lập nghe xong trong lòng khẽ động, khẽ vẫy tay về hải đại thiếu. Tuân mệnh, hải đại thiếu nghe vậy trong lòng cả kinh, nhưng không nói hai lời lập tức tiến lên vài bước. Quả nhiên như thế, tâm cơ thật ác độc, thần niệm hàn lập hướng về thể nội hải đại thiếu đảo qua, trên mặt hiện vẻ tức giận. Sau đó cánh tay hắn vừa nhấc túm lấy tay hải đại thiếu, tiếp theo từ đầu ngón tay bắn ra một vầng thanh quang, cuồng chú vào trong thân thể hải đại thiếu. Chốc lát sau, một sợi tơ nhỏ màu đen bị thanh quang bao vây, cưỡng ép từ bên trong thể nội của hải đại thiếu rồi lôi ra. Sợi hắc tơ này mới vừa rời thân thể hải đại thiếu thì lập tức liều mạng dẫy ruộng trong thanh quang, thì ra là một loại quái trùng vô danh. Hải đại thiếu thấy cái này, tự nhiên sắc mặt tái mét, không khỏi vừa sợ vừa giận. Phụ nhân hạ độc thủ thứ gì với con, Hừ, ngoại trừ nó thì còn là gì? Đây là phủ tâm ti, một loại yêu trùng tương đối hiếm thấy. Khi còn là ấu trứng thì nó to cỡ chiếc đúa, được tu sĩ tinh thông khu trùng chi đạo bắt về, sau khi tế luyện thì thân thể từ từ trong suốt dần, chỉ khi hóa thành vô ảnh mà mắt thường vô pháp nhìn thấy, mới tính chân chính tế luyện đại thành. Dùng khu sử để đối địch, vô sắc vô hình rất khó lòng phòng bị. Mà một khi bị trùng này chui vào bên trong cơ thể, khi vào giờ ngọ, nó sẽ phóng ra nhiệt độc công tâm người bị ký phụ, trong khoảnh khắc có thể làm người ngã xuống mất mạng. Sau này muốn tra ngọn nguồn cũng rất khó. Còn phủ tâm ti này tuy rằng chưa luyện chế đại thành, nhưng đã hao phí chỉ ít tâm huyết mấy trăm năm của chủ nhân. Dùng trên người một trung cấp luyện thể sĩ như người thật đúng là vẽ rắn thêm chân. Hàn lập hư lạnh một tiếng, giải thích vài câu cho hải đại thiếu. Rốt cuộc phụ nhân kia có ý gì, nếu muốn diệt khẩu sao không một trưởng trực tiếp đánh chết con, còn làm ra mê mê hoặc hoặc này làm cái gì. Hải đại thiếu nhìn hắc ti trùng trong thanh quang, sắc mặt đại biến nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được hỏi. Thời điểm khi mụ động thủ đối với ngươi, ngươi có nói điều gì đó chăng? Hàn lập trầm mặc một lát, bỗng nhiên hỏi vu vơ một câu. Nói điều gì? À, con lúc đó có hồ một câu chúng ta ở tại Ninh Tiên Cung lẽ nào bởi câu nói này mà mụ không dám trực tiếp hạ độc thủ? Hải đại thiếu nháy nháy mắt, bộ dáng vô cùng kinh ngạc. Hẳn là thế, bất quá khi đó mụ không dám khẳng định lời ngươi là thật hay giả, nên mới dùng phụ tâm tin một lần, nếu như quá giờ ngọ đi qua yêu trùng không bị phát hiện tự nhiên lập tức ngươi sẽ xuyên tim mà chết sau đó nó sẽ trở về với chủ nhân nếu ngươi thật quan hệ với hợp thể tu sĩ tự nhiên vô pháp giấu giếm một khi bị khu trục ra mụ cảm ứng được thì sẽ có đề phòng về phần vì sao không trực tiếp hạ độc thủ tự nhiên là kiên kỵ chấp pháp tu sĩ của vạn bảo đại hội bọn họ sẽ không hỏi đến tranh chấp trong âm thầm nhưng trực tiếp hạ độc thủ đối với người khác trước mắt bao người chấp pháp tu sĩ tuyệt không khoanh tay đứng nhìn Hàn Lập nhìn ti trùng màu đen trong thanh quang, thản nhiên nói. Hải đại thiếu nghe xong, tự nhiên mới bừng tỉnh. Mà đúng lúc này, hắc tơ trong thanh quang bỗng nhiên run lên, ngoài thân lưu chuyển một hồi hắc quang, ép một cái bắn ra khỏi thanh quang mà đi. Khóe miệng Hàn Lập khẽ động, một bàn tay vỗ một chảo vào hư không, một đạo cự lực vô hình ép tới. Vù một tiếng, hắc tơ vừa bắn đi như tên lập tức bị kéo trở lại. Trên mặt Hàn Lập không chút biểu tình, hai tay trà sát một đạo ngân diễm bừng lên quay cuồng trong tay hắn, tức thời phủ tâm ti trong ngân diễm bị thiêu đốt biến thành cho tàn. Yêu trùng vốn cũng có mấy phần hỏa hầu nhưng lại sao có thể chống lại hỏa đoạn thiêu đốt. Cơ hồ cùng lúc khi ti trùng màu đen tiêu thất, trong lòng một ngọn núi nhỏ bên ngoài cửu tiên sơn. Một lão phụ tóc dài xám trắng, móng tay đen thùi kỳ dị, đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sắc mặt mụ trợt trắng bệch, há mồm phun ra một ngụm máu huyết đỏ tươi, tựa hồ nguyên khí hao tổn không nhẹ. Phu nhân, Nàng không sao chứ, tại bên cạnh lão phụ còn ngồi một lão giả có hai hàng lông mày thô đen, kinh hoàng hỏi. Hoàng cái gì mà hoàng, bất quá là một con phụ tâm ti bị người diệt sát mà thôi, chỉ cần tĩnh tỏa hai ngày sẽ không vấn đề gì lão phụ nhân cắn răng một cái, lạnh lùng nói. Không có việc gì là tốt rồi, lão giả tuy rằng trong lòng biết rõ, phụ tâm ti được phụ nhân bồi dưỡng cả nghìn năm, sự tình bị diệt một con tuyệt không giản đơn vô sự, nhưng thấy lão phụ nhân trừng mắt lão lại như chuột thấy mèo, không dám nói thêm điều gì. Như vậy lời nói của tiểu tử kia thật không giả, bọn chúng có chút quan hệ với một lão quái vật nghinh tiên cung. Lão phụ nhân tự mình tự lẩm bẩm, đồng thời sắc mặt âm tình bất định. Hay là đem tiểu tử này thả ra đi, dù sao đối phương là hợp thể kỳ tu sĩ, bọn ta trêu chọc thì sẽ gây phiền toái lớn. Hắc nghi lão giả thì thào nói, thả cái gì mà thả, ta cùng lão niên kỳ cao như thế, mới có danh nhi là nhi tử độc nhất, chỉ cần đem bí thuật truyền thừa pháp khí của tên kia truyền thụ sang thân thể danh nhi, không những có thể thu được hết linh lực truyền thừa, đồng thời còn có thể thu chọn vẹn bí thuật truyền thừa. Ta đã xem qua thể nội của tiểu tử kia, là có truyền thừa một viên bảo châu, phong ấn mặt ngoài huyền diệu dị thường, có thể thấy được công pháp truyền thừa tuyệt không nhỏ. Danh nhi thu được thì đường tu luyện về sau tuyệt đối vượt chúng ta nhiều. Bỏ lỡ cơ hội này, sao có tu sĩ cung cấp có được truyền thừa chi vật cho nó? Khuôn mặt lão phụ nhân có chút vặn vẹo, Tàn bạo nói. Thế nhưng phía sau hắn là hợp thể lão quái vật, vô luận như thế nào, hai luyện hư kỳ tu sĩ chúng ta cũng không ứng phó nổi. Bộ dáng của Hắc nghi lão giả có vẻ đã chuột dạ. Hừ, tiểu tử này bất quá chỉ là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, linh căn lại tầm thường như thế, như vậy chắc chỉ có chút quan hệ mỏng với hợp thể lão quái. Chúng ta chỉ cần đi tìm một chỗ dựa lớn vững chắc, lão quái vật kia vì một gã trúc cơ kỳ tiểu tử làm khó chúng ta cũng không dễ. Cùng lắm thì đến lúc đó lại thương lượng một phen tận lực bồi thường cho đối phương là được. Lão phụ nhân tựa hồ sớm có cân nhắc, vô cùng lãnh tĩnh dị nói. Ý của phu nhân là tới tìm, hắc nghi lão giả ý thức được điều gì, có chút giật mình hỏi. Không sai, chớ quên ta cũng là họ lũng, lũng gia lão tổ là phụ thân thân sinh ra ta, chúng ta lập tức rời đi, bây giờ đến lũng gia ở nghinh tiên cung một thời gian rồi nói. Phụ nhân thản nhiên nói, thế nhưng là căn cứ quy củ của lũng gia, một khi nữ tử gả cho người ngoài sẽ không còn là người lũng gia. Bằng không những năm gần đây, nhạc phụ đại nhân đối với nhà chúng ta cũng mặc kệ không hỏi như thế. Phu nhân, ta thấy việc này hay là thôi đi. Lão giả rõ ràng lý trí hơn mấy phần, cười khổ khuyên bảo. Không sai, lũng gia nữ tử chúng ta vốn vô pháp kích phát chân long chi huyết, tự nhiên không được gia tộc quá coi trọng. Nhưng lão chớ quên, danh nhi có lưu giữ huyết mạch lũng gia. Đồng thời không phải hai ta đã kiểm tra bên trong có thể nó chân long chi huyết sao. Tuy rằng mỏng manh nhưng chỉ cần đem việc này nói cho đại ca ta biết, tin tưởng huynh ấy sẽ không ngồi yên mà không quản đến phụ nhân cắn răng một cái. Phu nhân, không phải hai ta đã nói, không đem sự tình chân long chi huyết của danh nhi nói cho lũng ra các ngươi sao? Hiện nàng lại cải biến chủ ý sao? Hắc nghi lão giả nghe lão phụ nhân như thế, sắc mặt không khỏi khó coi. Ta biết rõ phu quân nhất tâm muốn danh nhi truyền thừa hương hỏa của lý ra các ngươi, không muốn cho nó trở về lũng ra. Nhưng bây giờ không phải tình huống có biến sao. Nếu không dùng thủ đoạn này thì thọ nguyên danh nhi bất quá chỉ được mấy trăm năm mà thôi, lão thực sự nhẫn tâm như thế sao? Phụ nhân trầm mặc một hồi lâu, mới lạnh lùng nói ra. Ta, môi lão giả mấp máy vài cái, nhưng cuối cùng không nói ra. Được rồi, việc này cũng không phải hết cách, sự tình liên quan đến tiểu tử kia trước tiên chưa cần nhắc tới trước mặt đại ca. Nếu là hợp thể lão quái không tìm tới cửa, thì tiểu tử này căn bản không quan trọng gì, Chúng ta chờ sau khi vạn bảo đại hội kết thúc, lẽ lặng lẽ rời lũng ra. Như vậy danh nhi sẽ không rời xa bên người hai ta. Lão phụ nhân thấy vẻ mặt cùng bộ dáng lão giả uể oải, có chút không đành lòng, mở miệng an ủi vài câu. Phu nhân hà tất gạt ta, danh nhi kích phát chân long chi huyết, sao có thể giấu giếm được con mắt đại ca nàng. Lão giả lắc đầu nói, nghe lời lão giả, ra mặt lão phụ nhân co rúm vài cái, nhất thời á khẩu không trả lời được. Thôi được, tất cả cứ như phu nhân nói mà đi làm. Vì tương lai danh nhi, trở về lũng gia cũng được. Danh nhi có chân long chi huyết, địa vị ở lũng gia so với hai ta sẽ hơn gấp trăm lần. Thần sắc lão giả biến hóa một lát, bỗng nhiên cắn răng nói ra. Phu quân, điều này tuyệt đối là chính xác. Theo ta được biết, một đời lũng gia kích phát chân long chi huyết cũng không có nhiều. Danh nhi trở về, khẳng định được các lão đại thụ coi trọng lão phụ nhân nghe mà mừng rỡ. chương 1803, truy địch, đã có quyết định, hai người lập tức chia nhau hành sự lão phụ nhân bước nhanh như bay trong khoảnh khắc thông qua một hành lang vào trong một căn phòng rất mộc mạc ở trong gian nhà này có một gã thanh niên mặc áo bào trắng sắc mặt xanh sao vàng vọt đang ngồi bên cạnh một cái bàn đá tập trung tinh thần xem một quyển sách màu bạc rực rỡ mẫu thân sao người đến đây vừa thấy lão phụ nhân tới thanh niên lập tức buông quyển sách trong tay vẻ mặt mỉm cười nói danh nhi lập tức thu thập hành trang chúng ta sẽ tới lũng ra ở nghinh tiên cung lão phụ nhân đối diện thanh niên thì vẻ mặt âm trầm lập tức chuyển thành yêu thương lũng ra phụ mẫu bắt người nọ về thật có chút vướng bận a à. thanh niên nghe vậy nhướng mày có chút bất đắc dĩ nói thế nào con cũng biết việc này rồi sao lão phụ nhân có chút ngạc nhiên mở miệng mẫu thân người đã quên tuy rằng pháp lực của con không cao nhưng đã kích phát chân long chi huyết cũng có được một chút thiên nhĩ thần thông tuy rằng không rời quá động phủ nhưng các người nói chuyện mơ hồ nghe được một chút Thanh niên nở nụ cười nói, thì ra là thế, bất quá danh nhi yên tâm. Vô luận như thế nào, ta và phụ thân sẽ đem truyền thừa pháp khí của tiểu tử nọ bình yên chuyển qua cơ thể con. Khi đó không chỉ ác tật của con có thể khỏi hẳn, mà có thể mượn cỗ linh lực truyền thừa đột phá bình cảnh, rất có thể con sẽ kết thành kim đan. Về phần lão gia hỏa phía sau tiểu tử kia, chỉ cần chúng ta tới lũng ra, hắn tuyệt đối không dám tìm tới cửa. Lão phụ nhân Trấn An nói. Năm đó thiên kính tiên sinh nói rằng cách trị hết ác tật trong cơ thể con là dùng truyền thừa chi vật, phụ mẫu hai người một mực tìm kiếm tu sĩ có được truyền thừa pháp khí mà còn chưa mở phong ấn. Khi đó con có dự cảm sẽ có phiền toái không nhỏ với chúng ta. Bây giờ tìm được một người như thế, cho dù con có khuyên nói thế nào, chị em mẫu thân cũng không dễ buông tay. Thanh niên trầm mặc một lát, khẽ thở dài một hơi. Con nói lời ngây ngốc gì đó, ta và phụ thân con mắt thấy chịu nổi đại thiên kiếp tiếp theo, Lúc đó mới hạ quyết tâm vất vả có được cốt nhục là con. Nói ra sao thì ta quyết không để người tóc bạc đưa tiến người đầu xanh. Chỉ cần người nọ không phải là Tam hoàng hoặc Bảy đại yêu vương, có đại cử cùng tổ phụ tuyệt đối sẽ bảo đảm bình yên cho con. Huống hồ bây giờ con đã kích phát chân long chi huyết, cũng tính trở thành đệ tử Lũng gia. Hừ, nếu là Lũng gia không che chở con, còn được xưng cái gì mà chân linh đệ nhất thế gia. Sắc mặt lão phụ nhân trở nên có chút âm trầm, trong giọng nói mơ hồ có chút oán hận. Được rồi, nếu mẫu thân đã hạ quyết tâm thì chúng ta nên lập tức đi ngay. Nói không trường hợp thể lão quái kia sẽ nhanh chóng truy tới nơi này. Thanh niên lắc đầu, nhưng bỗng nhiên ngữ khí chuyển thành đốc thúc. Không có khả năng, trước đó ta đã tỉ mỉ kiểm tra qua thân thể tiểu tử kia, không thấy có ấn ký gì lưu lại trong người hắn. Lão phụ nhân nghe vậy lấy làm kinh hãi, có chút nửa tin nửa ngờ. Mẫu thân, người không phải hợp thể tu sĩ. Theo con được biết, hợp thể tu có ít nhất 3-4 phương pháp có thể hạ tiêu ký thần niệm, dễ dàng giấu được sự dò xét của thần niệm luyện hư kỳ tu sĩ. Mấy năm nay tuy con không còn tu luyện pháp lực, nhưng xem qua nhiều công pháp biển tịch cũng không phải uổng phí. Thanh niên cười khổ một tiếng nói, danh nhi, con nói cũng có lý, chúng ta không cần thu thập gì nữa mà nên đi ngay. Phụ thân con đã đi mang tiểu tử theo, phụ nhân biến sắc, có chút khẩn trương, cùng lúc đó, tại trong một gian mật thất khác, Hắc mi lão giả nhìn một người đang lẳng lặng nằm bất động trên mặt đất, thần sắc có chút phức tạp. Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng trách phu phụ chúng ta thủ đoạn độc ác muốn danh nhi có thể khỏi hẳn bệnh cũng chỉ có truyền thừa bảo vật trong cơ thể ngươi mà sau này ngươi không có truyền thừa chi vật căn cơ toàn bộ sẽ bị phế sống không bằng chết đến lúc đó lão phu sẽ tiến người bình yên ra đi không chút đau đớn lão giả thì thào nói vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn mà người trên mặt đất chính là tiểu đạo sĩ khí linh tử nhưng không biết bị hai người lão phụ động tay chân kiểu gì mà hắn đang hôn mê bất tỉnh hắc nghi lão giả bỗng nhiên lật tay giữa ngón tay chợt lóe hắc quang một tấm phù lục đen kịt như mực thoáng cái hiện ra cổ tay lão giả run lên phù lục lập tức hóa thành một đạo sáng màu xám mờ ảo quỷ dị chấp động một cái đã lặn vào trong thân thể khí linh tử tiếp theo lão giả há miệng phun ra một đoàn hắc khí bên trong mơ hồ một quả chuông đồng màu xanh chuyển động quay tròn hắc nghi lão giả nhấc tay khẽ gập một ngón tay lại đinh đang một tiếng vang nhỏ trong chuông đồng truyền ra tiếng vang cùng hắc khí Tức thời một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể khí linh tử đang nằm trên mặt đất rung lên, sau đó tự vận mình đứng lên từ mặt đất, hai mắt nhắm chặt vẫn đối diện lão giả. Lúc này trên mặt tiểu đạo sĩ không chút biểu tình, dường như là một kiện khôi lỗi. Lão giả lẩm bẩm trong miệng, trong tay một đạo liên tiếp bắn ra các đạo pháp quyết, chuông đồng màu xanh nhất thời phát ra âm thanh thanh minh dài ngắn không đồng nhất. Nghe như tiếng chuông bình thường nhưng vừa lọt vào tai thì khí linh tử chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt hắn đầu tiên là một vùng mờ mịt nhưng dần trở nên có chút sáng rõ, chỉ là nét mặt vẫn không chút biểu tình. Hắc mi lão giả thấy tình cảnh này không khỏi thở dài một hơi, nhấc tay một chảo, đem chuông đồng thu vào trong tay áo, không nói hai lời xoay người liền đi. Tiếng chuông mơ hồ từ trong tay áo lão truyền ra, cước bộ khí linh tử khẽ động, theo sát lão giả không rời đi ra ngoài. Trong chốc lát sau, hai đạo kinh hồng một đen một xám từ trong ngọn núi nhỏ bay lên không trung, lượn một chút thì nhằm phương hướng cửu tiên sơn bắn nhanh mà đi trong hai đạo độn quang đều có thanh niên gầy gò cùng khí linh tử. Chấp động mấy cái, hai đạo kinh hồng đã tiêu thất vô tung vô ảnh tại phương tời xa. Cơ hồ thời gian một cơm sau, một đạo thanh cầu hồng không chút bắt mắt từ một phương hướng khác bắn nhanh đến ngọn núi nhỏ, quang hoa vụt tắt trên bầu trời, hiện ra hai nam tử. Một người khuôn mặt tuấn mỹ dị thường, người còn lại có diện mạo không chút thu hút. Chính là hai người hải đại thiếu cùng hàn lập, không còn ở tại đây thần niệm hàn lập như gió cuốn mây bay đảo qua ngọn núi nhỏ phía dưới có chút ngoài ý muốn nói cái gì bọn họ đã đem sư đệ đưa đến địa phương khác sư tôn còn biện pháp truy tung theo không hải đại thiếu vừa nghe lời hàn lập có chút khẩn trương hỏi yên tâm tuy rằng thần niệm ấn ký mà ta đã đặt vào trong cơ thể ngươi cùng khí linh tử cực kỳ yếu ớt nhưng cách mỗi đoạn thời gian sẽ có một lần phản ứng cường liệt khi đó sẽ biết rõ bọn họ đi đâu hàn lập bình tĩnh dị thường nói như vậy là tốt rồi Bất quá người này thật đúng là to gan lớn mật, dám trong vạn bảo đại hội công khai làm ra sự tình bắt người. Những chấp pháp tu sĩ lại mặc kệ thế sao? Thần sắc hải đại thiếu đầu tiên là buông lỏng, nhưng tiếp theo lại có chút tức giận bất bình. Hắc hắc, nếu là tu sĩ bình thường làm chuyện này tự nhiên sẽ có chấp pháp tu sĩ ngăn cản. Nhưng nếu là tồn tại luyện hư trở lên, bọn họ hơn phân nửa sẽ tỉ mỉ cân nhắc. Nếu là hợp thể kỳ tồn tại thì chấp pháp tu sĩ thấy cũng như không, không xoay người rời đi mới là lạ hàn lập cười nhạt một tiếng lẽ nào lão phụ nhân kia là hợp thể kỳ tu sĩ hải đại thiếu vừa nghe lời này sắc mặt biến đổi hợp thể tu sĩ không có khả năng bằng không thì phải tránh đi làm gì hàn lập lắc đầu điều này cũng đúng hải đại thiếu đồng ý gật đầu hai người dừng lại ở không trung hơn nửa canh giờ bỗng nhiên hai hàng lông mày hàn lập nháy động tìm được rồi hướng cửu tiên sơn chúng ta đi thôi vừa dứt lời hàn lập không đợi sắc mặt hải đại thiếu hiển lộ vẻ vui mừng Thân hình quay tròn, phút chốc một đạo sáng màu xanh hiện ra bao phủ thân hình hai người lại. Một đạo thanh hồng lại lần nữa hiện lên, cũng hướng về Cửu Tiên Sơn bắn nhanh đi. Ba canh giờ sau, thân ảnh hai người Hàn Lập cùng Hải Đại thiếu Lặng Yên xuất hiện trước một cung điện xanh vàng rực rỡ rất lớn trên bầu trời. Cung điện này chia làm 10 tầng, chính là một trong 9 tòa Nghinh Tiên Cung. Hàn Lập nhíu mày nhìn tầng một cung điện, ánh mắt âm trầm dị thường. Sư Tôn, không có tính sai chứ? Khí linh tử thực sự được đưa đến nơi này? Vẻ mặt Hải Đại thiếu có chút trắng bệch, có chút khó khăn hỏi. Hiển nhiên hắn rõ ràng, nếu khí linh tử xuất hiện ở đây mang ý nghĩa gì. Không sai, với cự ly gần thế này, chút cấm chế che đậy căn bản vô pháp ngăn cản cảm ứng của ta. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, lẽ nào lão phụ nọ thực sự là hợp thể tu sĩ, nhưng nếu là như thế, vì sao khi nãy sư đệ lại xuất hiện tại bên ngoài Cửu Tiên Sơn? Hải Đại thiếu thì thào nói, rất đơn giản, một là lão phụ thực sự là một hợp thể tu sĩ, động phủ ngoài cửu tiên sơn chỉ là lâm thời, chuyên môn dùng để làm một số sự tình bí ẩn không muốn người biết. Hoặc là mụ phải có quan hệ sâu xa với một hợp thể tu sĩ ở đây, cố ý tới đây là muốn dùng tìm chỗ dựa vững chắc. Dùng điều này hù dọa khiến chúng ta rút lui. Hàn Lập thản nhiên nói, vậy sư tôn quyết định như thế nào? Hải đại thiếu trần chờ một lúc sau, mới thấp giọng hỏi một câu. Người đi xuống, tìm một người hỏi thăm chủ nhân tầng thứ 9 rồi nói tiếp. Hàn Lập phân phó một câu, tuân mệnh, Sư tôn, Hải Đại thiếu vừa nghe lời này của Hàn Lập, không khỏi tinh thần rung lên, vội vàng kính cẩn đáp ứng. "Ta đưa ngươi đi xuống, ngươi tìm hiểu rõ ràng rồi quay về ngọn núi nhỏ đằng kia tìm ta. Ta chờ ngươi tại nơi đó." Hàn Lập lại dặn thêm một câu, tay áo run lên, nhất thời một đạo thanh quang đem Hải Đại thiếu bao lại, trực tiếp đưa xuống mặt đất. Mà hắn thì biến đổi phương hướng, hướng một đỉnh núi nhỏ cách nơi hơn 10 dặm bay đi. Cửu Thiên Sơn là do chín tòa cự phong hợp thành nhưng tự nhiên trong cả tòa sơn mạch còn có một số đỉnh núi vô danh bình thường. Hai chân hải đại thiếu thì vừa hạ xuống đất thì hướng về nghinh tiên cung nhìn lướt qua, nhưng không lập tức tiến tới mà là hít sâu một hơi, hướng về nơi náo nhiệt gần nhất mà đi. chương 1804, xâm nhập, với tính tình của hải đại thiếu lanh lẹ từ trước đến nay. Ở nơi phường thị đông đảo người tụ tập, không cần bao lâu đã hỏi thăm được thân phận chủ nhân tầng thứ 9 nghinh tiên cung. Lúc này hắn hít vào một hơi, nhưng mặt ngoài không lộ chút dị sắc nhanh chóng về gặp hàn lập cái gì là lũng gia hàn lập đang ngồi xếp bằng trên một khối đá thân sắc vừa động có chút bất ngờ la lên không sai đồ nhi đã hỏi thăm rõ ràng nghe nói tầng thứ 9 là chỗ của lũng gia lão tổ cùng một khách khanh trưởng lão đương kim lũng gia gia chủ cùng với các luyện hư kỳ trưởng lão cũng ở tại nơi đó vẻ mặt hải đại thiếu không khỏi trở nên lo lắng thật là phiền toái không ngờ lại là bọn họ hàn lập nheo hai mắt sư tôn Lời này là, hải đại thiếu ngẩn ra, có chút khó hiểu, phiền toái chính là, quan hệ giữa vi sư cùng lũng ra không tốt. Nếu là một hợp thể tu sĩ khác, ta liền trực tiếp tới cửa đòi sư đệ của ngươi. Khi đó đối phương sẽ nể thể diện của tồn tại cùng cấp mà thả người. Nhưng lũng ra thì không được, thanh âm hàn lập lạnh như băng, hải đại thiếu nghe xong, sắc mặt đại biến, bất quá không phải không có cách, hắc hắc, dù sao đã đắc tội qua một lần, đắc tội thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Huống hồ, chưa chắc ta đã bị bọn họ phát hiện. Nguyệt Thiên, trước tiên người quay về chỗ ở đi, vi sư sẽ trở lại sau. Hàn lập cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt tỏa ra thanh quang, nhoáng lên một cái biến mất không thấy. Hải đại thiếu tự nhiên hiểu ý của Hàn lập, vẻ mặt có chút bất ngờ xen lẫn kinh hỉ. Lúc này không quản Hàn lập còn ở chung quanh hay không liền cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó hướng phía chân núi mà bay đi. Tại một nơi cách nghênh tiên cung hơn một dặm, Hàn lập không một chút tiếng động xuất hiện giữa không trung hắn nhìn tầng thứ 9 của tòa cung điện cự đại này, trong đầu hiện ra một pháp trận cấm chế thật lớn. Chín tòa nghênh tiên cung ở những địa phương khác nhau, nhưng qua quan sát thì pháp trận cấm chế không mấy khác nhau. Tuy rằng cấm chế cực kỳ tinh diệu nghiêm mật nhưng đối với đại thần thông của hắn, muốn lặng yên phá cấm lén vào cũng không khó. Trong lòng hắn cân nhắc một lát, đột nhiên bàn tay vừa lật chuyển, một miếng da bạc trói mắt hiện ra. Đây là thiên biến nguyễn diện, năm đó ở Quảng Hàn giới thu được trong tay của Liễu Thủy Nhi, Vật ấy thần kỳ dị thường, sau khi thông qua ám thú xâm lâm, nàng ngẫu nhiên thu về, giờ phút này mới phát huy công dụng. Hàn lập đem huyễn diện ném ra trước người, cổ tay lắc khẽ. Trên chữ vật trạc thủ chợt lóe thanh quang, một tấm da thú phủ đầy lông vàng đã bay ra. Một tay hắn bấm tay niệm pháp chú, tay kia hướng về hai vật chỉ một chút. Nhất thời huyễn diện vừa động, hóa thành một đạo ngân quang nhập vào bên trong da thú. Kim sắc da thú quay tròn hướng hàn lập mà tới, chợt lóe rồi không thấy bóng dáng. Mà cơ hồ cùng lúc, trong miệng Hàn Lập phát ra tiếng gầm nhẹ, gương mặt chợt đại biến. Nguyên bản da thịt bóng bẩy đột nhiên mọc lên một lớp lông thật dày, bao phủ toàn bộ khuôn mặt hắn. Đồng thời hai mắt lóe lam quang, đồng tử biến thành màu lam đậm tràn ngập tia sáng bạo ngược. Hàn Lập đưa tay sờ sờ lớp lông vàng trên mặt, tự nói một câu. Tấm da kim tí viên này quả nhiên rất tốt, hẳn sẽ làm cho đám người lũng ra đau đầu đoán giả đoán non một phen. Nói xong hắn hít sâu một hơi, ngoài thân chợt lóe hắc quang, đột nhiên hiện ra hai cái khăn sa màu đen. Hai vật này bay quanh người một chút, liền hóa thành hai đạo sáng mở ảo màu đen bao phủ hắn lại. Ngay sau đó thân hình Hàn Lập ở trong hát quang mơ hồ không rõ, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất trên không trung. Hàn Lập hài lòng cúi đầu nhìn thân hình đã như trong suốt một chút. Kỳ thật nếu là dùng thái nhất hóa thanh phù thì hiệu quả ẩn thân càng tốt hơn. Có điều nếu dùng phù này thì không thể thi triển thần thông khác bài trừ cấm chế. Do so dự một chút, Hàn Lập nhắm thẳng tầng thứ 9 nhẹ nhàng mà tới. Một lát sau, hắn đã vô thanh vô tức đến gần mục tiêu. Bỗng nhiên bạch quang chợt lóe, một tầng sáng màu trắng hiện ra ở trước mắt, hơn nữa mặt ngoài chợt lóe lôi quang, lại có thêm mấy đạo hồ quang ẩn hiện. Thân sắc Hàn Lập không chút thay đổi, bàn tay lộ ra khỏi tay áo, năm ngón tay co lại một chút, mấy đạo hồ quang kim sắc bắn ra. Sắp chạm tầng sáng thì một tiếng động sèn sẹt phát ra, lôi quang vừa tiếp xúc với kim sắc hồ quang thì nháy mắt tiêu thất hắc quang quanh thân hàn lập lưu chuyển, thân hình chợt lóe, hướng về phía tầng sáng xuyên thủng mà qua. Chỉ thấy trong tầng sáng hiện một lỗ thủng lớn cỡ thân người, bóng dáng hàn lập hoàn toàn tan biến. Bất quá bằng mắt thường có thể thấy, trong nháy mắt lỗ thủng đã khôi phục như ban đầu, tiếp theo tầng sáng chợt lóe rồi tiêu thất. Một lát sau, từ một tầng đại điện trong Ninh Tiên Cung bay ra hai gã hóa thần kỳ vệ sĩ, thẳng đến nơi này. Mấy cái chấp động, hai người hiện ra trên trời qua. Cấm chế dao động vừa rồi đích thật là từ nơi này truyền ra, bất quá hiện tại lại như không có gì bất thường. Một gã thanh niên bộ dáng chừng 27-8, đánh giá khắp nơi vài lần, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc than một câu. Phản ứng rất nhỏ như thế, không chừng chỉ là một con phi điều đụng vào cấm chế mà thôi. Một lão giả có dài tròm dâu dê, trên đầu có một đôi sừng ngắn, đôi mắt hình tam giác nhỏ nhẹ chớp không thôi mở miệng. Thì ra là một gã yêu tu, công tôn huynh, người đừng nói đùa nếu tùy tiện một con phi điểu có thể khiến cấm chế nghinh tiên cung sinh ra phản ứng thì những trận pháp đại sư bố trí pháp trận nơi đây thật sự là phế vật thanh niên nhướng mày có chút tức giận nói hắc hắc cho dù không phải phi điểu thì cũng là linh thú ở phường thị gần đây lạc đường hoặc là một hợp thể kỳ tiền bối vô ý kích động cấm chế ta và ngươi có năng lực điều tra được cái gì câu sau nếu nói không dễ nghe nếu thực sự có người tiềm nhập nghinh tiên cung thì chính là một hợp thể tiền bối đạo hữu cảm thấy hai ta có thể ứng phó được chăng Yêu tu lão giả cười nhẹ một trận, rõ ràng không muốn quản nhàn sự này nhiều. Ừm, công tôn đạo hữu nói cũng có lý, nếu cấm chế không có việc gì, chúng ta cũng không cần phải tìm hiểu quá sâu. Tại Hà Tính trở lại nội điện Huyền Vũ Thành, sắc mặt thanh niên âm tình bất định một hồi lâu, đột nhiên cười nói: "Ha ha, ta biết đạo hữu là người thông minh, đi, nơi đó lão phu có một hồ linh tử tốt nhất, quay về sẽ mời đạo hữu hảo hảo thưởng thức một chút." Lão giả vừa nghe thanh niên bỏ qua truy xét, mặt mày cười rộ lên. Vì thế, một người một yêu lại kề vai sát cánh bay xuống phía dưới, không chút hứng thú quay đầu nhìn lại cấm chế. Một đạo hỏa diễm màu bạc phun ra, sau một thoáng đã đem trước mắt quang ti dày đặc phía trước hóa thành hư ảo. Tiếp theo bóng người chợt lóe, cả người Hàn Lập liền hiện trước mặt vách tường tầng thứ 9. Nhìn vách tường trắng tinh gần trong gang tấc, chỉ thấy bên ngoài có một đám phù văn màu bạc lớn nhỏ chớp động không thôi, có vẻ vô vùng thần bí. Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia ngưng trọng, phù văn màu bạc này không tầm thường, là một loại cấm chế không gian tác dụng trên vách tường, bí thuật công pháp căn bản không có phản ứng. Nhưng may mắn là hắn có một số không gian thần thông, xâm nhập qua vách tường này không mấy khó khăn. Tâm niệm hàn lập chuyển động một chút, hai tay bấm niệm pháp chú, đột nhiên trên chán hiện ra một đạo hắc quang. Nó vừa lưu chuyển thì một vết huyết ngân nhanh chóng mở rộng, một con mắt yêu đen thùi trong suốt hiện lên. Yêu mục liếc mắt nhìn vách tường một cái, nhất thời từ giữa mắt kích bắn ra một đạo ô quang, chợt lóe vào trên vách tường tức thời một màn quỷ dị xuất hiện, ô quang vừa tiếp xúc vách tường thì phù văn màu bạc lại ảm đạm tiêu tán đi. Trong miệng hàn lập quát khẽ một tiếng, đạo ô quang cỡ ngón tay tục to lên gấp mấy lần. Nhất thời tường trắng trước mắt rung động, quỷ dị hiện ra một lỗ hổng hình tròn đen tuyền đường kính cỡ hơn thước. Trong mắt hàn lập chợt lóe hàn quang, ô quang trên trán vừa thu lại, liền hóa thành một đạo thanh hồng nhập vào trong lỗ hổng. Ngay sau đó, lỗ hổng chợt lóe rồi biến mất trên vách. Hàn lập thấy trước mắt sáng ngời, thân ảnh từ trong hư không thoáng hiện ra. Hắn xuất hiện ở trong một rừng cây, vừa lúc dưới một cây cổ thụ màu xanh thật lớn. Nhưng khiến cơ mặt hắn rung một chút chính là, cách hắn hơn trượng có một trung niên nam tử cùng một tử nữ mỹ miều, đang dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn hắn. Hàn lập thở dài một hơi, hai cánh tay đồng thời vừa động. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng quái dị, hai cánh tay đột nhiên dài ra mấy lần vỗ tới. Bộc bộc hai tiếng trầm đục, đôi nam nữ chưa kịp lên tiếng đã bị hắn đánh ngã xuống đất bất quá là một đệ tử kết đan kỳ cùng một chút cơ kỳ của lũng gia hắn không tùy tiện hạ tử thủ chỉ là đem một tia pháp lực nhập vào trong thần thức hai người làm cho bọn họ hôn mê bất tỉnh hàn lập cũng không khách khí bàn tay lại hướng trung niên nam tử đánh ra một chảo nam tử lập tức rơi vào trong ngũ chỉ trên mặt hàn lập chợt lóe thanh khí nhất thời thi triển siêu hồn thuật sau một lát công phu sắc mặt hàn lập hơi trầm buông tay trên đầu nam tử xuống lại đem nữ tử một phát bắt được đồng dạng thi pháp một phen kết quả sau khi Hàn Lập buông nữ tử tuổi trẻ thì tự thì thào vài câu. Quả nhiên khí linh tử bị đưa đến lũng gia này, lão phụ kia nhân là chủ muội muội của lũng gia gia chủ, đáng tiếc trong thần niệm của đệ tử đã bị bí mật thi pháp, tin tức hữu dụng thật sự không có mấy. Chương 1805, một trảo, một quyền, một trường. Hàn Lập thì thầm tự nói, trên mặt có chút đáng tiếc. Có điều thần thức của đôi nam nữ này bị hạ bí thuật là việc bình thường. Phạm là gia tộc lớn một chút, đối với một số đệ tử trung tâm đều có thủ đoạn như thế đề phòng khi rơi vào tay người ngoài sẽ không tiết lộ một số bí mật trọng đại bất quá sự tình liên quan đến phụ nhân không phải bí ẩn gì hàn lập tự nhiên thu được một số manh mối không lâu trước có một phụ nhân với bề ngoài chính xác như hải đại thiếu miêu tả mang theo ba người khác tới nơi này hơn nữa sau khi nói chuyện cùng lũng gia gia chủ một chút đã được người dẫn đi nghỉ ngơi rồi mà một người trong đó theo bộ dáng thì chính là khí linh tử không thể nghi ngờ Bất quá bọn họ đang ở chỗ nào thì đôi nam nữ này không biết. Hàn lập nhíu mày một chút, nhìn hai người đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, bỗng nhiên khẽ dậm chân một cái. Một đạo hoàng quang lóe lên rồi lưu chuyển ép xuống, không một tiếng động, một hố to sâu hơn một trượng hiện ra trên mặt đất. Tay áo hắn khẽ rung, một đạo thanh hà bay ra cuốn lấy đôi nam nữ này, dễ dàng ném vào trong hố. Sau đó hàn lập bấm niệm pháp quyết, hướng về cái hố điểm một chỉ. Nhất thời lại một đạo hoàng quang hiện ra trong hố, chấp động một cái thì hố to đột nhiên biến mất, mặt đất bằng phẳng trở lại như lúc đầu, không chút khác biệt. Lúc này Hàn Lập mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài bìa rừng. Chỉ thấy nơi đó là một vùng sương mù, bên trong mơ hồ có một bức tường thành như ẩn như hiện. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lam quang, thân hình nhoáng lên một cái, đã được bao phủ trong một tầng mây xám nhạt mờ ảo. Sương mù kia hiển nhiên là một loại cấm chế huyền diệu nào đó nhưng vừa tiếp xúc với tầng mây xám, đã có một bộ phận trực tiếp bị hút rồi dung nhập vào lúc này thân hình hàn lập trở nên mông lung khó phân biệt. Hắn đi tới trước hơn trăm trượng, trước mắt sáng ngời. Cách chỗ sương mù không xa hiện ra một tòa thành được bao bọc bởi lớp tường cao hơn 10 trượng. Trên tường thành có các bạch bào tu sĩ hoặc đeo kiếm, hoặc chống đao đứng ở nơi đó. Bên trong mơ hồ thấy rất nhiều lầu các đình đài liên hoàn. Ở chính giữa là một tòa tháp lớn ánh vàng rực rỡ cao mấy trăm trượng. Hàn lập vốn không sợ đám lũng ra tu sĩ trên thành phát hiện, ánh mắt ngưng tại trên tòa tháp theo tin tức trong thần niệm của đôi nam nữ kia, lũng gia lão tổ hậu kỳ cùng các luyện hư trưởng lão trong tộc đều ở trong tháp này. Hơn nữa từ lúc ở đấu giá hội chiếm được bức vẽ kình thiên chiến thuyền, lũng gia lão tổ liền mời các vị trận pháp cùng luyện khí đại sư trong tộc tới ở trong tháp không rời nửa bước, hợp lực tìm hiểu bức vẽ này. Về phần thái thượng trưởng lão hợp thể kỳ kia, tựa hồ có việc vừa mới đi ra ngoài. Như vậy khả năng bại lộ của Hàn Lập là rất thấp. Chỉ cần lũng ra lão tổ không ngẫu nhiên dùng thần niệm quét qua cả tòa thành, về phần những người khác không dễ phát hiện ra hắn. Trong lòng cân nhắc, Hàn Lập không chút do dự, hắc quang ngoài thân vừa nổi lên lăn tăn như sóng. Cả người đang trong sương mù liền nhằm một đoạn tường thành, khẽ tung bay mà đi. Một gã bạch bào tu sĩ đang đứng thẳng tắp trên tường thành, bỗng nhiên cảm thấy dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua trước người. Gã này không khỏi vừa nhìn mọi nơi, đồng thời đem thần niệm truyền ra quét qua xung quanh. Không thấy có gì khác thường, trên mặt bạch bào tu sĩ hiện chút nghi hoặc nhưng lập tức lắc đầu, liền khôi phục tư thế ban đầu hắn tự nhiên không biết đã có một người từ ngoài trong nháy mắt nhẹ bay tới tường thành hai chân hạ xuống trên đường phố trắng nõn không chút bụi nhưng kỳ quái chính là người này đang nhắm hai mắt không nhúc nhích trên đường dường như cảm ứng cái gì không biết qua bao lâu sắc mặt hắn âm trầm mở hai mắt sử dụng thanh âm thấp không thể nghe thấy tự nói vài câu cảm ứng với khí linh tử đã hoàn toàn mất xem ra đã có người động thủ che đậy như thế cũng chỉ có thể tìm qua từng nơi cũng may chỗ này không lớn, tồn tại luyện hư kỳ cũng ở đây, rất nhanh sẽ tìm ra. Lời vừa ngừng thì thân hình khẽ động, hóa thành một cơn gió nhẹ vô hình thổi tới một tòa kiến trúc gần đấy, lập tức biến mất trong một tòa đình khác. Cơ hồ cùng thời gian, trong một tòa lầu các cách đây rất xa, bốn người lão phụ nhân đang ở cùng một tử bào lão giả tướng mạo cực kỳ âm trầm. Mà mới vừa rồi, tử bào lão giả đã đem một khối ngọc bội hình quái nguyệt chấp động hào quang kỳ lạ, đeo tới trên cổ một tiểu đạo sĩ giờ phút này thản nhiên hướng lão phụ nói nguyệt kết tâm ngọc này có kỳ hiệu ngăn cách cảm ứng chi lực của thần niệm chỉ cần người nọ không ở gần trong gang tức thì không cách nào tìm được tiểu đạo sĩ này như vậy một nhà các ngươi có thể an tâm đa tạ huynh trưởng khai ân tương trợ lão phụ nhân cung kính hướng sang tử bào lão giả thi lễ vô cùng cảm kích nói hắc mi lão giả ở một bên cũng lộ vẻ mặt cười bồi chỉ riêng vẻ mặt thanh niên gầy yếu vẫn không mấy biến chuyển lá gan của phu thê các ngươi thật lớn dám đi trêu chọc một hợp thể tu sĩ. Nếu không phải ta xem danh nhi đã kích phát chân long chi huyết, ta tuyệt không lại thu lưu các ngươi, cho dù muội muội của ta cũng không ngoại lệ. Lúc này phụ thân đại nhân đang tìm hiểu bức vẽ chiến thuyền. Trước khi người xuất quan, các ngươi tuyệt không được xuống tay với tiểu đạo sĩ này. Dù thế nào thì việc này sẽ dẫn tới quan hệ đối địch với một hợp thể lão quái, tất yếu phải hỏi qua phụ thân một tiếng mới được. Các ngươi nếu dám tự động thủ, đến lúc đó đừng trách ta không niệm tình xưa vẻ mặt tử bào lão giả có chút nghiêm khắc nói. Điều này tự nhiên, ta nhiều năm đã không gặp phụ thân đại nhân, lần này muốn tạm biệt lão nhân ra một lần. Đại thiên kiếp tiếp theo, ta cùng phu quân hơn phân nửa đều không thể vượt qua, đến lúc đó tiểu nhi cũng chỉ nhờ huynh trưởng chiếu cố. Chỉ cần ác bệnh trong cơ thể danh nhi được chữa khỏi, tư chất của nó vốn không kém lũng ra đệ tử khác, hẳn sẽ không bôi nhọ danh tiếng của lũng ra. Vẻ mặt lão phụ nhân buồn bã, miễn cưỡng cười nói. Ừm, um, sự tình của danh nhi không cần lo lắng, ta đều có an bài. Về phần ngươi muốn gặp phụ thân thì chỉ sợ không được. Ngươi cũng đã biết, phàm là nữ tử lũng gia không nghe theo trong tộc an bài, cố ý phải gả cho người ngoài tộc thì không còn là người lũng gia. Mặt khác phụ thân tu luyện công pháp vang danh lừng lẫy là vô tình đạo thần thông, căn bản không muốn gặp ngươi. Sau này để danh nhi lưu lại, hai người các ngươi tự động rời đi là được rồi. Tử bào lão giả không chút do dự lắc đầu, nghe tử bào lão giả vừa nói như thế, vẻ mặt lão phụ nhân vô cùng thất vọng sắc mặt mụ có chút khó coi còn muốn khẩn cầu nhưng tử bào lão giả lại khoát tay chặn lại lắc đầu rời khỏi phòng trong nháy mắt nơi đây chỉ còn lại một nhà ba người lão phụ cùng tiểu đạo sĩ khí linh tử xem ra trước tiên chúng ta đành làm theo lời hắn vậy phu quân lão đem tiểu đạo sĩ này xuống mật thất tầng một đi lão phụ nhân trầm ngâm tại chỗ hồi lâu có chút oán hận nói phu nhân đừng nghĩ ngợi nữa không phải chúng ta sớm đã đoán trước những điều này rồi sao huynh trưởng của nàng không sợ liên lụy đến hợp thể lão quái không cự tuyệt chúng ta đã là may mắn rồi trong bất hạnh rồi hắc nghi lão giả cười khổ một tiếng khuyên nhủ ta biết nên làm như thế nào lão không cần nói cái gì nữa hãy mau đem tiểu đạo sĩ đi lão phụ như không nghe lời lão giả gương mặt âm trầm vung cánh tay lên hắc nghi lão giả thở dài đành ngậm miệng hướng về khí linh tử như muốn giải tỏa buồn bực tiểu tử để ngươi giữ lại truyền thừa chi vật thêm mấy ngày đi. Không bao lâu nữa nó sẽ là của danh nhi nhà chúng ta. Đến lúc đó bất kỳ ai cũng vô pháp ngăn cản, lão giả thì thào nói đồng thời tay vừa lật, quả chuông đồng màu xanh đã hiện ra. Lúc này khí linh tử bị bí thuật thi pháp cấm chế, tự nhiên đang đứng đờ đẫn không nhúc nhích tại chỗ. Mắt thấy lão giả sắp động thủ lắc chuông đồng thì một thanh âm thản nhiên của một nam tử vang vọng lên trong phòng. Không ai có thể ngăn cản, nếu là ta muốn ngăn cản, có năng lực quản sao? không tốt, người nọ đến đây. Hắc mi lão giả nhất thời la lên thất thanh, cơ hồ không cần suy nghĩ, ném chuông đồng cầm trong tay đi, nhất thời hóa thành một cự chung như một lồng cháo bao lấy thân hình khí linh tử ở trong. Lão phụ ở một bên sắc mặt đại biến nhưng phản ứng cũng không chập, vung tay bào, hai đạo ô quang đồng thời kích bắn ra. Một đạo lập tức hóa thành một vầng hắc quang, đem thanh niên gầy yếu cuốn lại, chợt lóe đã mang về bên cạnh mụ. Một đạo khác thì bay múa, mơ hồ hóa thành một con hắc mãng có một cái sừng, nó há miệng phun ra một đóa hoa sen màu đen đem lão phụ cùng thanh niên hộ thủ ở trong đó. Lão phụ lại hít sâu một hơi, đột nhiên theo trong miệng như muốn bộc phát ra một tiếng giết thê lương. Nhưng mụ làm như thế, đổi lại là một tiếng cười lạnh khinh thường. Tại phía trên khoảng không mà chuông đồng biến thành cự trung bỗng nhiên dao động, một đại thủ lông xù màu vàng chợt lóe ra, thoải mái oanh kích xuống cự trung. Oanh, vô số phù văn màu xanh ở mặt ngoài đảo lộn một hồi, cự trung giống làm bằng đất bùn, không chịu được một kích đã vỡ vụn, hóa thành một vùng thanh quang tiêu tán đi. Tiếp theo kim mao đại thủ lại hướng hắc mi lão giả hư không chụp tới một trường. nhìn qua nhẹ nhàng như không chút sức mạnh, nhưng ngay sau đó hắc mi lão giả lại phát ra một tiếng hét thảm, thân hình liền giống như diều đứt dây văng ngược ra sau. cơ hồ cùng lúc đó một kim mao đại thủ khác cũng từ hư không hiện ra trước người lão phụ, nhanh như tia chớp chảo xuống. bụp một tiếng, hoa sen màu đen bảo hộ cùng với linh quang hộ thể của lão phụ bị một kích xé ra. kim mao đại thủ tóm lấy cổ lão phụ đem hai chân nhấc lên khỏi mặt đất. Lão phụ trợn hai mắt, thanh âm cảnh báo bén nhọn chưa rời khỏi miệng đành ằng ạc nghẹn lại trong cổ. Chương 1806, cự viên chiến lão tổ. Thanh niên gầy yếu ở một bên thấy thế thì sắc mặt đại biến khoát tay, một thanh trường đao sáng láng xuất hiện trong tay, hung hăng chém tới Kim mau đại thủ. Đang, một tiếng kêu giòn vang truyền ra, lưỡi trường đao mới vừa chạm tới thì trên quyền thủ liền bạo tỏa ra kim quang chói mắt. Trường đao pháp khí trong nháy mắt bạo liệt vụn vỡ mà thân hình thanh niên chấn động lùi lại mấy bước, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, toàn thân lập tức uể oải, tê liệt ngã xuống mặt đất vô pháp đứng dậy. Nơi đây đã bị ta hạ cấm chế, dù cho có gọi vỡ cuống hỏng cũng vô dụng. Lá gan các người thật không nhỏ, biết rõ phía sau tiểu đạo sĩ này còn có người, không ngờ không xem vào đâu. Các người cho rằng đây là lũng ra thì ta không dám đến bắt người sao. Thanh âm nam tử lại lần nữa tại vang lên trong phòng, ngữ khí vô cùng băng hàn tiếp theo không gian giao động một thoáng một thân ảnh màu vàng óng từ từ hiện ra trong phòng là một con yêu viên lông vàng cao tới ba bốn trượng thân mặc một kiện chiến giáp màu bạc trắng hai mắt yêu viên có màu xanh lam răng nanh lộ ra ngoài miệng cả người ngùn ngụt bốc ra khí tức bạo ngược ngoài ra còn có hung sát chi khí nhàn nhạt xẻn xẹt quanh thân dữ tợn dị thường yêu tu không thể nào hắc mi lão giả vừa thấy cự viên không khỏi la lên một tiếng kinh hãi lão phụ nhân cũng trợn tròn hai mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Hắc hắc, có gì mà không thể, các ngươi như đã to gan lớn mật tự tìm đường chết, vậy đừng trách bản tọa là thủ vô tình. Trong mắt kim mau cử viên chợt lóe hung quang, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy năm ngón tay đầy lông vàng đang nắm phụ nhân nhất thời đại phóng kim quang, tựa hồ muốn một cái cứng rắn bóp chết lão phụ. Tiền bối, không thể, dừng tay, hắc nghi lão giả cùng thanh niên gầy yếu vừa mới hồi tâm, đồng thời hét lớn. Có điều lúc này hai người đều toàn thân bùn rùn, pháp lực hỗn loạn, nào còn chút năng lực tiến lên ngăn cản. Mắt thấy lão phụ sắc mặt sám trắng như cho, trong mắt đã tràn đầy tử sắc thì đột nhiên một thanh âm thản nhiên từ ngoài phòng truyền vào. Ta xem lá gan của đạo hữu cũng không nhỏ a, à, dám đơn thân lẻn vào nơi bổn lão tổ tọa chấn hơn nữa còn dám hạ độc thủ. Vừa dứt lời, một tiếng sấm sét ngang trời theo nóc nhà giáng xuống, tiếp theo một tử sắc cự thủ to cỡ một trượng, mang theo vô số phù văn loạn chuyển phá khai cấm chế, xuất hiện trên đỉnh đầu kim mao cự viên, một chảo dáng xuống không chút lưu tình. Lũng lão quái, khuôn mặt dữ tợn của kim mao cự viên biến đổi, gầm nhẹ một tiếng. Kim mao quyền thủ đang cầm bỗng đem lão phụ nhân ném đi. Đồng thời nó bạo tăng thể tích lên mấy lần, không chút nào yếu kém nghênh đón từ sắc cự thủ, đồng thời quyền thủ còn lại hư không một chảo về khí linh tử đang ngây ngốc bất động. Oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa, một quang cầu lưỡng sắc tử kim thật lớn bạo phát ra trong phòng, linh áp trùng thiên đem vách tường bốn phía cùng nóc nhà hất tung lên. Trong linh quang chót mắt, một tiếng hử nhẹ truyền ra. Tiếp theo một đạo kim ảnh như trong quang cầu kích bắn mà ra, chợt lóe lướt qua đã thoát ra hơn trăm trượng. Còn muốn chạy, chủ nhân của tử sắc cự thủ khẽ quát một tiếng băng hàn. Tiếp theo đó, một đạo tử quang từ trên đỉnh của tháp lớn tỏa ánh vàng kích bắn ra, truy thẳng theo kim ảnh. Độn quang cực nhanh, tựa hồ còn hơn kim ảnh phía trước mấy phần. Động tĩnh lớn thế này, tự nhiên khiến toàn bộ mọi người trong thành giật mình tỉnh lại. Vô số độn quang từ trong các kiến trúc bay lên trời, tựa hồ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ một thoáng, kim ảnh cùng tử sắc kinh hồng đã một trước một sau bay ra khỏi tường thành, thâm nhập vào trong tầng sương mù màu trắng kia. Nhiều lũng gia tu sĩ vội vội vàng vàng đuổi tới sát tầng sương mù màu trắng thì bên trong lại liên tiếp truyền ra âm thanh bạo liệt. Tiếp theo là những tiếng gầm lên như vang động thành một chuỗi, hai cỗ linh áp kinh thiên ở trong chỗ sâu sương mù phóng lên cao, làm cho cả bầu trời vặn vẹo biến hình, mơ hồ truyền xuống những âm thanh như tiếng sấm rền. Chủ nhân của hai cỗ linh áp này, nhất thời rằng có bất phân thắng bại. Lũng gia tu sĩ ở chung quanh thấy thế đều hai mặt nhìn nhau, không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Lúc này bọn họ đã biết trong sương mù có một người chính là lũng gia lão tổ, người còn lại có thể đấu với lão mà không rơi xuống thế hạ phong, chẳng lẽ cũng là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Nếu như vậy, những tu sĩ luyện hư cùng hóa thần nơi đây xông vào chiến cuộc phía trước chẳng phải là tìm chết hay sao dẫn đầu đám tu sĩ lũng gia chính là lũng gia chi chủ, là lão giả vận tử bào có tướng mạo uy nghiêm. Lúc này vẻ mặt lão kinh sợ nhìn vào màn sương mù, cảm ứng linh áp ngập trời trong đó thì có chút trần chờ. Ha ha, lũng gia chủ, hay là để thiếp thân xuất thủ, đem nhị vị đạo hữu trong kia tạm thời tách ra chăng? Đột nhiên từ phía sau lũng gia gia chủ, truyền đến âm thanh dễ nghe của một nữ tử. Tử bào lão giả nghe vậy thì thầm dùng mình, vội vàng xoay đầu nhìn lại chỉ thấy một hoàng bào thiếu nữ chừng 17-18 tuổi, bộ dáng thất tha yêu kiều xuất hiện ngay sau lưng, ánh mắt hiện một nụ cười nhìn lão. Nếu là Hàn Lập ở đây, liếc mắt có thể nhận ra thiếu nữ này chính là thiên thu thánh nữ đỉnh đỉnh đại danh của khí linh tộc. Thì ra là thiên thu tiền bối, nếu tiền bối chịu ra tay tương trợ đem người kia xanh cầm, tự nhiên không thể tốt hơn rồi. Tử bao lão giả trong lòng có chút kinh nghi, nhưng ngoài miệng có chút mừng rỡ vội vàng nói. Bắt giữ, không hẳn, dù có hai người như ta cũng không thể làm được điều này. Huống hồ, thiếp thân tuy có giao hảo cùng lũng ra nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đắc tội với một đại năng chi sĩ trong lưỡng tộc các ngươi. Điều mà thiếp thân có thể làm là tạm thời tách hai người bọn họ ra mà thôi. Thiên thu thánh nữ lắc đầu, cười tủm tỉm nói, tách ra, việc này cũng được, phụ thân ta trước đó vài ngày do có một sự tình nên tổn thất một chút nguyên khí. Hiện không nên liều mạng tử chiến cùng cường địch sắc mặt lũng ra ra chủ âm tình bất định một hồi, bỗng nhiên dậm chân đáp ứng. Được, nếu đã lũng gia chủ đồng ý, ta đây. Ô, ta không cần xuất thủ nữa rồi. Thiên thu thánh nữ đang mỉm cười, nhưng sau một khắc nhìn về phía biển sương mù thì ánh mắt như ngưng động lại. Cái gì, ý của tiền bối là, tử bao lão giả tự nhiên ngẩn ra, còn chưa hỏi rõ ràng thì cảm thấy mặt đất chung quanh toàn thành nhoáng lên một cái. Tiếp theo trong sương mù truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất, sau cùng là một âm thanh quái dị truyền ra. Một đạo lãng khí mang hai sắc màu tử kim từ trong bắn ra, đem sương mù gần đó quét sạch không còn, trực tiếp như cuồng phong bão tố thổi tới đám lũng gia tu sĩ. Vừa thấy lãng khí đáng sợ như thế, đám lũng gia tu sĩ trở nên đại loạn, những người có tu vi thấp đều dồn dập lui nhanh về phía sau, trốn đằng sau tường thành. Các tu sĩ luyện hư thì phóng xuất pháp bảo hộ thân, hóa thành hàng loạt luồng sáng chắn trước người, sau đó cũng lùi về vài bước. Chỉ có thiên thu thánh nữ, mặc cho lãng khí ngập trời kia thổi qua nhưng vẫn đứng yên bất động ở tại chỗ, chỉ là nét mặt tươi đã thay thế bằng vẻ ngưng trọng dị thường. Lúc này tại phía xa, bạch sắc xương mù nơi đó cũng bị lãng khí quét sạch không còn. Sau một khắc, mọi người đều thấy rõ ràng, trên không trung đang lơ lửng hai thân ảnh thể hình rất khác nhau. Một gã kim mau cử viên thân cao hơn 30 trượng, phảng phất như một toàn núi nhỏ, một tay cầm một gã đạo sĩ nhân tộc, nắm quyền to tướng đầy lông vàng để ngang trước người, một bộ hung thần ác sát. Đối diện với hắn là một nhân ảnh, chính là kim diện trung niên tu sĩ hiện thân lúc sau cùng trên đấu giá hội. Lúc này trên đầu hắn mọc ra một đôi kim sắc long rác, hai gò má phủ những chiếc phải kim lân, kim quang trong mắt cũng trở nên rực rỡ, đồng thời cũng là tay không. Mà mặt đất phía dưới hai người thì nơi nơi đều là hố sâu lớn nhỏ như trải qua một lần chấn động dữ dội. Hắc hắc, không hổ là tu vi hậu kỳ đại thành, quả nhiên là chân linh đệ nhất thế gia. Có thể lấy nhục thể trực tiếp khánh ngạnh cùng ta, bất quá lũng lão quái, bản tỏa cũng đã thử qua thủ đoạn của ngươi, chỉ e không thể hơn ta, trong miệng kim mao cử viên truyền ra âm thanh ông ông cực lớn. Ngươi là người phương nào? Theo ta được biết, trong đám yêu tộc tiến giai hợp thể, yêu thu thuộc viên loài thì ngoài hoàng mi làm gì còn kẻ thứ hai? Lũng ra lão tổ nhìn kim mao cử viên, nét mặt không chút biểu tình hỏi. Hắc hắc, bản tọa là người phương nào? Đạo hữu từ từ mà đoán đi. Lũng lão quái người đích thân đứng ra, lần này ta tha cho mấy người kia một lần. Nhưng lần sau thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác, sắc mặt cử viên hung tợn giết gào sau đó ngoài thân yêu tu đột nhiên hiện ra một tầng hỏa diếm quỷ dị mang ngân sắc rực rỡ, thân thể thoáng cái xẹt lên hư không phương xa. Vẻ mặt lũng ra lão tổ vẫn vô cảm nhưng trong mắt không khỏi co rụt lại, không có xuất thủ ngăn cản. Kết quả là bụp một tiếng, hư không bị ngân diếm trên người cự viên hòa tan, một cái lỗ hổng đen tuyền hiện ra. Thân hình cự viên chợt lóe, ẩn vào trong hắc động không thấy tung tích. Lũng ra lão tổ đứng bất động ở xa, nhìn hắc động rất nhanh thu nhỏ lại rồi tan đi, ánh mắt chấp động không thôi, Tựa Hồ đang cân nhắc chuyện gì? Phụ thân, người không sao chứ? Lúc này Tử Bào Lão giả vội mang theo trưởng lão trong tộc bay đến, cung kính hỏi: Hư, ta có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn sợ ta chịu thiệt? Lúng ra lão tổ liếc mắt quét qua Tử Bào Lão giả, lạnh lùng nói: Hài Nhi tuyệt không có ý tứ này, chỉ là thấy phụ thân đã kích phát hơn nửa long thân nên có chút lo lắng mà thôi. Tử Bào Lão giả vội cung kính dị thường, khoanh tay trả lời. Lũng gia lão tổ nghe vậy trong mắt chợt lóe tinh quang, bỗng nhiên lạnh lùng hỏi: "Vừa rồi trước khi Yêu Tu rời đi, lời của hắn ngươi cũng đã nghe thấy. Ngươi thân là Lũng gia gia chủ, hẳn là biết rõ chuyện gì. Việc này liên quan đến lệ nương, còn đang muốn bẩm báo với phụ thân đại nhân, nhưng không ngờ đối phương truy tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là một lợi hại Yêu Tu, thực sự có chút ngoài dự liệu của hài nhi." Tử Bao lão giả không dám chối, cười khổ một tiếng thành thật trả lời: chương 1807, Thánh Đảo, Lệ Nương, là nha đầu đã gả cho ngoại tộc, thị đến đây khi nào, được rồi, quay về rồi tỉ mỉ nói lại cho ta sau. Trong mắt kim diện trung niên nhân lóe lên một tia tinh quang, khẩu khí lãnh đạm phân phó nói. Lũng gia gia chủ dùng mình, vội vàng cung kính đáp ứng. Mặc dù hắn là lũng gia chi chủ, hơn nữa lại là cốt nhục của lão tổ. Nhưng kể từ khi tu luyện thần thông vô tình đạo uy lực tuyệt đại thì huyết thống không đáng nhắc tới trước mặt lũng gia lão tổ, lũng gia chi chủ thường ngày ở cùng lũng gia lão tổ cũng là nơm nấp run rẩy không dám chậm trễ chút nào đây chính là dùng chân long chi huyết hóa nửa long thân sao có thể lấy nhục thân ngạnh cường cùng yêu tu mà không rơi vào thế hạ phong thật đúng để thiếp thân mở rộng tầm mắt thiên thu thánh nữ khi linh tộc bay tới nhoẻn nụ cười từ xa lão phu là một hợp thể hậu kỳ tu sĩ mà không thể sanh cầm một yêu tu sơ kỳ có gì đáng mừng chẳng lẽ thánh nữ đang diếu cợt lão phu lũng gia lão tổ nghe lời ấy trên mặt không chút hỉ sắc, ngược lại đờ đẫn nói. Khách khách, lũng đạo hữu cần gì khiêm tốn, yêu tu vốn nhờ thân thể cường đại mà chứ danh, trong đó viên loại càng nổi bật. Đạo hữu không sử dụng bất kỳ bảo vật nào, lấy nhục thân đối kháng hợp thể yêu tu viên loại. Điều này ý nghĩa như thế nào không cần thiết thân nhiều lời. Nếu đạo hữu vận dụng những thần thông khác, yêu viên kia tuyệt không chống đỡ được bao lâu. Thiên thu thánh nữ như không để ý tới vẻ mặt lũng ra lão tổ, lại cười dài trả lời. Hắc hắc, không cách nào chống đỡ bao lâu thánh nữ nghĩ như vậy là sai lầm rồi lũng gia lão tổ nghe vậy trên mặt lộ một tia kỳ quái cười lạnh nói ô chẳng lẽ đạo hữu phát hiện điều gì hoàng y thiếu nữ mở lớn hai mắt vẻ mặt lộ chút ngạc nhiên các ngươi mau lui xuống ta muốn nói cùng thiên thu đạo hữu một lát lũng gia lão tổ không vội trả lời nàng tay áo phất lên hướng tất cả lũng gia tu sĩ chung quanh phân phó một tiếng đồng thời đôi lòng rác trên đầu cùng kim lân trên mặt trong nháy mắt biến mất đôi mắt vàng cũng khôi phục thành đen nhánh như người thường một đám người bao gồm lũng gia gia chủ tự nhiên cung kính tòng mệnh dối giết hướng tòa thành bay đi trong nháy mắt không trung gần đó chỉ còn lại hai người là kim diện trung niên nhân cùng hoàng y thiếu nữ đạo hữu như thế cẩn thận chẳng lẽ tên viên yêu kia là kẻ rất có lai lịch thiên thu thánh nữ nhìn những người khác rời đi giờ phút này hời hợt hỏi một câu ta hoài nghi hắn là người thánh đảo Lũng ra lão tổ vừa mở miệng đã khiến thiên thu thánh nữ ngẩn ra, tiếp theo khẽ giật mình. Thánh đảo, thánh địa của nhân yêu hai tộc, thiếu nữ lầm bẩm hỏi một câu. Không sai, nếu không phải thế thì rất khó giải thích tại sao trong yêu tộc đột nhiên xuất hiện một hợp thể kỳ viên yêu. Cứ một ngàn năm, thánh đảo sẽ lựa chọn kẻ có tư chất siêu phàm trong lưỡng tộc lên trên đảo. Đã nhiều vạn năm qua đi, tự nhiên khó ai có thể biết trên thánh đảo có bao nhiêu tồn tại hợp thể kỳ. Theo ta phỏng đoán, trên thánh đảo phải có 20-30 người đạt hợp thể kỳ. Mà phải có sự tình liên quan tới tồn vong của lưỡng tộc thì những hợp thể kỳ tu sĩ mới rời khỏi thánh đảo. Cũng bởi vì có thánh đảo mà nhân yêu lưỡng tộc mới có thể nhận biết đại địch ngoại tộc để cùng nhau tiến thoái. Lũng gia lão tổ tuy rằng vẫn tỏ ra thần đờ đấn dị thường nhưng trong mắt lại hiện một tia ngưng trọng. Ha ha, nghe thánh đảo của lưỡng tộc như vậy cũng giống như thánh miếu trong linh tộc chúng ta vậy. Ta cũng không biết trong thánh miếu hiện tại có bao nhiêu tồn tại cấp thánh linh hoàng y thiếu nữ nghe xong cũng thở dài một hơi sở dĩ lão phu đoán viên yêu này tới từ thánh đảo là còn do một nguyên nhân khác theo ta biết có một loài yêu binh quanh năm đều bảo hộ thánh đảo nghe đồn chính là kim cương viên yêu nhất tộc mà cự viên đến đây hình dạng rất giống loài yêu viên này hơn nữa không phải yêu tu hợp thể sơ kỳ bình thường ta tuy chưa dùng tới thần thông khác nhưng cự viên kia cũng không chỉ có từng ấy thủ đoạn cho dù ta xuất toàn lực cũng không nắm chắc sanh cầm được yêu viên này như vậy lão phu sẽ không mạo hiểm trêu chọc thánh đảo lũng ra lão tổ trầm mặc một lát mới nói ra chỗ kiêng kỵ chân chính trong lòng mình. Yêu viên này thực sự đáng sợ, ta tuy chưa động thủ nhưng cũng không dám chắc, lúc hắn rời đi thì khi trên người xuất hiện một tầng ngân sắc hỏa diễm, có thể trực tiếp dung hóa hư không, khiến ta có cảm giác uy hiếp không nhỏ vẻ tươi cười trên mặt hoàng y thiếu nữ cũng thu liếm lại, chậm rãi nói. Theo ta được biết, thiên phú thần thông của kim cương yêu viên nhất tộc có một loại cửu anh chân hỏa, Thiên phú này tuy lợi hại vô cùng nhưng trong kim cương yêu viên nhất tộc hiếm có kẻ có thể kích phát ra để tu luyện đại thành. Loại chân hỏa này rốt cuộc là như thế nào, không có mấy người biết đến ánh mắt lũng ra lão tổ chấp động nói. Nói như vậy, người nhận định kim mau cử viên này chính là kim cương yêu viên thiêu thu thánh nữ nhướng mày nói. Không phải lão phủ nhận định, mà là 10 phần thì 89 là không sai. Lũng ra lão tổ thập phần tự tin, khẳng định nói. Ừm, um, nếu là người thánh đảo thì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi hoàng bảo nữ nhân nhìn chằm chằm lũng gia lão tổ một hồi lâu rồi cười rộ lên nói hư lão phu cũng không phải e ngại kim cương yêu viên nhất tộc mà là do nể vài phần thể diện của thánh đảo hơn nữa nghe lời yêu viên nói trước khi đi chuyện này còn chưa rõ đầu đuôi ra sao lão phu muốn điều tra rõ ràng rồi tình sau lũng gia lão tổ hừ nhẹ một tiếng trong mắt hàn quang chợt lóe nếu lũng đạo hữu đã quyết đinh thiếp cũng không nhiều lời lại nói tới sự kiện kia hai ta đã thương thuyết một ngày một đêm mà vẫn chưa thể thống nhất điều kiện, chẳng lẽ còn dây dưa đến bao giờ. Tiểu nữ mạo hiểm đến đây cùng các vị, không phải chỉ riêng tiếp xúc lũng ra, còn vài chuyện quan trọng cần làm. Hoàng y nữ nhân nói xong khuôn mặt trở nên có chút băng lãnh. Không phải điều kiện của lũng ra chúng ta rất đơn giản sao? Chỉ cần cung cấp 10 phế linh không có ý thức tự chủ cho lũng ra để đổi lấy một cự thuyền. Chúng ta sẽ đem một phần ba số kình thiên cự thuyền luyện chế được chia cho các ngươi điều kiện này còn chưa đủ hậu đãi sao? Theo bổn lão tổ biết, linh tộc các ngươi không đối đãi với phế linh như là đồng tộc, dùng chúng đổi lấy cự thuyền hẳn là chuyện một vốn bốn lời chứ lũng ra lão tổ thản nhiên trả lời. Hừ, mười phế linh thì tuyệt không được, tuy rằng chúng ta không xem phế linh là đồng tộc nhưng dựa theo cấm lệ của linh tộc trước đây, tự tiện đem phế linh giao cho dị tộc là phạm vào tội phản tộc. Mỗi chiến thuyền chỉ có thể dùng năm phế linh trao đổi. Hơn nữa chúng ta mạo hiểm giao dịch cùng lũng gia các ngươi, chỉ có được một phần ba số chiến thuyền, so sánh nguy hiểm và lợi ích thì kém nhau rất xa. Bản thánh nữ nói lời không dễ nghe, sớm biết lũng ra keo kiệt như này, tiếp thân tình nguyện đưa bản vẽ chiến chu rơi vào tay tam hoàng yêu vương. Có lẽ các thế lực lớn nhường ấy, hẳn là hào phóng hơn lũng ra hoàng y thiếu nữ thản nhiên nói. Thiên thu đạo hữu cần gì dùng phương pháp khích tướng này? Người hẳn là rõ ta tu luyện công pháp vô tình đạo, căn bản không động gì tới cảm xúc bất quá thành nữ đã nói như thế lão phu chủ động nhường một bước mỗi linh thuyền cần xác ngươi xuất ra tám phế linh để đổi hơn nữa sẽ giao dịch bốn thành số lượng làm ra với các ngươi lão tổ nhìn thiên thu thánh nữ hồi lâu mới trầm giọng nói bốn thành tám phế linh không được số lượng thì không nói nhưng ta chỉ có thể làm chủ đáp ứng ngươi nhiều nhất là bảy phế linh mỗi chiến chu hoàng y thiếu nữ lộ ra biểu tình cẩn thận nói được bảy thì bảy lão phu đáp ứng ngươi sự tình tiếp theo chúng ta thương thảo nhanh một chút hợp tác trước khi ma kiếp hàng lâm lũng ra lão tổ trầm ngâm một lúc rồi đáp ứng. Đó là tất nhiên, chỉ cần thuận lợi tiến hành, linh tộc chúng ta nguyện tiếp tục hợp tác cùng lũng ra các ngươi thiên thu thánh nữ thấy đối phương đáp ứng điều kiện của mình thì tỏ ra mừng rỡ, cười tươi như hoa nói. Mời thánh nữ, đây không phải là nơi đàm luận chuyện này, hay là cùng lão phu tới trong tháp tiếp tục nói chuyện đi lũng ra lão tổ gật gật đầu nói, cỗ tay khẽ động làm ra tư thế mời. Giờ phút này lũng ra lão tổ như đã hoàn toàn quên mất chuyện kim mao cử viên vậy, sự tình một gã hợp thể sơ kỳ viên yêu quấy rối sao có thể so sánh với việc lũng gia cùng linh tộc hợp tác được, việc này quan hệ tới sinh tử tồn vong của lũng gia khi ma kiếp hàng lâm. Trong lúc này, kim mau cử viên đã sớm rời xa ngoài ngàn dặm, từ từ hạ xuống. Khi cự viên này dùng tới ngân sắc hỏa diễm mạnh mẽ xuyên thủng tầng cấm chế của tiên cung để bay ra, tự nhiên đã kinh động một số thủ vệ ở gần đó, nhưng độn tốc của viên yên thật quỷ dị, chấp động một cái liền không thấy bóng dáng đâu ngay cả hóa thần cùng luyện hư vệ sĩ cũng không thể đuổi theo. Những thủ vệ, vừa nhìn biết không thể truy theo, tự nhiên cũng không tồn tại dụng tâm nữa. Bọn họ phái người tới lũng ra tầng thứ 9 hỏi thăm một hai, biết được kẻ chạy trốn là một hợp thể yêu tu thì tự nhiên kinh hãi. Lúc này đem tổn hại cấm chế một lần nữa tu bổ lại, đồng thời giả câm vờ điếc ra vẻ không biết chuyện này. Bất quá chuyện tình một gã hợp thể kỳ kim mau cử viên đại náo lũng ra, vẫn như một ngọn gió bay vào tai một số lão quái hợp thể kỳ. Bọn họ đều tỏ ra rất kinh ngạc, đều phái nhân thủ đi điều tra việc này. Nhưng không có ai nghe nói qua một Kim mau cử viên nào như vậy, không bóng dáng cũng không có chút tin tức. Điều này khiến một số kẻ buồn bực trong lòng, cũng không ít kẻ nghĩ tới Thánh Đảo. Bất quá tất cả điều này Kim mau cử viên kia đều không biết. Giờ phút này hắn ở trên đỉnh núi, hai mắt nhìn đảo qua mọi nơi, cả thân thể chợt lóe kim quang, nháy mắt biến thành một thanh niên có khuôn mặt bình thường. Chương 1808, Mê Thiên Lâu gã thanh niên này đương nhiên chính là Hàn Lập. Hắn vốn dùng thiên biến huyễn diện hóa thành hình dạng yêu viên, rồi lén vào tòa thành, tiếp theo lại bị lũng ra lão tổ phát hiện đuổi theo, bất đắc dĩ phải vận dụng thần thông kinh chập quyết, liền hóa thân thành sơn nhạc cử viên cùng lão quái đối đầu vài chiêu. Thân thể hắn vốn rất mạnh mẽ, lại thêm uy lực của thần thông kinh chập quyết giao thủ một phen cùng lũng ra lão tổ đã hóa long một phần, đương nhiên chẳng gây chút khó khăn nào cả, nhưng hắn thật không ngờ khi đối phương hóa long uy lực lại đáng sợ như thế bất quá hàn lập cũng thấy rõ ràng không riêng chỉ bản thân hắn chỉ phải vận dụng năm sáu thành khí lực mà tên lũng gia lão quái kia dường như cũng chưa phát huy ra hết một thân đại thần thông nếu không vừa thì trận chiến vừa rồi đã có khả năng khiến cho cả tòa ninh tiên cung sập mất mặc kệ lũng lão quái có toàn tính gì đi nữa tự nhiên lại thoát thân dễ dàng như thế khiến cho hàn lập hết sức mừng rỡ hiện tại hắn đã ở cách khá xa với số lượng của hai tộc nhân yêu hiện giờ dù cho người của lũng gia có bản lĩnh thông thiên gì đi nữa cũng tuyệt đối không có cách nào rượt đến tận nơi đây. Sau khi đáp xuống đỉnh núi và khôi phục chân thân, Hàn Lập cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua khí linh tử lúc này tựa như một khôi lỗi đang được đỡ trên tay mà không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Tiếp theo một tay bắt quyết niệm chú, bỗng xuất hiện đạo thanh quang bắn nhanh ra, lập tức chợt lóe rồi lướt qua tiến nhập vào trong thân hình của tiểu đạo sĩ. Cơ thể khí linh tử bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt nguyên bản vốn bị đờ đẫn đột nhiên thoáng nhăn nhó, sau khi rên lên một tiếng liền há mồm rồi phun ra một cỗ hắc khí bị bao bọc bởi đoàn thanh quang lúc nãy. Sư phụ, sao lão nhân ra người lại ở đây, đệ tử không phải đã bị một lão phụ nhân bắt đi sao? Hai mắt khí linh tử chợt chấp lé quang mang kỳ lạ liền có thần trở lại, cũng vừa thấy hàn lập nên kinh hỉ hỏi. Hiển nhiên mọi sự phát sinh lúc trước, do bị ảnh hưởng của cấm chế, nên tên tiểu đạo sĩ này hoàn toàn không nhớ được chút nào. Hừ, ta mà không kịp đến nơi, căn cơ của ngươi chắc chắn bị phế hết rồi. Thôi được rồi, trên đường đi ta sẽ kể lại sự tình cho ngươi nghe, hiện tại nên rời khỏi nơi đây rồi nói sau Hàn Lập không muốn nói thêm gì với tên đệ tử ký danh này nữa, liền ra lệnh một tiếng tay áo bảo lập tức phất lên. Một quần sáng màu xanh bay ra, bao lấy Hàn Lập cùng khí linh tử hóa thành một đạo thanh hồng rồi phá không vọt về hướng chỗ ở bay đi. Khí linh tử đang ở trong độn quang lắng nghe Hàn Lập kể lại tình hình khi hắn bị bất tỉnh, thậm chí sự việc liên quan đến lũng ra chân linh đệ nhất thế ra ra sao, khiến cho bản thân hắn thường ngày hết sức hời hợt mà cũng phải ngạc nhiên đứng đờ người ra. Hàn Lập bắt gặp thái độ này của hắn cũng có chút bất ngờ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ tên đệ tử này rốt cuộc cũng biết thế nào là sợ hãi rồi. Nhưng không thể ngờ tới, trong đầu mới vừa thoáng nghĩ tới chuyện này, tên tiểu đạo sĩ vốn đang đứng trong độn quang liền nhảy cẫng lên mà mắng ẩm ý. Hiển nhiên đối tượng đang bị hắn mắng mỏ chính là lão phụ nhân kia cùng với cả nhà lũng ra, hắn thẳng thừng mặt sát đối phương, khiến hai gò má đỏ lên, ra vẻ như quyết tâm phải trả mối thù không đội trời chung với Lũng gia vậy. Hàn Lập thấy thế vốn hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức cười ầm lên, còn tên khí linh tử cuối cùng cũng đã chịu ngậm miệng lại. Được lắm, ngươi xem bộ dạng ngươi kìa, còn ra thể thống gì nữa chứ. Quả thật ngươi muốn đi tìm Lũng gia ta cũng không ngăn ngươi lại làm gì, tuy nhiên ngươi phải chờ tới lúc có thực lực đã, hiện tại trong mắt thế gia như cỡ Lũng gia này ngươi cũng chỉ là con kiến mà thôi chỉ cần chạm nhẹ vào người thì ngươi liền tan xương nát thịt ngay, lúc đó ngươi dựa vào cái gì để đụng với lũng ra chứ? Nếu ngươi thật sự có ý nghĩ này, hãy chờ đến khi tiến dai lên hợp thể đi rồi nói sau. Mặt khác, hiện tại ngươi không tiện lộ diện nhiều ở trước mặt người khác, nên sau khi trở về ta sẽ chuyển cho ngươi vài môn công pháp và cho ngươi một số bảo vật cùng linh dược, chờ cho vụ việc này tạm lắng đi, ngươi hãy cùng với hải đại thiếu tức tốc rời khỏi nơi đây, rồi tiến vào thiên uyên thành đi. Trước hết, gia nhập vào đội vệ binh thủ thành để ma luyện vài năm đã. Dù cho thế lực lũng ra có lớn tới cỡ nào cũng phải kiêng kỵ thiên uyên thành vài phần, qua vài năm nữa ta cũng sẽ vào thành tìm gặp các ngươi. Hích, sư phụ muốn bỏ rơi đồ nhi sao? Chẳng qua vạn bảo đại hội rõ ràng mới vừa khai mạc không lâu, đồ nhi đã đi xa như thế để chạy đến đây, căn bản còn chưa chính thức chứng kiến được gì cả. Tiểu đạo sĩ vừa nghe được Hàn Lập nói vậy, không khỏi ngẩn ra, lập tức không ngớt buông lời kêu van. Hừ, cái mạng nhỏ của ngươi trọng yếu hay là vạn bảo đại hội trọng yếu hơn. Cho dù ta không sợ lũng ra kia đi nữa, cũng không thể suốt ngày chăm bẩm đề phòng hoài, chỉ cần sơ sẩy một chút, lúc đó ngươi lại bị bắt đi nữa thì sao? Không lẽ bảo ta lại đến viếng lũng ra nữa à? Hàn lập hừ nhẹ một tiếng, trách mắng không thương tiếc. Nếu sư phụ đã có lệnh, đồ nhi xin nghe theo khí linh tử vừa thấy gương mặt hàn lập sắp nổi đoá, liền co rụt cổ lại lẩm bẩm nói, thế nhưng hiển nhiên trong lòng tràn ngập ý nghĩ không cam tâm đương nhiên Hàn Lập sẽ không cần làm giữ với tên đệ tử này nữa, vừa nghe qua lời đó, thần sắc hắn thoáng trầm tư, cũng không nói gì nữa. Từ đó trở đi, Hàn Lập không mở miệng nói thêm, mà toàn lực thúc giục độn quang bay nhanh đi. Hơn một canh giờ sau, bọn hắn liền lặng lẽ về tới tới chỗ ở của mình. Từ lúc ở lại trong đại điện trông ngóng đến mòn con mắt, Hải Đại Thiếu vừa thấy Hàn Lập thật sự dẫn theo khí linh tử quay về, tự nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng tiến lên làm đại lễ tham kiến. Nguyệt Thiên, Lần trước có đề cập qua ngươi đã tìm được người mà ta muốn tìm rồi, vậy hiện tại người đó ở đâu? Hàn Lập ngồi xuống ghế chủ vị, lại hỏi ra một câu khiến cho cả hai người Hải Đại thiếu hơi bất ngờ. "Sư phụ, bọn đệ tử đã đến một nơi gọi là Mê Thiên Lâu và thấy được dấu hiệu giống như lời sư phụ đã nói qua, hơn nữa còn dùng tín vật để diện kiến được vị tiền bối yêu tộc kia. Vị đó mời sư phụ giữa trưa ngày mai đi đến Mê Thiên Lâu để gặp mặt Hải Đại thiếu cung kính trả lời." Mấy ngày tới các ngươi tốt nhất là ở lại đây đừng đi đâu cả ta sẽ ở khu vực lân cận bố trí một cấm chế đại trận khá lợi hạ cho dù hợp thể kỳ xâm nhập vào trong đó cũng đủ sức kềm chế trong chốc lát bắt đầu từ ngày mai buổi tối hai người các ngươi phải đến gặp ta một chút trước hết ta sẽ chỉ điểm các ngươi vài loại tu luyện sau đó chờ cho chuyện này lắng xuống các ngươi hãy chuẩn bị xuất phát hàn lập thản nhiên nói xong liền bỏ mặc hai người ở lại đại điện rồi cứ thế mà rời đi xuất phát sư đệ Sư phụ nói như vậy là có ý gì Hải đại thiếu nghe xong lời này không khỏi có chút nghi ngờ. Chuyện này một lời khó thể nói hết chỉ là ta bị lúng ra hải khổ quá đi mà. Tiểu đạo sĩ nhăn mặt lại khuôn mặt trông tựa như bị mất một món pháp khí yêu thích nào đó. Còn Hải đại thiếu tay sờ sờ cầm tự nhiên là vẫn tràn ngập nghi vấn mở mịt. Ngày thứ hai Hàn lập chờ cho tới trưa mới bố trí tại chỗ ở một ảo trận cực kỳ lợi hại sau đó ly khai cung điện rồi bay thẳng đến Mê Thiên lâu mà hai gã đệ tử đã từng đề cập qua dựa theo lời của hải đại thiếu mê thiên lâu này nằm ngay ở cửu tiên sơn bên trong đó có một khu vực phường thị loại nhỏ trong những vệ quân canh gác phường thị hầu hết đều đến từ những thế lực lớn nhỏ của cả hai tộc nhân yêu mà thành lập nên tuy rằng mỗi thứ không cần quan tâm đến làm gì cho dù chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng vẫn không thiếu thứ nào mỗi một nơi phường thị đều có các hiệu buôn thường bán những món hàng hết sức thông dụng thậm chí ở những phường thị hơi lớn hơn có vài hiệu buôn chuyên bán hàng hiếm tức là chỉ chuyên môn cung cấp những món hàng mà khó tìm thấy ở những hiệu buôn khác. Mê Thiên lâu chính là một trong số những hiệu buôn đó. Căn hiệu buôn này không bán những đồ vật này nọ, mà chỉ chuyên cung cấp một loại tài liệu duy nhất được kêu là Mê Thiên thạch. Loại tài liệu này tuy không được xem là thứ quý hiếm, nhưng chính là tài liệu thiết yếu dùng để bố trí ảo ảnh trận pháp, cho nên thường dễ bị tiêu hao rất nhiều. Đương nhiên loại Mê Thiên thạch này cũng được phân ra nhiều cấp bậc, pháp trận bố trí càng lợi hại thì đồng dạng cũng cần phải sử dụng tài liệu cấp cao hơn. Mê thiên lâu chính là dạng hiệu buôn duy nhất có thể bán sĩ một lượng lớn mê thiên thạch đỉnh dai, cho nên không ít tu sĩ nhân tộc và yêu tu hóa hình tìm đến hiệu buôn này. Đây là mê thiên lâu rồi. Hàn Lập đứng ở một gian nhà trệt thấp bé được bố trí tạo thành một dãy phòng ốc phía trước, nhìn kỳ một tấm bảng hiệu treo phía trên, trông bộ dáng không nói lời nào. Nhưng cho dù như thế, Hàn Lập vẫn tự nhiên đi thẳng vào phòng, chỉ thấy không gian trong phòng không lớn lắm, nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Ngoại trừ hai cái bàn và vài cây gậy, cùng với một cái giá đựng thật dài ra, còn lại không có vật dụng nào khác nữa. Mà phía trên cái giá đó, ngoại trừ nhìn thấy một vài khoáng sản lớn nhỏ không rõ ra, còn lại chẳng thấy được thêm món hàng nào khác nữa. Có một cái bàn đặt phía trước giá đựng đó, có một tiểu cô nương trên đầu thắt hai bím tóc dựng thẳng đứng thật cao, bất quá cô bé này khoảng chừng 11-12 tuổi gì đó trông rất đáng yêu, có vẻ đang nhàm chán mà đùa nghịch với ngón tay của mình. a à, có khách nhân tới à, có phải tiền bối muốn mua mê thiên thạch không? Cần loại có cấp bậc nào, nhiều hay ít, tuyệt đối trong Mê Thiên lâu chúng ta cần thứ gì cũng có. Tiểu nha đầu này vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, lập tức tinh thần run lên, liền hướng Hàn Lập cười híp mắt, ra vẻ như một vị đại nhân nhỏ tuổi vậy. Thần niệm Hàn Lập sau khi đảo qua người nha đầu kia, thần sắc không khỏi thoáng động, hiện lên chút kinh ngạc. Cô gái trước mắt toát ra yêu khí, hiển nhiên chính là một tiểu nha đầu yêu tộc, hơn nữa theo linh áp dao động còn biết được đó chính là yêu tu hóa thần kỳ nếu có ai thật sự bị khuôn mặt trẻ con của nha đầu này mà qua mặt, át hẳn chịu thiệt thòi một chút vậy. Tại hạ không phải tới mua hàng, mà đến tìm người. Hàn lập thản nhiên nói, à, chính là hàn tiền bối rồi. Gia tỷ đã sớm chờ tiền bối từ lâu ở phía sau viện nữ đồng nghe vậy vốn hơi sửng sốt, nhưng sắc mặt khẽ biến lập tức thi lễ với hàn lập. Ô, ngươi là muội muội của nàng à. Hàn lập thật sự bất ngờ, không khỏi nhìn nữ đồng đánh giá kỹ vãn bối là tần mị nhi cùng với tố nhi tỷ tỷ chính là thân tỷ muội song sinh vãn bối xin đưa tiền bối đi gặp tố nhi tỷ tỷ nữ đồng nháy ánh mắt nhu thuận trả lời được lắm hãy đi trước dẫn đường hàn lập bình tĩnh nói ra vì thế lúc này nữ đồng dẫn hàn lập tiến vào một gian phòng bên cạnh rồi dọc theo bậc thềm đá mở ra lối ngầm một lát sau trên mặt hàn lập hiện ra tia ngạc nhiên dọc theo suốt bậc thềm đá vậy mà được chia làm năm sáu tầng mỗi tầng đều mơ hồ phát hiện ra vài tên yêu tu nam nữ đi qua đi lại. Chẳng trách nơi này được gọi là lâu, hiển nhiên đã đặt hơn phân nữa số lầu đều xây dựng ngầm dưới lòng đất. Vì thế hắn âm thầm đánh giá, sau đó được nữ đồng đưa tới một gian phòng. Ở đấy, hiện diện một nữ tử y phục màu trắng đang tươi cười chờ đợi. Hàn Lập vừa thấy được dung nhan nàng này liền hết sức quen thuộc, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng oanh, lập tức thất thanh hô lên. Uyển Nhi, sao nàng ở chỗ này? chương 1809, tần thị tỉ muội Không đúng, người không phải là nàng hàn lập vừa kinh hô lên thì phát giác có điểm không đúng, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng mở miệng. Hàn đạo hữu hẳn là tiền bối hợp thể nhân tộc nổi danh, vừa mới tiến cấp gần đây. Thật là khiến Tố Nhi vô cùng ngạc nhiên, hơn nữa xem ra tâm huyễn thuật của ta cũng không thể nào ảnh hưởng tới hàn tiền bối. Nữ tử có dung nhan giống hệt như nam cung uyển khẽ cười một tiếng, khuôn mặt chợt hiện lên một tầng bạch khí. Sau khi bạch khí tản đi, khuôn mặt nàng lại biến thành hình trái xoan xinh đẹp nhưng xa lạ ngươi chính là tần tố nhi hành động vừa rồi là thử dò xét ta trên mặt hàn lập hiện vẻ âm lệ khẩu khí bất thiện ngó sang bạch y nữ tử hỏi hàn tiền bối nói quá rồi ta làm sao dám dò xét tiền bối tâm huyễn đại pháp của vãn bối mới vừa luyện thành còn chưa thể khống chế như tâm ý mới vừa rồi nếu có chỗ đắc tội mong rằng hàn tiền bối bỏ quá cho sắc mặt bạch y nữ tử biến đổi vội vàng giải thích nói Tâm huyến đại pháp, ta từng nghe nói qua môn thần thông này, nghe nói đây là một loại thiên phú thần thông của thiên hồ tộc. Có thể ở trong lúc vô tình biến ảo thành người thân cận nhất của đối phương, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nói như vậy, tỉ muội các ngươi là người trong thiên hồ tộc, không biết có quan hệ như thế nào cùng hồ vương. Thần sắc hàn lập vừa động, vẻ tàn khốc trên mặt chợt dịu lại. Tỉ muội vãn bối đích xác là người thiên hồ tộc, tuy cùng hồ vương đại nhân hiện tại có chút quan hệ nhưng đã là tương đối xa tần tố nhi vén áo hướng về hàn lập thi lễ nói sau đó cung kính mời hắn ngồi vừa rồi tâm huyễn đại pháp của ngươi có thể làm dao động tinh thần của ta sợ rằng có liên quan đến cấm chế nơi đây ánh mắt hàn lập đảo qua khắp đại sảnh sau đó cười hắc hắc ngồi xuống ở chủ vị tiền bối đã nhìn ra nơi này là bổn điếm của thiên hồ nhất tộc đúng là có bố trí vài loại pháp trận đặc biệt trong tộc thần thông khác thì không nói nhưng nếu là huyễn thuật mê mị chi thuật thì uy lực có thể tăng lên gấp bội Đương nhiên ở ngoài điếm thì chẳng thể ảnh hưởng đến tiền bối tần tố nhi nhìn hàn lập, trong lòng thầm có mấy phần bội phục. Có thể nhìn ra nơi đây có cấm chế là bình thường. Nhưng vừa liếc mắt một cái đã phát hiện pháp trận có tác dụng bồi tăng đối với tâm huyễn đại pháp, tự nhiên phải là người tinh thông pháp trận. Mà nghe lời đồn của ngoại giới, đối phương là có kỳ ngộ ở man hoang chi địa, mới có thể ngắn ngủn mấy trong trăm năm tiến cấp hợp thể. Như thế làm sao có tâm lực cùng thời gian đi tìm hiểu trận pháp chi đạo. Tâm niệm chuyển động, một tia không cam lòng cùng khinh thị trong nàng tự nhiên tiêu tan hết. Được rồi, người đã đáp ứng tiểu đồ hẹn ta hôm nay ở đây, hẳn đã chuẩn bị xong những thứ Hàn Mỗ cần. Hiện lấy ra xem một chút đi, nghe đối phương nói là người trong Thiên Hồ tộc, trong lòng Hàn Lập có chút ảo não. Hơn nữa đối phương còn biến ảo thành Nam cung Uyển nhưng hắn cũng không muốn truy cứu, trực tiếp đi thẳng vào mục đích. Cái này là tự nhiên, Vãn Bối đã thông qua các thủ đoạn trong tộc, đã tìm được 78 phần những tài liệu Tiền Bối muốn tin rằng sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Mỹ Linh, người đem vật phẩm lấy ra đi. Tiền bối, vạn bối gần đây phải xử lý một số chuyện phiền phức, để phòng ngừa vạn nhất nên đã giao vật phẩm cho Mỹ Linh muội muội. Tần Tố Nhi khẽ gật đầu, chướng nữ đồng đứng ở một bên phân phó một tiếng. Vâng, Tố Nhi tỷ tỷ, nữ đồng lập tức đáp ứng một tiếng, tiếp theo nàng hé miệng phun ra một viên trâu trong suốt to cỡ quả trứng gà, có màu vàng rất nhạt. Đây là, Hàn Lập thấy thế tự nhiên có chút sửng sốt. Những tài liệu yêu thú mà tiền bối muốn, đối với yêu tu chúng ta mà nói thì có mấy phần kiêng kỵ. Cho nên không bỏ vào trạc thủ chữ vật bình thường, mà là tìm một viên tiểu di châu để chứa đựng. Nó tuy chỉ là nửa tu di bảo vật do một vị tiền bối trong tộc luyện chế thất bại, nhưng so sánh dung lượng với linh khí chữ vật bình thường thì lớn rất nhiều, hơn nữa còn có thể trực tiếp luyện hóa nhập vào cơ thể, tương đối an toàn. Tần Tố Nhi mỉm cười giải thích, nửa tu di bảo vật, như vậy là rất hiếm thấy hàn lập lộ vẻ hứng thú giơ tay một chảo lên hư không vù một tiếng viên châu trầm ổn bay đến trong tay hắn vẻ mặt hàn lập trượt ngưng trọng đem một luồng thần niệm trực tiếp dò vào trong viên châu chỉ thấy các loại hài cốt chân quý yêu thú trồng chất dày đặc thành một tòa núi nhỏ hơn nữa còn có những cái bình để chứa tài liệu chân quý không dễ bảo quản trong đó không thiếu nội đan của yêu thú cao cấp với thần niệm cường đại của hàn lập trong chốc lát đã xem cũng qua một lần thậm chí cả tài liệu trong bình cũng dụng thần niệm trực tiếp xuyên qua kiểm kê. Không sai, đúng là hơn phân nửa vật phẩm trong danh sách ta giao cho ngươi đã gom góp đủ rồi. Bản lãnh này của tần đạo hiếu, hàn mỗ phải bội phục một chút rồi. Rốt cục trên mặt hàn lập lộ ra vẻ tươi cười, tiền bối, đây không phải là sức một mình vãn bối, là vãn bối phát động một số hảo hữu trí giao ở các tộc khác, mất sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng thu tập được. Tần Tố Nhi nghe vậy thì cười khổ một tiếng, bất kể như thế nào, Tiên tử có thể đem nhiều tài liệu như vậy đưa đến, ta tự nhiên xin tâm lĩnh. Mời tần đạo hữu xem một số vạn niên linh dược này. Xem xong tài liệu yêu thú, hàn lập hài lòng gật đầu sau. Bàn tay vừa chuyển, một cái trạc thủ chữ vật màu hồng nhạt xuất hiện ở trong tay, cổ tay khẽ dùng đem nó bay sang phía bạch y nữ tử. Ánh mắt tần tố nhi sáng ngời, cổ tay trắng ngọc vừa nhấc đã đem trạc thủ chữ vật thu về, đem thần niệm vào trong cẩn thận kiểm tra lúc này Hàn lập không khách khí đem tất cả yêu thú tài liệu ở trong viên châu bắt đầu chuyển sang trạc thủ chữ vật màu đen đeo trên cổ tay hắn nữ đồng ở một bên thấy cử chỉ của Hàn lập đồng tử đen nhánh chấp động mấy cái miệng cười vỉnh lên nhưng không dám nói gì hiển nhiên nàng cảm thấy bên mình còn chưa kiểm nghiệm xong linh dược đối phương làm như thế thật sự có chút bá đạo bất quá so sánh với nhân tộc trong yêu tộc còn cường giả vi tôn hơn nhiều Hàn lập là một tồn tại hợp thể kỳ nữ đồng chỉ có thể giận mà không dám nói gì cũng may Tần Tố Nhi kiểm tra thật nhanh, chốc lát sau nàng thở dài một hơi, tất cả vạn niên linh dược đã được nghiệm thu một lần, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ đồng thời hiện thêm mấy phần kinh nghi. Đa tạ tiền bối ban thưởng trọng hậu, chẳng qua số lượng vạn niên linh dược so với ước định ban đầu tựa hồ nhiều hơn một phần. Không biết ý của tiền bối là, nữ tử có mấy phần do dự hỏi, Tần Đạo Hữu đã biết sự tình trong ngàn năm tới, hai tộc sắp gặp đại kiếp trăng. Hàn Lập nhìn nữ tử một lần, thần sắc bình tĩnh nói một câu hàn tiền bối nói thế chẳng lẽ sự tình về ma kiếp là thật tần tố nhi nghe vậy sắc mặt đại biến một lúc lâu mới lẩm bẩm hỏi quả nhiên các ngươi nghe rồi không sai ma kiếp sắc hàng lâm để phòng thủ tự vệ sợ rằng trong ngàn năm tới các thế lực sẽ ở liều mạng thu thập tài liệu nhằm tăng cường thực lực như vậy một số linh dược tài liệu thuộc hai tộc trong khoảng thời gian tới sẽ thiếu hụt để phòng vạn nhất ta tính tiếp tục kéo dài giao dịch về sau trước thời điểm ma kiếp ta và ngươi vẫn có thể trao đổi vật phẩm hai tộc. Bất quá lần sau không nhất định là tài liệu yêu thú, mà là những thứ đặc biệt khác của yêu tộc. Ánh mắt Hàn Lập chấp động nói, vãn bối cũng vô tình biết được sự tình ma kiếp mấy ngày nay. Về tiếp tục giao dịch thì không thành vấn đề, đây là chuyện vãn bối cầu còn không được. Sau này tiền bối có nhu cầu gì, có thể trực tiếp đi thiên huyên thành, tại điếm phô của thiên hồ nhất tộc lưu lại lời nhắn là được. Những linh dược này, vãn bối không khách khí nhận lấy rồi tần tố nhi cơ hồ không cần suy nghĩ một lời đáp ứng đối với nàng có thể tu luyện đến cảnh giới nhãn hạ nhanh như vậy hơn phân nửa là do diệu dụng của vạn niên linh dược do hàn lập cung cấp lúc trước có nhiều vạn niên linh dược hơn nữa trong khoảng thời gian kế tiếp có thể tu luyện đương nhiên mong muốn tiếp tục giao dịch đã như vậy hàn mỗ không lưu lại chỗ này nữa hy vọng ở trong vạn bảo đại hội tần tiên tử sẽ có được đại thu hoạch hàn lập không có ý ở lại hơn nữa đứng dậy cáo từ rời đi tần thị tỷ muội tự nhiên cung kính đưa hàn lập lên mặt đất ra một tầng ngoài cửa điếm mới lần nữa trở về phòng tố nhi tỷ tỷ, vì sao ngươi không đem vật kia lấy ra chúng ta hao tổn vô vàn tâm huyết mới có được nó không phải là để trao đổi vạn niên linh dược sao vừa ngồi xuống nữ đồng bỗng nhiên mất hứng hỏi một câu nếu là vài ngày trước thì ta sẽ làm như thế nhưng hôm qua ta thông qua một vị tiền bối yêu tộc có được một thiếp mời đến hắc vực đại hội ta nghĩ dùng vật này ở đó xem có thể đổi được vật phẩm khác tốt hơn không nếu thật sự không được thì sau này lại trao đổi vạn niên linh dược cũng không muộn dù sao đối phương vẫn muốn tiếp tục giao dịch không nên vội vàng đưa ra tần tố nhi lắc đầu đã định liệu trước nói tố nhi tỉ tỉ có chủ ý này thật không tồi bất quá vật phẩm nọ dù không có lợi với yêu tu nhưng giữ nó bên người khiến chúng ta phỏng tay vô cùng vạn nhất phong thanh lộ ra một chút tin tức sợ rằng có thể gây đại họa sát thân hay là nhanh chóng đem nó đổi đi là hơn nữ đồng mặc dù gật đầu nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ sầu lo. Muội muội yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, nên mới không dám tới tham gia những trao đổi hội bình thường, chỉ tính đem nó trao đổi ở hắc vực hội mà thôi ánh mắt tần tố nhi lưu chuyển một hồi, hết sức ngưng trọng nói. Lúc này, Hàn Lập đang trên đường quay về, hắn đương nhiên không nghe được những lời cuối của hai nữ tử kia, bỏ lỡ một cơ hội thu bảo vật về tay. Có điều hiện thu được nhiều tài liệu yêu thú như vậy, trong lòng âm thầm cao hứng hiện tại chỉ còn thiếu hai ba loại vật phẩm nữa là có thể luyện chế tòa cực sơn đệ nhị. Mà vạn bảo đại hội mới bắt đầu, muốn thu thập thêm những tài liệu chân quý kia tuyệt không thành vấn đề. Bất quá, khi đang hưng phấn trở về thì hắn vạn vạn lần không ngờ tới, có một vị khách nhân ngoài ý muốn đã tìm tới cửa. Trường 1810, ngỡ gặp người xưa, là ngươi, Hàn Lập nhìn tử sam thiếu nữ trước mắt, trên mặt lộ chút ngoài ý muốn. Nàng chính chính là nữ tử yêu tộc ngày đó theo bên người Hắc Phượng Vương, tên là Đại Nhi, Tuy mới chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng truyền thuyết rằng nàng có tư sắc hơn người. Ở trong lớp trẻ yêu tộc có thanh danh rất lớn, rất được hắc phượng vương sủng ái. Lúc trước ở phi tiên phong, thời điểm gặp hàn lập nàng có biểu hiện cực kỳ lãnh đạm. Nhưng đây không phải điều hàn lập quan tâm, hắn quan tâm chính là đối phương có phải là tiểu cô nương năm xưa được gọi là đại nhi hay không. Hiện hắn mới vừa quay về, thấy nàng thì không khỏi có chút kinh ngạc, đạo Hiếu đột nhiên đến thăm, chẳng lẽ là phụ mệnh của tiểu đạo Hiếu hàn lập nhìn thiếu nữ toàn thân tỏa ra thanh linh chi khí sung mãn thản nhiên hỏi không phải là tự ta muốn đến gặp hàn tiền bối suốt cuộc tử sam thiếu nữ cũng mở miệng thanh âm trong trẻo giống như chim hoàng yến khiến người nghe thoải mái dị thương gặp ta thần sắc hàn lập vừa động không sai vãn bối có vài lời muốn nói riêng cùng tiền bối đôi nhãn trâu của tử sam thiếu nữ trong suốt như ánh nước khẽ liếc sang hải đại thiếu bên cạnh một cái ngươi lui xuống trước đi không gọi thì không cần tiến vào. Hàn lập sờ sờ cầm, ánh mắt chợt lóe phân phó một tiếng. Hải đại thiếu chưa biết quan hệ giữa sư tôn cùng thiếu nữ này như thế nào, tuy cảm thấy vô cùng hứng thú nhưng tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh. Lúc này hắn nén sự tò mò trong lòng, kính cẩn thi lễ rồi rời khỏi đại điện. Về phần một gã đệ tử khác của Hàn Lập là khí linh tử, bởi vì sự tình đại náo lũng ra vừa rồi, tự nhiên không dễ lộ diện trước mặt người khác. Nếu khi trước có người nhận ra tiểu đạo sĩ này, biết hắn là đệ tử ký danh của Hàn Lập. Lũng ra lão tổ không nể mặt tìm tới cửa, Hàn Lập cũng chút không lo lắng. Hắn tự nhiên lấy cớ phủ nhận không có quan hệ gì với cự viên do chính hắn biến thành, thoái thác đã không còn biết tung tích tiểu đạo sĩ này nữa. Lúc này, tử sam thiếu nữ vừa thấy hải đại thiếu rời khỏi đại điện, im lặng không nói mà ngọc thủ vừa chuyển, phát ra một vầng bạch quang nhàn nhạt. Một cái khăn quyên hiện ra, chậm chậm bay tới trước mắt Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy vật ấy thần sắc hơi đổi, sau một lúc mới khẽ thở dài đại nhi quả nhiên cô là nha đầu kia khăn quyên này chỉ là một kiện linh khí cấp thấp nhưng chính là tiểu vật phẩm mà năm đó hắn đưa cho đại nhi nữ loan đồng kia tuy rằng vật này chỉ có một chút tác dụng phòng tránh bụi trần căn bản không có giá trị gì đáng nói nhưng tiểu hài nữ năm đó thu được thì yêu thích vô cùng vẫn luôn cất bên người thiếu nữ trước mắt nếu xuất ra vật này quả nhiên chính là tiểu nha đầu năm xưa từ sam thiếu nữ nghe hàn lập nói vậy vẻ mặt nàng có chút phức tạp, trầm mặc một chút. Sau đó đột nhiên cổ tay vừa nhấc, lại dùng hai ngón tay như ngọc như loan, đem một cây phượng châm bóng loáng như ngọc màu đen trên tóc khẽ lấy xuống. Ngay sau đó, phượng châm bộc phát ra một đoàn ô quang. Đồng thời sau một tiếng phượng hót, lại hóa thành một chiếc linh vũ đen thùi dài khoảng nửa thước. Cơ hồ cùng lúc, trên mặt tử sam thiếu nữ cũng đại phóng ra bạch quang, nhất thời không gian trở nên sáng chói lòa, khiến người không thể trực tiếp nhìn rõ hàn lập dù tu luyện minh thanh linh mục thần thông nhưng không kịp phòng bị cũng phải nhắm hai mắt nhưng ngay sau đó hắn như nhớ tới điều gì trong sát na lại mở mắt ra chỉ thấy trong mắt chấp động lam quang như không để ý tới bạch quang trói mắt trên mặt nữ tử tức thời vẻ mặt của hắn trở nên kỳ lạ sau khi tầng bạch quang trên mặt tử sam thiếu nữ tản mắt đi hiện ra một khuôn mặt việt sắc dường như là tiên tử nơi nguyệt cung không những có khí chất độc đáo không khác gì loài u lan mà ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc từ nà voi lại có bảy tám phần giống Nam Cung Uyển. Hơn nữa thêm cả thanh linh khí trong người, nếu hai người đứng chung một chỗ, bất kỳ ai cũng cho rằng đây là tỉ muội cùng loan bào. Nhưng nếu cẩn thận xem xét, có thể phát hiện hai nàng có một số điểm khác nhỏ. Khuôn mặt Nam Cung Uyển mang vẻ đẹp dịu dàng, hòa ái mà động lòng người. Còn ngũ quan của tử sam nữ tử tinh xảo hơn một chút, đồng thời khiến người ta cảm giác thanh lãnh hơn. Bất quá dưới minh thanh linh mục thần thông, Hàn Lập có thể khẳng định đây là chân dung của đối phương, vốn không phải huyễn thuật. Hơn nữa từ đôi lông mi cùng vầng trán của tử sam nữ tử, mờ ảo nhìn ra vài phần dung nhan nữ loan đồng đại nhi năm đó. Nhưng vẻ thanh tú so với hiện tại thì kém xa, Hàn Lập nhìn kiều dung trước mắt, như quen thuộc mà lại xa lạ. Bình thường hắn luôn chấn định dị thường mà lúc này cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết nói điều gì cho tốt. Hàn Đại Thúc, bộ dáng hiện tại của ta, không biết so với Nam Cung Cô Cô thì có mấy phần tương tự trong mắt tử sam thiếu nữ chấp động dị quang, cười mà như không cười nói. Đây là chuyện gì, sao sau khi cô lớn lại biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ ở cô đã gặp Uyển Nhi, Hàn Lập mạnh mẽ ngăn chấn kinh trong lòng, khôi phục bình tĩnh hỏi. Danh tự của cô cô chính là Đại Nhi được biết từ miệng Đại Thúc, ta sao có thể từng gặp nam cung cô cô cho được. Khóe miệng tử sam thiếu nữ khẽ động, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Khí thức thanh lãnh trên người như tan đi hơn phân nửa. Ta nhớ rồi, nhưng điều đó không rõ ràng. Cô, Hàn Lập suy xét một chút, hai mắt nhíu lại như nhớ ra điều gì nhưng không khẳng định được. Năm đó khi thúc dẫn ta trốn dưới đống loạn thạch, đã từng kể cho ta rất nhiều chuyện cổ quái khi xưa của người, đều là đại thúc cùng nam cung cô cô. Mà ngày cuối cùng khi ta hòa khóc, la hét muốn gặp mẫu thân. Thúc liền đem một khối ngọc bội có mình ấn bức họa nam cung cô cô lấy ra dỗ dành ta, mới khiến ta một phen an tĩnh lại. Đôi mắt đẹp của tử sam thiếu nữ tỏa sáng, thanh âm phát ra càng trở nên nhu hòa khi đó vẻ mặt anh nhi của cô, thật là vô cùng đáng yêu. Hàn Lập nghe xong những lời này cũng hồi tưởng lại, thú chiều phá thành năm đó, cùng tiểu nha đầu trốn trong đống loạn thạch, khóe miệng không nhịn được lộ nụ cười. Những hồi ức khi xưa, toàn bộ ta vẫn nhớ rõ ràng. Có dung mạo hiện tại là khi ta tu luyện đến giai đoạn hóa hình, sau khi kích phát hắc phượng chi huyết thì một lần nữa cải biến ra. Vì sao biến thành bộ dáng gần giống nam cung cô cô thì chính ta cũng không ngờ có lẽ dung mạo cô cô trên ngọc bội kia quá mức xuất chúng, khiến cho ta lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Lúc hình hình mới bất chi bất giác hóa thành, Hàn Đại Thúc là hợp thể tu sĩ có lẽ rất rõ ràng. Yêu tộc chúng ta hóa hình, căn bản là vô pháp mình khống chế. Cuối cùng sinh ra dung mạo thế nào thì hơn phân nửa phải xem thiên ý. Tử sam nữ tử dùng hàm răng trắng nhỏ đều như bắp khẽ cắn cánh môi hồng, lộ ra một chút xấu hổ. Thì ra là thế, như vậy xác rất có khả năng. Lúc này Hàn Lập mới hiểu ra, nhưng thấy thiếu nữ xinh đẹp này giống Nam Cung Uyển như vậy, trong miệng bất giác có chút khô đắng. Hôm nay thật đúng có chút tà môn, đầu tiên là đụng phải Tần Tố Nhi, vô tình mà tâm huyễn đại pháp của nàng biến thành Nam Cung Uyển dọa cho hắn nhảy dựng cả người. Kết quả một hồi trở về này lại đối mặt một thiếu nữ có dung nhan tám phần giống nàng. Chẳng lẽ Uyển Nhi xảy ra chuyện, Hàn Lập là tu tiên chi nhân, đối với các sự tình dự triệu dự báo, tự nhiên là có vài phần tin tưởng. Hắn nhíu chặt mày, trong lòng hơi có chút lo lắng lúc này đại nhi thoáng ngừng một lát lại tiếp tục nói ân tình của hàn đại thúc đại nhi chưa bao giờ dám quên nhưng dù sao nhân yêu hai đường đại nhi không muốn tự dưng khiến đại thúc gặp phải phiền toái nên vài ngày trước khi gặp lại mới lãnh đạm như vậy năm đó ta vừa đến hắc phượng cung cũng không gặp phụ thân ta mà là tử sam thiếu nữ giải thích thêm vài câu lại cùng hàn lập đàm luận về sự tình sinh hoạt tu luyện tại hắc phượng tộc tuy rằng vô cùng vụn vặt nhưng nàng nói rất nồng nhiệt khóe miệng lộ nụ cười dạng người. Hàn lập nhìn khuôn mặt giống nam cung uyển, lẳng lặng đứng nghe nhưng thần sắc bất giác ôn nhu vài phần. Đại nhi cùng hàn lập tán gẫu chừng mấy canh giờ lâu, cuối cùng bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, có chút quyến luyến nói lời cáo từ. Hàn lập cũng không giữ đối phương, chỉ giống như trưởng bối dặn dò thiếu nữ vài câu, liền gọi hải đại thiếu tiến vào, đưa nàng rời khỏi đại điện. Thân ảnh thiếu nữ vừa thoáng biến mất nơi cửa điện, nụ cười trên mặt hàn lập chợt tắt, lại thở dài như lộ ra vài phần cô tịch tiếp theo lẳng lặng trầm ngâm tại chỗ ngồi. Không bao lâu, Hải Đại thiếu lần nữa xuất hiện trong điện, cung kính hồi báo chuyện tình cung tiễn thiếu nữ. Vẻ trầm tư trên mặt Hàn Lập vừa thu lại, hướng về gã đệ tử trước mắt thản nhiên phân phó. Đi gọi sư đệ ngươi lại đây, trong chốc lát cùng đến phòng ta. Nói xong lời này Hàn Lập đứng dậy, tự nhiên hướng ngọa thất của mình mà đi. Hải Đại thiếu đứng tại chỗ nghe được lời này, không khỏi hai mắt sáng ngời, vội vàng vâng dạ, sau đó kích động đi tìm khí linh tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Lập lặng yên rời chỗ ở, xuất hiện tại một đỉnh núi nhỏ vắng người cách nghênh tiên cung không xa. Hắn tìm một khối đá, tùy ý ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang chờ đợi người nào đó. Qua thời gian một bữa cơm, trên không trung vang lên một tiếng tiếng xé, một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi. Hàn đạo hữu tới thực sớm A, xem ra với hắc vực đại hội là có phần chờ mong. Thân ảnh cười chắp tay hướng sang Hàn Lập, thanh âm có chút quen thuộc. Chính là lão đạo vạn cốt chân nhân. Ha ha, thực sự Hàn Mỗ có chút chờ mong, bất quá tới sớm chủ yếu là do lần đầu mới tham gia, sợ chậm trễ thời gian tiến vào hắc vực. Hàn Lập mỉm cười, bình tĩnh mở miệng, "Yên tâm, nếu đối phương truyền ra tin tức, tuyệt đối sẽ không sai." Bất quá trước khi xuất phát, lão đạo còn có mấy lời trước với đạo hữu. Để tránh trong hắc vực Hàn đạo hữu gặp phải phiền toái không cần thiết. Vẻ tươi cười trên mặt vạn cốt chân nhân chờ tắt, thần sắc có vài phần nghiêm nghị. "Ồ, có chuyện gì, mời chân nhân nói, Hàn Mỗ chăm chú lắng nghe, Hàn Lập thấy bộ dáng thận trọng của lão đạo, hơi có chút kinh ngạc. Kỳ thật những lời này lão đạo không nói, Hàn đạo hữu cũng có thể rõ vài phần. Bất quá Hắc vực đại hội là một đại hội trao đổi thực sự khác biệt, bần đạo nên dặn vài câu sẽ tốt hơn. Vạn Cốt chân nhân thấy bộ dáng Hàn Lập khiêm tốn như vậy, không khỏi lộ ra một tia vừa lòng nói. Chương 1811, khiên dẫn sứ giả cùng vào cửa. Kế tiếp lão đạo liền cung cấp cho hàn lập một số điều kiêng kỵ trong hắc vực đại hội hàn lập nghe xong liên tục gật đầu liền như vậy thời gian trôi qua một tuần trà lão đạo nhìn lên tầng không chung được che phủ bởi những đám mây sớm lại mở miệng cười nói hiện tại thời gian đã gần tới hai ta nên đến lối vào các cửa để nhập vào hắc vực có không ít nơi mà chúng ta chúng ta chờ nhiều lắm chỉ có bốn năm người mà thôi nhưng trước tiên cần che giấu chân diện mới được cũng không cần thủ đoạn quá mức huyền diệu ở trong hắc vực có cấm chế hạn chế thần niệm, thủ pháp che giấu bình thường cũng đủ tránh những người khác thăm dò. Vạn nhất lát nữa bị đám đồng đạo ở lối trở vào cửa nhận ra cũng không sao. Bất quá trong trường hợp đó thì sau khi tiến vào hắc vực lại đổi thủ pháp che mắt khác, tuyệt tránh để bị nhận ra trong trao đổi hội. Vạn cốt chân nhân không hổ tham gia hắc vực đại hội nhiều lần, dễ dàng nói ra điểm phòng ngừa cần thiết nhất. Đa tạ vạn cốt đạo hữu chỉ điểm, hàn mỗ đã biết nên làm như thế nào. Hàn lập cười trả lời trong nháy mắt trên người hiện ra một tầng hào quang màu xám mờ ảo, đem cả thân hình che lấp ở trong. Chính là nguyên từ thần quang được hắn bước ra bên ngoài cơ thể. Có thần quang này bao bọc, thần niệm hợp thể tu sĩ khác rất khó xuyên thủng qua nhận ra tướng mạo thực. Vạn cốt chân nhân thấy bộ dáng này của Hàn Lập cũng cười hắc hắc. Tay vừa bấm niệm pháp quyết, một đạo hắc khí trên người cuồn cuộn tuôn ra che lấp thân hình. Hai người tiếp tục độn quang, hướng phía ngoài cửu tiên sơn kích bắn mà đi. Nhất thời, đông đảo hợp thể lão quái cùng một số tu sĩ thần bí trong cửu tiên sơn cũng rời khỏi chỗ ở hướng nơi phía ngoài sơn mạch bay đi. chẳng qua những người này đi các địa phương bắc tròn nam vuông khác nhau rất lớn. mấy canh giờ sau sắc trời đã đứng bóng, hàn lập cùng vạn cốt chân nhân rời khỏi cửu tiên sơn tới một sơn cốc hoang vắng heo hút dị thường thì đột quang hạ xuống. lúc này đã có hai thân ảnh lẳng lặng chờ ở đây. một người toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt, nhìn chói loà như vầng thái dương khiến người không dám nhìn thẳng kẻ còn lại thì thân ảnh nhàn nhạt, nhạt như sương khói, cho dù ánh mắt có chăm chú bao nhiêu cũng vô pháp nhìn rõ. Hai người này một nam một bắc, đứng cách nhau khá xa. Thấy hai người Hàn Lập đến thì chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Hiển nhiên hai người này không phải cùng một đường như là Hàn Lập cùng lão đạo kia. Hàn Lập cũng chỉ liếc mắt đánh giá hai người một lần. Hắn không vọng động thần niệm đảo qua, bởi vì khi trước lão đạo đã nói rõ ràng, bắt đầu từ khi sắp tiến vào hắc vực tồn tại hội nhân yêu lưỡng tộc đều cực kỳ kiêng kỵ dụng thần niệm dò xét người khác. Nhẹ thì xem như khiêu khích, nặng thì lập tức trở mặt ra tay giáo huấn. Đối với quy định này, Hàn Lập đương nhiên đồng tình. Bằng mắt thường không thấy rõ mặt hai người kia thì lập tức đem ánh mắt thu trở về. Tuy rằng hắn tự tin có minh thanh linh mục, tám chín phần có thể nhìn thấu sự che giấu nhưng chỉ e vạn nhất đối phương tu luyện bí thuật đặc thù, có thể cảm ứng ra thần thông của hắn thì không ổn. Hắn đương nhiên không muốn, còn chưa tiến vào hắc vực đã tùy tiện gây ra phiền toái nào đó. Vì thế Hàn Lập cùng vạn cốt chân nhân tìm một chỗ địa thế tương đối cao ở khá xa hai người kia, cũng lẳng lặng đứng bất động. Bốn người ở đây đều ẩn tàng chân diện, không ai có hứng thú đàm đạo với nhau cái gì. Nhất thời không khí nơi đây có vẻ quỷ dị, ngoài trừ tiếng gió thổi vi vu thì không còn bất luận âm thanh gì khác. Hàn Lập nheo hai mắt, trong lòng thầm tính toán thời điểm tiến vào hắc vực. Qua thêm nửa canh giờ, phía chân trời lại có tiếng xé gió truyền đến. Tiếp theo một đạo quái quang màu lục ở trên cao phía xa hiện ra, lướt qua hướng bên này kích bắn mà đến. Chớp động mấy cái, lục quang tựa như vẫn thạch từ trên cao rơi thẳng xuống, có điều mắt thấy hung hăng muốn va vào mặt đất lại thì đột ngột dừng lại, không phát ra một chút tiếng động nào. Hàn lập lơ đến liếc mắt một cái, chỉ thấy trong lục quang mơ hồ có một thân ảnh. Vị trí thân ảnh này rơi xuống lại đúng ở giữa chỗ mấy người hàn lập. Thân ảnh trong lục quang đưa mắt ánh giá quang cảnh cùng bốn người còn lại, tựa hồ nhếch miệng cười sau đó hắn vững vàng khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, không có ý xê dịch một chút nào. Hàn lập thấy thế thì ngẩn ra, tiếp theo mỉm cười tựa hồ như cảm thấy người này có chút điểm thú vị. Nhưng lão đạo ở một bên, ánh mắt âm trầm nhìn bóng người trong lục quang, tựa hồ nhớ tới điều gì, chân mày hơi nhăn lại. Dựa theo lời vạn cốt chân nhân, năm người bọn họ đương nhiên tới ở chỗ này chờ tham gia hắc vực đại hội. Lại qua hơn nửa canh giờ, Hàn Lập bỗng nhiên cảm thấy trong y phục truyền ra dao động khác thường, lúc này thần sắc vừa động tay thò vào bên trong một chảo, trên tay đã một lệnh bài tam giác cỡ bàn tay. Lệnh bài có màu đen thùi nhưng lúc này, trên mặt có bạch quang nhàn nhạt chớp động lúc sáng lúc tắt không thôi, tựa hồ như đang cảm ứng cùng thứ gì đó. Hàn lập trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn sang mấy người khác. Chỉ thấy vạn cốt chân nhân cùng ba người khác đều lấy từ trên người ra một cái bài lệnh độc nhất vô nhị, mặt trên cũng có bạch quang nhàn nhạt chớp lên không thôi. Đúng lúc này một thanh âm trầm đục ầm vang, từ trên không sơn cốc chuyển xuống tiếp theo một vùng không gian dao động mãnh liệt, nhộn nhạo như muốn tách ra. Năm người ở phía dưới cả kinh, đồng thời nhìn lên không gian chuyển ra dao động. Chỉ thấy trên không sơn cốc vốn đang trời quang mây tạnh, giờ phút này hiện ra một đám mây đen khổng lồ u ám. Ở trong đám mây đen chợt hiện vô số đạo hồ quang màu bạc chấp động, tiếp theo lóe lên rồi đan vào nhau, nháy mắt ngưng tụ một đoàn. Đột nhiên một tiếng sấm sét rền vang chấn động cả ngàn dặm ầm vang bên tai, không ngờ trong điện quang chấp động lại hiện ra một cánh cửa màu bạc cực lớn. Cửa này cao hơn 10 trượng, mặt ngoài có hoa văn phong cách cổ xưa huyền ảo, bốn phía cũng có phù văn màu bạc cuồng chuyển không chừng. Đáng khen cho một cảnh tượng kinh người, năm người trong cốc vốn không phải tồn tại bình thường, từng gặp qua không ít trường hợp quỷ dị thế này, cả một đám đứng yên bất động tại chỗ, vẻ mặt vẫn tỏ ra tự nhiên. Đột nhiên cánh cửa cực lớn màu bạc vù vù một tiếng, phù văn bốn phía đang rung động nhất thời trở nên ngưng trệ. Đại môn từ từ mở ra một khe hở hẹp, một đạo hắc quang từ trong khe cửa bắn ra, thân ảnh nhoáng lên một cái, một gã tu sĩ thần bí thân vận trường bào màu đen chợt lóe mà ra, khoanh tay trôi nổi lơ lửng phía trước cánh cửa cực lớn. Người này toàn thân có hắc khí quỷ dị quấn quanh, dùng ánh mắt lạnh như băng đến tận xương lạnh lùng nhìn đám người phía dưới, không nói một lời. Hàn lập nheo hai mắt nhìn hắc bảo nhân, trong lòng khẽ dùng mình. Khí tức trên thân người này cực kỳ cổ quái, thoáng chốc trở nên cường đại dị thường nhưng thoáng chốc lại yếu nhược như không, một thân tu vi dường như không ổn định. Đây là công pháp gì? trong ấn tượng của hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Nét mặt hàn hợp hiện một tia ngạc nhiên, đồng thời tâm niệm chuyển động. Các hạ chính là khiên dẫn sứ giả đến từ hắc vực. Người có toàn thân lóe ra kim quang, tựa hồ lần đầu tham gia hắc vực đại hội, thanh âm phảng phất như chuông đồng hét lớn hỏi. Các ngươi đã đem theo khiên dẫn lệnh, nếu có thì bản sứ giả liền mở khiên dẫn chi môn, đón tiếp các ngươi tiến vào bên trong hắc vực. Còn người không có khiên dẫn lệnh mà tiến vào hắc vực, giết hắc bảo nhân như không nghe thấy câu hỏi của kim quang nhân ngược lại hai mắt chấp động lục quang dị thường ngữ khí tràn đầy sát khí mà thanh âm lại lanh lảnh chói tai nhất thời không thể phân biệt là nam hay nữ kim quang nhân kia hừ lạnh một tiếng tựa hồ có chút bất mãn với sự cuồng vọng của hắc bảo nhân nhưng trung quy không nói thêm gì về phần đám người còn lại tự nhiên không ai mở miệng hắc bảo nhân thấy năm người phía dưới không có dị nghị cũng không khách khí đưa đơn thủ lật một cái trong tay hiện ra một kiện pháp khí là một cây rùi chống tỏa ra ngân quang chói lọi. Đơn thủ của hắn trở ngược dùng pháp khí hướng về phía cánh cửa cực lớn gõ một cái. Đang một tiếng thanh thúy vang lên, khe hở hẹp nơi ngân môn trong tiếng gầm rú trầm thấp hoàn toàn mở ra. Hàn lập tự nhiên ngưng thần nhìn vào trong cửa, chỉ thấy bên trong là một vùng đen tuyền không chút ánh sáng, giống như một thế giới hắc ám khôn cùng, thật không hổ là danh là hắc vực. Ngay tại lúc hắn đang mừng thầm thì đột nhiên cảm giác khiên dẫn lệnh bài trong tay nóng dần lên, ngay sau đó phanh một tiếng, nó bạo nổ hóa thành một đoàn hắc quang dần tỏa rộng ra, đem thân hình hắn bao phủ lại. Cùng lúc đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy bốn phía chung quanh như có một sức mạnh cuồng đại vô hình, đẩy thẳng thân hình hắn bay đến cánh cửa màu bạc cực lớn trên không trung. Hàn Lập cả kinh nhưng xoay chuyển ánh mắt, thấy bốn người còn lại cũng đều bị hắc quang độc nhất vô nhị hút bay lên trời. Tức thời trong lòng bình tĩnh trở lại, trong nháy mắt, năm người dưới cái nhìn chăm chú lạnh lùng của Hắc Bảo Nhân, tất cả đều nhất nhất tiến nhập vào trong cánh cửa màu bạc cực lớn. Hắc bào nhân thấy không chút gì dị thường, lúc này pháp khí trong tay hướng hai bên hư không cánh cửa cực lớn khẽ gõ, cứ như thế thân hình cũng bay vào trong cửa. Tiếng động vang ầm ầm tái khởi, cánh cửa màu bạc cực lớn từ từ khép lại, tiếp theo sau một tiếng sấm sét rền vang thì lại hóa thành vô số hồ quang tản ra. Đám mây đen lập tức quay cuồng một trận rồi tiêu thất trong hư không. Nguyên bản sắc trời đang ảm đạm dần khôi phục lại sự sáng rõ ban đầu hàn lập ở trong hắc quang không ngừng đánh giá bốn phía trên mặt tràn đầy vẻ tò mò sau khi tiến vào cánh cửa màu bạc cực lớn hắn cùng bốn người khác vẫn bị hắc quang bao phủ xếp thành một đường lẳng lặng trôi nổi ở trên hư không thân đã trong không gian thần bí sau cánh cửa cực lớn hàn lập với không gian gọi là hắc ám thế giới xem rõ ràng một lần bốn phía nơi nơi có hắc khí tạo thành một biển xương vụ màu đen trong này có những tia hắc khí từ từ lưu chuyển như bình thường lại có hắc khí cuồng bạo không thôi cuồn cuộn xoay quanh bay múa đem bốn phía hết thảy điên cuồng xé rách hình thành từng cơn lốc màu đen sâu rộng mênh mông nhìn qua nguy hiểm dị thường càng khiến thần sắc hàn lập khẽ động chính là ở trong hơn một số vùng hắc khí xa xa hắn đã cảm ứng được khí thức của một loại yêu thú kỳ quái rất khác so với yêu thú bình thường số lượng của chúng vô cùng đông đảo chúng ẩn thân ở trong sương mù xa xa bộ dáng chằm chằm nhìn mấy người nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà e rè không dám đến gần nhưng cho dù cách xa như thế Hàn Lập vẫn có thể cảm nhận được đám yêu thú này phát ra bạo ngược chi khí, xem ra không thể coi thường. Chương 1812, Hắc Sa thị nữ. Hắc Quang chợt lóe, Hắc Bảo Nhân kia liền quỷ dị xuất hiện ở phía trước năm người, tiếp theo cũng không thấy nói gì cùng bọn họ, liền một mình từ từ bay về phía trước. Hàn Lập đang thấy có chút kỳ quái, chợt cảm thấy ô quang chợt lóe bốn phía, thân hình không tự chủ được bị một luồng lực lượng vô hình kéo đi. Bốn người còn lại vướng phải tình hình tương tự. Hàn Lập vốn là ngẩn ra nhưng ngay đó cười một tiếng. Khiên dẫn sứ giả này danh xứng như thực, thật sự muốn kéo mấy người bọn họ mà mời đi. Bất quá cũng không biết hắc quang bên ngoài cơ thể có huyền cơ gì, mà hắc khí dọc theo đường đi gặp phải đều tự tản ra nơi khác. Đoàn người tuần tự bay được vài dặm, đột nhiên ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ ở một vùng hắc khí rất lớn phía trước, trong mắt mơ hồ có lam quang chấp động. Dưới sự cảm ứng của hắn, bên trong vùng hắc khí kia ẩn giấu một đại vật, có cùng khí tức với đám yêu thú kỳ quái ban nãy, có lẽ là cùng chủng loại nhưng không biết cường đại hơn biết bao nhiêu lần. Ngay cả hợp thể tu sĩ như hắn cũng cảm thấy một sự uy hiếp rất lớn. Tầng hắc khí này không chút tầm thường, linh mục thần thông của hắn cũng không thể hoàn toàn xuyên thấu. Chỉ mơ hồ chứng kiến trong hắc xương vụ ẩn một cự thú to thân như một ngọn núi nhỏ, hình dáng giống như một con dao mãng cự thú. Thời điểm hàn lập thầm dùng mình thì bốn người khác cũng đã phát hiện quái vật trong hắc khí phía trước. Mắt thấy bọn họ đang từ từ trôi tới con thú này thì trong lòng đều trở nên cảnh giác. Đúng lúc này, khiên dẫn sứ giả đang ở phía trước đột nhiên hướng xuống phía dưới mà đi, đồng thời mang theo đám người hạ xuống. Không để tiếp cận với cự thú không biết tên phía trước. Hàn Lập tự nhiên trong lòng buông lỏng, liếc mắt đánh giá cự thú kia lần nữa rồi không chú ý thêm nữa. Nhưng một lát sau, sắc mặt hắn lại biến đổi, đoàn người dưới sự dẫn dắt của khiên dẫn sứ giả lại trôi xuống phía dưới chừng mấy vạn trượng sâu, nhưng nơi này dường như không có điểm cuối. Hư không chung quanh trải rộng hắc khí giống như là một vực sâu không đáy hun hút tối om. Nếu không phải Hàn Lập thấy bốn người còn lại ở trong hắc quang vẫn không có hành động khác thường, chỉ sợ đã quyết định không để người an bài xuống tiếp như vậy. Cũng may tiếp tục xuống dưới hơn vạn trượng, hắc khí bốn phía rốt cuộc tản ra, dần rời khỏi biển xương vụ hắc ám. Phía dưới xuất hiện một địa phương màu xanh thảm quái dị. Nơi nơi là lam quang nhạt tỏa ra khắp bốn phía, đem những kiến trúc lớn phía dưới cùng những quái lâm bốn phía như cột đá màu đen thật lớn chiếu sáng rõ ràng không ngờ trong không trung lơ lửng hơn 10 khối quang cầu màu lam chói lọi to lớn, đều đường kính hơn trượng, tản ra lam quang lạnh lùng như vĩnh hằng không tắt. Sau một thoáng, hắc quang đang bao vây mấy người Hàn Lập rung động một trận, phát ra một tiếng âm trầm đục tiêu thất. Tức thời dẫn lực đang bao quanh trên người năm người cũng đồng thời biến mất không thấy. Ta còn đi tiếp đón những người khác, các ngươi tới hắc vực đại điện phía dưới thì sẽ có những người khác tiếp đái. Hắc bào nhân lạnh lùng hướng năm người nói một câu, không hề quản bọn họ có nghi hoặc gì, quay người tiến nhập vào trong hắc khí trên cao. Hàn Lập thấy thế có chút á khẩu, bất quá vạn cốt chân nhân một bên, tựa hồ không chút nào để ý việc này. Lão đạo cười nhẹ một tiếng, liền tự thúc dục độn quang bay xuống phía dưới. Kim quang nhân cười hắc hắc, cũng không chút do dự hóa thành một đạo kim hồng kích bắn xuống. Hàn Lập cùng hai người còn lại liếc lẫn nhau, tự nhiên cũng bay theo xuống dưới. Chỉ thấy kiến trúc nơi đây mọc lên như nấm, lại khác thế giới bên ngoài rất lớn. Tất cả phòng ốc đều chỉ dùng để một loại tài liệu màu đen nhìn như thô hòn đá xếp chồng lên nhau mà thành. Mỗi một tòa đều thô kệch mà dị thường cao lớn, mơ hồ mang theo phong cách man hoang thời thượng cổ. Hắc vực đại điện theo như lời khiên dẫn sứ giả kia, thật rất dễ dàng nhận ra. Chính là một tòa đại điện cao tới hơn ngàn trượng, chiếm diện tích vài dặm trên một ngọn núi màu đen, bất luận ai tới đây đều phải chú ý tới nó. Năm người Hàn Lập trước sau hạ xuống một quảng trường trước đại điện, nơi này sớm có hai hàng nữ tử khoác lụa mỏng màu đen chờ tất cả nữ tử đều dùng khăn đen che mặt nhưng không lấp được mắt mày thanh tú lộ ra, cả một đám đều có dáng người xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa nguyên âm khí trên người rất đậm, tu vi đều đã ngoài kết đan. Đây đều là tối cực phẩm tuyệt hảo lô đình, năm người vừa rơi xuống, lập tức năm nữ tử gần nhất phong tư chỉnh tề tiêu sái tiến lên. Tỷ muội vãn bối bái kiến năm vị tiền bối, từ giờ trở đi, đám người vãn bối chuyên môn hầu hạ các tiền bối. Các vị tiền bối nếu có nghi vấn cùng yêu cầu gì, chúng vãn bối nhất định sẽ toàn lực giải đáp cùng thỏa mãn hiện tại cách trao đổi đại hội còn một vài canh giờ các vị tiền bối có muốn tới tĩnh thất chuyên môn nghỉ một lát chăng một nữ tử dáng người cao mảnh rẻ da thịt như tuyết trắng lấp ló trong làn lụa đen chỉnh đốn trang phục hướng về đám người hàn lập thi lễ đôi mắt đẹp ẩn tình nói lời cực kỳ mê người hư hắc vực các ngươi thích bày ra tà môn ma đạo làm gì ta không cần bất luận kẻ nào tiếp đãi trực tiếp mang ta đến đại điện là được gã có thân ảnh nhạt như khói nhẹ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Không ngờ thanh âm này lại dễ nghe êm tai, thì ra là một nữ tu. Tiền bối nếu không muốn vãn bối tiếp đái, tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Số 9, người mang vị tiền bối này đến thiên điện đi. Hắc xa thị nữ nọ lại khẽ cười một tiếng, quay đầu hướng sang một nữ tử dáng người hơi thấp trong tứ nữ còn lại, phân phó một câu. Hắc xa thị nữ kia nghe vậy, vội lên tiếng trả lời. Tiền bối, mời theo vãn bối đi trước một bước. Nói xong lời này, hắc xa thị nữ được gọi số 9 kính cẩn thi lễ, thước tha hướng đại điện đại môn đi tới. Nữ tu thân như làn khói nhẹ, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn số 9 một cái, không nói một lời theo đi. Ha ha, lão phu cũng không cần nghỉ ngơi cái gì, cũng giống vị tiên tử kia, đi tới chính điện đại hội đi. Thân ảnh được lục quang bao phủ cũng cười nói, mang theo âm thanh già nua dị thường, tựa hồ là một lão giả tuổi không nhỏ. Hắc xa nữ tử dẫn đầu vẫn mang thần tình tươi cười một lời đáp ứng, tiếp tục phân phó một nữ tử khác mang lão tiến vào trong đại điện. Trong nháy mắt trên quảng trường liền chỉ còn lại có ba người hàn lập. Sách sách, có tiện nghi lại không muốn chiếm, tại hạ sẽ không làm chính nhân quân tử gì đó. Nhị vị đạo hiếu, trước hết tại hạ đi tiêu giao một phen. Vạn cốt chân nhân phát ra một tiếng cười to, thanh âm có chút sắc nhọn, hoàn toàn khác hẳn ban đầu. Tiếp theo lão đạo cũng không đợi hát xa nữ tử cầm đầu nói cái gì, trực tiếp tiến lên từng bước, ôm lấy một hát xa nữ tử gần nhất, liền ninh ngang rời khỏi. Hắc hắc, vị đó đúng là người cùng sở thích với ta, không biết có phải ta nhận sai đồng đạo rồi chăng? Như vậy đi, nếu ngươi là người cầm đầu các nàng ở đây, đương nhiên là người xuất sắc nhất. Bồn tọa muốn ngươi tới hầu hạ một phen, thân ảnh trong kim quang trói mắt, đưa ánh mắt hung hăng đảo qua khuôn mặt của hắc xa nữ tử cầm đầu, liền phát ra cười nhẹ. Tiền bối có thể vừa ý với dung mạo của tiểu nữ, vãn bối tự nhiên cầu còn không được. Số 11, người chiều đãi vị tiền bối còn lại cho tốt, không được sơ sót. Hắc Sa thị nữ cầm đầu không chút tỏ vẻ nào ngoài ý muốn, ngược lại cười dài nói. Tiếp theo nàng tiến lên từng bước, ôm lấy thân ảnh trong kim quang, cũng ly khai khỏi chỗ này. Hàn Lập mở chừng hai mắt, nhìn hai hàng Hắc Sa thị nữ vẫn đứng xa xa. Lại liếc mắt xem xét nữ tử gần trong gang tấc, không khỏi sờ sờ cầm, cũng đem thanh âm trở nên có chút thô hào hỏi. "Ngươi là số 11, chẳng lẽ khi trước chỉ có vài đạo hữu tới đây sao?" Tiên Bối hiểu lầm. Vãn bối tuy có số là 11, nhưng các đồng nghiệp hầu hạ các tiền bối khác khi trước cũng có thể là số 20, 30. Đều không phải theo trật tự, mà đón đợi chư vị tiền bối một cách ngẫu nhiên. Hắc xa thị nữ số 11 này có dáng người nhỏ xinh, thanh âm nhu hòa dễ nghe, cùng sử dụng ánh mắt tội nghiệp xem xét hàn lập, giống như sợ hắn tùy tiện từ chối. Thì ra là thế, tới tính thất nghỉ ngơi thì không cần, ngươi theo ta tới đại điện một chuyến, ta có lời cần hỏi ngươi. Hàn lập thản nhiên phân phó một tiếng, dạ, tiền bối, thị nữ số 11 tự nhiên cung kính đáp ứng, chủ động tiến lên. Hàn lập quét mắt nhìn nàng một cái, không khách khí ôm thân thể mềm mại mảnh mai không xương của đối phương, hướng cửa điện mà đi. Mà khi đám người hàn lập rời đi quảng trường không bao lâu, lại có bốn gã thân hình được các loại linh quang che phủ từ trên cao hạ xuống, đồng dạng có bốn hắc xa thị nữ tươi cười ninh đón. Qua thời gian một bữa cơm, hàn lập nheo hai mắt ngả người trên một chiếc ghế rộng rãi hắc xa thị nữ số 11 cơ hồ đem hơn phân nửa thân thể mềm mại tiến nhập trong lòng hắn, dùng ánh mắt như có nước nhìn gương mặt mơ hồ của hàn lập trong một tầng thanh quang. Không riêng gì gương mặt mà cả thân hình hắn đều bị một tầng thanh hà bao phủ. Không biết từ khi nào hàn lập đã thay đổi một loại thần thông ẩn giấu thân hình. Lúc này ngay cả vạn cốt chân nhân cũng vô pháp nhận ra thân phận này của hắn. Nơi đây là một thạch đình màu đen lơ lửng ở trên hư không. Trong này chẳng những bàn trà đầy đủ, thậm chí còn có một số linh hoa linh quả giới cực kỳ hiếm thấy ở ngoại giới, trực tiếp bày ở trên bàn đá trước người Hàn Lập. Ở hư không chung quanh xa hơn một chút, có thể thấy những kiến trúc tương tự lơ lửng. Cẩn thận đảo qua mọi nơi, mơ hồ có chừng 5-600 tòa như thế. Trong đó đa phần các phi đình đều trống rỗng, còn lại chừng mấy trực và có người ngồi ở trong, phần lớn đều có một hắc xa thị nữ bầu bạn. Bất quá Hàn Lập không để ý những đồng đảo ẩn giấu tướng mạo này, mà là ánh mắt chấp động nhìn chằm chằm vào một vòng hào quang màu trắng ngà bao phủ nơi trung tâm của các thạch đình. Màn hào quang này có đường kính rộng hơn trăm trượng, bên trong có một ngọc đài cao trắng tinh. Ở bốn phía của đài ngọc là các cột đá màu hồng lam đứng sừng sững, ở trung tâm có bố trí một quỷ dị pháp trận màu hoàng kim. Mà ở trung tâm pháp trận, song song bày hai cái bàn đá cổ quái một đen một trắng hai độc nhất vô nhị. Giờ phút này trên đài cao rỗng tuếch, không một bóng người. Chiếu theo lời của ngươi, Lát trao nữa khi lúc trao đổi đại hội mới bắt đầu, hắc vực hội các ngươi trước tiên xuất ra một số kỳ chân vật trao đổi cùng chúng ta. Hàn lập đem ánh mắt thu lại, thản nhiên hướng nữ tử trong lòng nói một câu. chương 1813, Hắc La, đương nhiên, tài phú của hắc vực chúng ta không dám khoe là đệ nhất lưỡng tộc nhưng tuyệt không kém tam hoàng thất phương. Thậm chí còn có một số kỳ chân được cung cấp bởi các dị tộc nơi man hoang thế giới, tin tưởng sẽ không làm tiền bối thất vọng. Hắc xa nữ tử ở trong lòng hàn lập, khẽ cười nói lúc này nàng đã gỡ tấm hát xa trên mặt xuống lộ ra khuôn mặt thiên kiều bá mị nụ cười diễm mỹ khiến nhân tâm chấn động không thể tự kềm chế hiển nhiên là hát xa thị nữ này tu luyện một công pháp mỹ thuật đặc biệt nào đó nếu không tuyệt không có mị lực kinh người như thế có điều hàn lập đối với khuôn mặt câu hồn dẫn phách của nàng lại như không thấy thản nhiên hỏi một câu hắc vực trong mỗi lần giao dịch có thể chuyên môn bồi dưỡng ra nhóm nữ tỷ các người thật là một danh tác khiến người trầm trồ bất quá ta có chút kỳ quái, với dung mạo cớ các ngươi, nếu ở ngoại giới thì đương phải có người nhận biết mà nổi danh. Chẳng lẽ là, tiền bối đoán không sai, tỉ muội vãn bối từ lúc còn nhỏ đã sống ở trong hắc vực, căn bản chưa bao giờ ra bên ngoài. Nếu tiền bối không chê xin thu vãn bối làm thì thiếp. Như thế, mỗi ngày tiểu nữ tử đều có thể hầu hạ người. Nữ tử số 11 nghe như vậy, trên khuôn mặt đang tươi cười lập tức thay thế bởi vẻ đáng thương. Nếu là tu sĩ bình thường thấy vẻ mị hoặc của nàng chỉ sợ là tâm tình kích động không thôi. Nhưng thần niệm Hàn Lập cường đại như thế, ý chí kiên quyết như thế. Khóe miệng vừa động, trực tiếp từ chối thỉnh cầu của nàng, không được. Bổn tôn vốn quen độc lai độc vãng, thiếu nữ số 11 cũng rất thức thời, vừa thấy Hàn Lập thực vô tình như vậy thì lập tức ngậm miệng, không đề cập lại chuyện này, đồng thời nhu thuận đem thân mình tựa hẳn vào người Hàn Lập. Với động tác này của nàng, Hàn Lập không có bao nhiêu phản ứng. Hắn theo bản năng ôm thân thể mảnh mai vào người, tận hưởng một chút hương diễm của mỹ nữ. Kế tiếp Hàn Lập lại hỏi thêm một số sự tình có quan hệ chi tiết đến Hắc vực đại hội. Nữ tử trong ngực nhất nhất giải đáp khiến hắn rất vừa lòng. Lúc này, các phi đình còn trống ở bốn phía dần dần xuất hiện thêm nhiều thân ảnh. Hiển nhiên theo thời gian, các tồn tại tham gia đại hội bắt đầu tiến dần vào đại điện. Oanh, đột nhiên một thanh âm rất lớn từ phía dưới truyền lên khiến cả hư không đều chấn động. Nguyên bản Hàn Lập đang lười biếng tựa vào trên ghế, thân sắc vừa động. Trong mắt lưu chuyển một trận lam quang, lập tức xuyên qua hư không đen tuyền, nhìn qua về chỗ phát ra cự thanh kia. Chỉ thấy tại nơi cửa vào đại điện có một người khổng lồ thân cao 10 trượng, cả người bao phủ trong một tầng hỏa diễm cực nóng, đứng ở nơi đó dương nhanh múa vuốt. Kề bên hắn là một Hắc Sa thị nữ trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, đang hướng về hắn như giải thích điều gì đó. Thân ảnh khổng lồ trong hỏa diễm tựa hồ phẫn nộ dị thường, giống to một tiếng một bàn tay thật lớn trong hỏa quang vụt đánh ra, như muốn đem nữ tử bên phải chụp thành một đám thịt vụn. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên nơi hư không gần đó dao động, một đạo kim quang biến thành kim sắc kinh hồng chợt lóe lên, chạm thẳng xuống người khổng lồ một kích. Kiếm quang mang hàn ý băng lãnh cùng cực, bộ dáng không lưu tình chút nào. Người khổng lồ trong hỏa diếm gầm lên một tiếng, cự trảo đang chụp về hát xa thị nữ biến chiêu hồi thủ, trực tiếp hướng về phía đạo kim sắc kiếm quang nghênh đón. Kết quả một tiếng vang chói tai nổ chát chúa như kim loại va chạm, hỏa diễm cùng kiếm khí đan vào nhau. Người khổng lồ trong hỏa diễm bình bịch liên tiếp bị đẩy lui mấy bước, mà hư không trên đỉnh đầu thiếu nữ cũng lăn tăn dập dờn như sóng gợn, một thân ảnh mờ ảo xám nhạt cũng bị chấn động hiện ra. Hàn Lập Ngưng thần đào qua, chỉ thấy thân ảnh nó mặc một cái áo bào xám, không biết dùng loại tài liệu nào chế thành mà khiến người cảm giác hư ảnh rất mờ nhạt. Có điều phía trên mặt hắn đeo một mặt nạ ác quỷ hung tợn, hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào người khổng lồ trong hỏa diễm. Vị đạo hữu yêu tộc này, không biết vì sao ngươi tức giận như thế, lại ra tay với một vãn bối. Số 37, sao ngươi lại đắc tội khách quý, còn không mau lại đây làm đại lễ bồi tội với vị tiền bối này. Ngoài dự đoán của mọi người, hư ảnh xám nhạt vốn ra tay không chút nào lưu tình, ngược lại lúc này lớn tiếng răn dậy hát xa thị nữ. Vừa rồi vãn bối chiêu đãi có chỗ lầm lẫn, mong tiền bối ngàn vạn lần không trách tội thị nữ số 37 mới từ quỷ môn quan dạo qua một vòng trở về, sắc mặt trắng bệch dị thường Khi nghe hư ảnh sám mờ nhạt phân phó thì vội vàng chỉnh đốn trang phục, hướng người khổng lồ trong hỏa diễm thi lễ. Hư, lần này mỗ bỏ qua, lần sau còn phạm sự tình kiêng kỵ của tộc ta, đừng trách mỗ trực tiếp sát diệt người người khổng lồ trong hỏa diễm tựa hồ bị một kiếm của hư ảnh sám nhạt cảnh tỉnh rất nhiều. Lửa giận trong mắt dần biến mất, nhưng trong miệng vẫn phát ra tiếng hừ lãnh đạm ong ong. Ngay sau đó, hỏa diễm ngoài thân người khổng lồ lưu chuyển, thân hình liền thu nhỏ lại mấy lần, biến thành một gã hồng bào nhân như người thường, trên đầu có một đôi quái sừng đỏ đậm, nhưng bộ mặt bị vầng hồng hà che kín hoàn toàn. Mà lúc này, hư ảnh màu xám nhạt cũng khẽ nhúc nhích miệng hướng thị nữ số 37 truyền âm hỏi một số điều gì, cuối cùng khẽ gật đầu, vòng tay hướng thân ảnh trong hỏa diễm. Thì ra đạo là người ở tộc nọ, vừa rồi số 37 thực có hành động mạo phạm, nhưng niệm tình vì kiến thức của thị nông cạn, không có khả năng biết lai lịch bộ tộc đạo hữu, hay là không cần chấp nhặt cùng thị ta sẽ lập tức sai người đổi lại một nữ tử hiểu chuyện chuyên môn chiêu đãi đạo hữu hư tùy ngươi ta chỉ hy vọng trao đổi đại hội lập tức bắt đầu bản tôn không có thời gian rảnh ở trong này với hắc vực các ngươi không bao yêu tu hừ lạnh một tiếng cũng không cần người dẫn dắt trực tiếp hóa thành một khối hỏa cầu thật lớn bay thẳng lên một tòa phi đình trống trên cao rồi dừng lại ở đó hư ảnh màu xám nhạt phía dưới thấy vậy lắc đầu tựa hồ có chút cười khổ hướng sang thị nữ số 37 đang bái phục trên mặt đất khoát tay một cái, sau đó thân hình nhoáng lên, liền cùng như lúc ban đầu xuất hiện, chợt lóe lên đã không thấy bóng dáng. Hát xa thị nữ lúc này mới đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Tuy Hàn Lập rất có hứng thú đối với nguyên nhân khiến Hồng Bảo yêu tu nổi giận. Nhưng thấy việc này đã từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không thì liền thu hồi sự chú ý. Hai mắt từ từ nhắm lại, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng thần. Lúc này, Nữ tử đang nhu thuận trong lồng ngực hắn đứng lên lặng lẽ tới phía sau dùng đôi ngọc nhẹ nhàng bóp vào đầu vai hắn giống như tỷ nữ phàm nhân thế tục giới đang hầu hạ chủ nhân. Với thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập căn bản không cần hầu hạ thế này để giảm cái gì mệt nhọc. Nhưng lúc này trong mũi thoang thoảng người thấy phía sau truyền đến u hương dịu dịu của xử nữ trên vai cảm ứng bàn tay thon nõn mềm mại tự nhiên vẫn là hưởng thụ dị thường. Hắn ngả người trên ghế không nhúc nhích, tựa hồ như tiến vào bên trong mộng cảnh. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, trong các thạch đình dần dần xuất hiện đông đảo thêm các thân ảnh. Trừng 3 4 canh giờ sau, tám chín phần số thạch đình đều có người. Tuy rằng tổng nhân số cũng không đến 4 500, nhưng tưởng tượng trong này có tới mấy chục lão quái hợp thể kỳ, còn lại cũng là tồn tại luyện hư mang trọng bảo, liền biết trao đổi đại hội được mong đợi thế nào. Bất quá nhân số gia tăng nhiều như vậy, nhưng tu sĩ nhân yêu hai tộc trong các thạch đình đều một đám mang biểu tình lãnh đạm, hoặc ngồi yên vẫn không nhúc nhích hoặc tự rót tự uống chiếu cố bản thân, không có bất luận kẻ nào có ý tứ liên hệ cùng những người chung quanh hay đàm luận với nhau. Cả đại điện đều lâm vào không khí im lặng cực kỳ quỷ dị. Lại quá sau nửa canh giờ, đột nhiên trong đài ngọc cao trắng ngoãn trên hư không trong đại điện, một đoàn kim quang trói mắt bạo phát ra. Trong một góc kim sắc pháp trận hiện ra một chiếc cự la đen tuyền cùng một thân ảnh lục sắc. Cự la chừng cao ngang đầu người, mặt ngoài ngăm đen dị thường, bên viền có chút tàn tích loang lổ, ở giữa lại minh ấn một đồ án là khắc họa một con mắt của một quái dao màu đen, liên tục chấp ẩn hồng quang yêu dị. Thân ảnh lục sắc cùng xuất hiện với Hắc La là một đại hán cầm trong tay một tiểu chùy tử sắc, nửa thân trên trần trụi giống như huỳnh cân lực sĩ. Tuy toàn thân hắn có màu lục nhạt nhìn như không phải nhân tộc, nhưng trên người lại không có yêu khí tán phát ra, khiến người ta nhất thời không thể phán đoán được chủng tộc chân chính. Bất quá trong da thịt màu lục của đại hán ẩn ẩn tản ra kim quang sáng bóng, có thể khẳng định có tu luyện đoán thể công pháp đặc thù nào đó, thân thể tuyệt đối mạnh mẽ. Chúng tu sĩ trong các thạch đình bốn phía tự nhiên hướng lên đài ngọc, nhìn lại một la một người này xem có hành động gì. Lục phu lực sĩ đối diện nhiều ánh mắt kinh người như vậy vẫn xem như không thấy. Hắn hít sâu một hơi, lục qua ngoài thân chấp động, thân hình chợt bạo tăng gấp đôi, hóa thành một cự hán cao đến hơn ba trượng Hai cánh tay lại đầy gân guốc trực tiếp to lên mấy vòng. Cánh tay cự hán vừa động, hai bàn tay to như cái đấu đồng thời nắm chặt cây đồng trùy tử sắc ánh mắt hướng về hắc sắc cự la với vẻ ngưng trọng cực kỳ, chậm rãi gõ một kích. Đương một tiếng ông minh, từ giữa con mắt trên hắc la tỏa ra một vòng sáng tử sắc, chợt lóe lên rồi tiêu thất trong hư không. Hàn Lập thấy vậy ngẩn ra, chưa có phản ứng thì cự hán sau một kích, thân hình như một quả khí cầu xì hơi, trong nháy mắt hóa thành một lão giả râu tóc bạc trắng, thân hình gầy đét như bộ xương khô, một bộ quỷ dị gần đất xa trời. Một kích vừa rồi giống như đem máu huyết toàn thân cùng lượng lớn thọ nguyên của cự hán, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ chúng tu sĩ trong thạch đình tự nhiên đều biến sắc hắc vực làm ra hành động này đương nhiên không có khả năng để tự bêu xấu trong mắt hàn lập cũng co rụt lại tiếng thanh la vừa rồi lọt vào tai rõ ràng nghe rất bình thường cũng không chỗ dị thường gì nhưng ngay sau đó bỗng nhiên hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể sôi trào đồng thời máu huyết toàn thân lưu động nhanh hơn mấy lần cả người trở nên nóng rực dị thường đây là hàn lập cả kinh đứng lên khỏi ghế chân nguyên cường đại trong cơ thể hắn vừa động mới đem hết thảy dị tượng trong cơ thể mạnh mẽ chân áp lại, nhưng đồng thời phát hiện pháp lực toàn thân cơ hồ có điểm khác với trước, sau khi nghe tiếng thanh la thì lại tăng lên một phần. chương 1814, Tề Thiên La, không riêng gì Hàn Lập mà tất cả các tu sĩ đều giật mình, phát hiện pháp lực trong thể nội có sự biến hóa. Chẳng qua pháp lực của hợp thể kỳ tăng thêm cực kỳ bé nhỏ, chỉ tương đương với mấy tuần trăng đả tọa khổ tu mà thôi. Còn luyện hư kỳ tăng rõ ràng hơn, một tiếng la minh trôi qua, khiến bọn họ tăng thêm 10 năm khổ tu. Điều này khiến các luyện hư kỳ tu sĩ trong lòng khá vui vẻ. Còn hợp thể lão quái trong lòng kinh nghi bất định, nhưng vô luận là thuộc cảnh giới nào, ánh mắt tất cả vèo một cái, gắt gao tiếp cận trên cự la màu đen. Trong mắt có thể thấy vẻ tham lam, mừng như điên cùng các loại hỏa nhiệt, hận không thể bay đến đem thu nó vào túi. Chỉ là thanh âm do vật ấy phát ra lại có thể tự tăng thêm tu vi, đây là chuyện tình hoảng sợ tới cỡ nào. Đúng là bảo vật này phản phệ cũng không nhẹ, lại khiến người gõ la mất đi tinh huyết cùng thảo nguyên nhưng tuyệt đối vẫn là một kiện bảo vật nghịch thiên. Chẳng lẽ là huyền thiên chi bảo trong truyền thuyết sao? Một số tồn tại lưỡng tộc thầm nhủ, Hàn Lập kinh hãi nhìn hắc la này không thôi, âm thầm cũng có chút hoài nghi. Đáng tiếc trong hắc vực thì thần niệm chịu sự hạn chế rất lớn, vô pháp dò xét qua hắc la ở xa. Nếu không trên thân hắn có huyền thiên quả, có thể thuận lợi xác nhận nó có phải huyền thiên chi vật hay không. Lúc này, Bạch Phát lão giả do tên lực sĩ biến thành trên đài cao, trong tay cầm tử sắc đồng chùy cung kính hướng người rồi bay lên bàn đá màu đen, tiếp theo linh quang dưới chân chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, một bóng người khác xuất hiện ở một bên của cự la. Người này một thân ngân sắc cẩm y, đeo một cái mặt nạ màu vàng, hai mắt xanh biếc dị thường, không giống như nhân tộc bình thường. Vừa hiện thân thì ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Hai mắt kim diện nhân lại bắn ra lục quang nhìn về bốn phía, ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng. Ha ha, sự thần kỳ của tề thiên la này thì vừa rồi chư vị đạo hữu đã được lĩnh giáo rồi tiếng la thanh vừa rồi xem như là một lễ vật nhỏ hắc vực dành cho các vị tề thiên la này chính là một trong những bảo vật áp trục chính là bảo vật đầu tiên được đem trao đổi tin tưởng với bảo vật giá trị ỡ này sẽ không làm chư vị đạo hữu thất vọng cái gì thật sự là lấy ra vật đó để trao đổi mặc dù đại đa số mọi người đã có suy đoán nhưng khi nghe được lời này thì vẫn có vài người kinh nghỉ thốt lên chỉ cần xuất ra bảo vật khiến bản nhân vừa lòng thì tề thiên la này đương nhiên có thể trao đổi. Kim diện nhân cười hắc hắc, khẩu khí trái lại rất đặc biệt. Điều này có chút kỳ quái, lão phu tham gia hắc vực đại hội không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy trước kia quý vực có xuất ra bảo vật chân quý để trao đổi, nhưng những lần trước chưa bao giờ thấy lấy ra bảo vật nghịch thiên cỡ này để trao đổi ngay đầu tiên. Chẳng lẽ do trường đại kiếp nạn sắp phát sinh, quý vực đã có tính toán sẵn? Một thanh âm già nua dị thường bỗng nhiên vang vọng trong hư không, khiến mọi người không thể xác định là từ thạch đình nào truyền ra hàn lập nghe xong có chút dùng mình hắn đương nhiên biết đại kiếp nạn đối phương nhắc đến chính là ma kiếp bùng nổ ngàn năm bất quá chuyện liên quan đến ma kiếp thì đám người tham gia hắc vực trao đổi hội đã biết được một phần bởi vậy không có ai giật mình vì ý tứ trong thanh âm già nua kia ngược lại đều nhìn về phía kim diện nhân xem hắn trả lời câu hỏi này như thế nào vị đạo hữu này nói không sai sự việc ma kiếp hàng lâm có liên quan đến nhân yêu lưỡng tộc Hắc vực thân là một phần tử của lưỡng tộc, tự nhiên không thể không lo lắng. Có chuẩn bị cũng là bình thường, nhưng là có một điều, vừa rồi vị đạo hữu này nói chưa hẳn đúng. Tề thiên la này tuy thần kỳ nhưng chưa đến độ nghịch thiên như chư vị đạo hữu tưởng tượng, hơn nữa bản thân nó cũng có tỷ vết nhất định. Quả thực không bằng mấy món bảo vật mà trước kia hắc vực đã xuất ra kim diện nhân mỉm cười nói. Tỷ vết, đạo hữu có thể nói rõ thêm chút không? Chẳng lẽ vật nào không phải là huyền thiên chi bảo? Một thanh âm trong trẻo dị thường nhưng lạnh lùng từ trong một thạch đình truyền ra, mọi người đều nghe từ trong đó thêm một tia thất vọng. Huyền Thiên Chi bảo, hắc hắc, hắc vực chúng ta mặc dù có chút bổn sự, nhưng sao có thể có bảo vật nghịch thiên như thế? Không riêng gì chúng ta, mà ngay cả trong Tam Hoàng Thất Phương, thậm chí cả hai vị đại thừa kỳ trong lưỡng tộc cũng không có khả năng có Huyền Thiên Chi bảo trong tay. Loại Huyền Thiên Chi vật này, cho dù lưỡng tộc chúng ta may mắn có được thì cũng chỉ đưa tới họa diệt tộc mà thôi. Bằng không, trận chiến dị tộc công kích thiên uyên thành mấy trăm năm trước sau có thể bạo phát. Kim Diện Nhân nói đầy thâm ý, có vẻ khó hiểu nhưng lại khiến các lão quái hợp thể kỳ biết sự tình biến sắc. Thanh âm của Kim Diện Nhân dừng lại một chút, khẩu khí hạ thấp xuống nói thêm. Bất quá, bản vực đã đem tề thiên la ra trao đổi với chư vị, khẳng định giải thích rõ ràng lai lịch của nó. Thực ra bảo vật này cũng ẩn chứa một tia quy luật thiên địa có uy lực không thể tưởng tượng nổi mà chỉ huyền thiên chi bảo mới có. Lai lịch chân chính của nó là, được bản vực tìm thấy trong bí địa của một dị tộc man hoang đã bị tuyệt diệt, bản thân nó có chút bị tàn phá khiến uy lực giảm đi. Mà dựa theo văn tự tìm được bên trong bí địa dị tộc giải thích, bảo vật này vốn là một đôi, là chấn tộc chi bảo của tộc này. Ngoài tề thiên la còn có chấn thiên trùy, cả hai hợp nhất mới là bộ trí bảo sẵn có. Đáng tiếc chúng ta không hề tìm thấy chấn thiên trùy ở bí địa đó. Sau khi trở về thì tìm một vị luyện khí đại sư, tiêu phí sức của chín châu hai hổ, mới dùng thâm hải từ kim đồng mẫu cùng một số tài liệu quý hiếm khác phỏng chế ra một kiện trấn thiên truy. Nhưng kiện phỏng chế phẩm cũng không tính là thành công, nhiều lắm chỉ phát huy ra một phần 10 công hiệu của chính phẩm. Về phần tu bổ lại tề thiên la, bởi vì cần tài liệu đặc biệt mà nhất giới này căn bản không nơi nào có, cũng chỉ đành để nguyên dạng. Nếu không, tề thiên la cùng chính phẩm trấn thiên truy phối hợp, cho dù không phải là huyền thiên chi bảo thì sự thần kỳ chắc chắn không kém bao nhiêu. Đây đúng là một chuyện đáng tiếc bổn tọa không quan tâm bảo vật này có phải là huyền thiên chi bảo hay không, điểm mấu chốt muốn biết là thần thông cụ thể cùng tì vết của nó. Thanh âm thản nhiên của nữ tử lại vang ra trên hư không. Đây là tự nhiên, lão phu sẽ giải thích một phần. Vừa rồi La Thanh có thể tăng vọt pháp lực thì chư vị đạo hữu đã đã biết. Bất quá này thần thông chỉ có tác dụng với tồn tại ngoài hóa thần. Hóa thần kỳ tu sĩ nghe một lần, có thể tăng thêm pháp lực khổ tu 30 năm, luyện hư kỳ tồn tại nghe một lần, tiết kiệm 10 năm tu luyện còn hợp thể kỳ đạo hiếu thì chỉ có thể miễn đi mấy tuần chăng đả tọa mà thôi bất quá la thanh này có tác dụng ba lượt với mỗi người vượt quá thì nghe thêm bao nhiêu cũng vô dụng mà khi tiếng la vang lên nếu nhân số vượt qua số lượng nhất định hiệu quả biên độ tăng trưởng pháp lực sẽ giảm xuống trên diện rộng kim diện nhân nhất nhất nói mọi người trong thạch đình vừa nghe đến số lần hạn chế hỏa nhiệt trong mắt đã tan hơn phân nửa hơn phân nửa số người lắc đầu thầm có có tính toán hơn nữa tu sĩ không bình thường thể gõ ra tiếng la này nhất định cần luyện thể sĩ chuyên tu luyện thiên công pháp thu được ở bí địa dị tộc kia tu luyện đến trình độ nhất định mới có thể gõ được nó mà vì tề thiên la có tỷ vết khi những người khác tự tăng pháp lực thì thân mình luyện thể sĩ sẽ bị lực quy luật của bảo này phản vệ tinh huyết thọ nguyên đồng thời mất đi không bao lâu sau sẽ thân vong cho nên muốn dùng tề thiên la này trước hết tiêu hao một phen công phu bồi dưỡng một đám lực sĩ chuyên môn nhưng tề thiên la tác dụng không nhỏ đặc biệt với các đạo hữu có môn nhân đệ tử đông đảo thì rất có giá trị. Ánh mắt kim diện nhân chấp động, rốt cuộc giới thiệu xong. Nghe xong giới thiệu toàn diện, hàn lập khẽ cao mày, liền một lần nữa ngồi xuống. Hiển nhiên tề thiên la này với hắn không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng công pháp luyện thể thuật của dị tộc nhân kia thì khiến hắn có chút tò mò. Bất quá nghe xong sự giải thích của Kim Diện Nhân, số người cảm thấy hứng thú với bảo vật này vẫn còn không thiếu. Cả tòa đại điện yên lặng một chút, đã có người mở miệng hỏi một câu không biết bảo này tính toán đổi những thứ gì, vật phẩm bình thường chắc chắn sẽ khiến quý vực chướng mắt. Hắc hắc, không hẳn là như thế, chư vị đạo hữu có thể xuất ra bảo vật ngang giá trực tiếp đổi lấy bảo vật này. Hoặc là dùng cực phẩm linh thạch hay dùng linh dược hỏa hầu đã ngoài vạn năm đổi lấy. Đương nhiên số lượng, khẳng định rất khó có thể tưởng tượng. Lời của Kim Diện Nhân lại khiến không ít người ngẩn ra. Lời này thật sao, nữ tu bí ẩn kia tựa hồ có hứng thú rất lớn với tể thiên la, tinh thần rung lên truy vấn một câu. Tại hạ đã đứng ở chỗ này thì tuyệt nhiên không chút giả dối. Hội giao dịch của bản vực, đương nhiên không chỉ có mỗi kiện tề thiên la này, phía sau còn nhiều vật phẩm quý báu khác, cũng có thể dùng tinh thạch linh dược ở đây để đổi lấy. Kim Diện Nhân nói xong lật bàn tay, một khối ngọc giản màu trắng hiện ra. Tiếp theo linh quang chợt lóe, từ trong ngọc giản khẽ bắn ra một cột sáng màu trắng sữa, tỏa ra trên không đài ngọc, hiện ra chi chít ngân sắc cổ văn. Là tên của trên trăm loại vật phẩm, Địa âm tinh đã ngoài 3 cân, Tuyết linh mộc to hơn 3 trượng. Bích huyết quả có dược tính đã ngoài 10 vạn năm. Hàn Lập nhìn tên các vật phẩm trên quầng sáng thì yên lặng, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Chương 1815, Âm Phượng Thảo. Không riêng gì Hàn Lập mà những người khác xem qua hàng cổ văn trên quầng sáng cũng xôn xao một trận. Có điều một hồi lâu sau lại không có một người mở miệng. Những tài liệu được liệt kê này có thứ nào mà không phải là vật phẩm khó tìm nơi linh giới người trong hắc vực cũng không thể khẳng định 10 phần tu sĩ tham gia trao đổi có thể lấy ra, nên đã dùng phương án trao đổi thứ hai là lượng lớn linh thạch cùng linh dược để đối lấy. Đương nhiên phương án này là tính cả trường hợp những người có tài liệu quý hiếm nhưng không lấy ra trao đổi tề thiên la mà với bọn họ chỉ như là gân gà. Kiện dị bảo này thực ra chỉ hữu dụng với những thế lực nhất định. Hàn lập ngồi ở trên ghế, nhìn tên từng tài liệu trên quầng sáng, ánh mắt lóe ra không ngừng. Tuyết linh một ba trượng thì không có, nhưng không biết một cây dài một trượng, cộng thêm một số lượng linh thạch có thể đổi lấy tề thiên la này. Lại là thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, hiển nhiên nữ tu nọ rất muốn có được bảo vật này. Chỉ e không được, sự dài ngắn của tuyết linh mộc đối với chúng ta rất quan trọng, thiếu một tấc cũng vô dụng. Kim diện nhân không chút do dự lắc đầu, thật có chút đáng tiếc, thiếp thân tuy rất muốn tề thiên la này nhưng đành phải buông tay. Nữ tu nọ thở dài mở miệng, những tài liệu mà quý vực điểm danh nếu không có, vẫn có thể dùng vật khác đổi lấy chăng đột nhiên trong một phi đình ở một góc hẻo lánh, truyền ra thanh âm không chút tình cảm. Trên nguyên tắc là có thể, nhưng tài liệu nhất định phải cùng cấp bậc với vật phẩm mà chúng ta đã liệt kê ra. Thứ bình thường gì đó, chứ vị đạo hữu cũng không cần lấy ra nữa. Kim Diện Nhân khẽ cười một tiếng trả lời. Vừa nghe lời này của Kim Diện Nhân, người lên tiếng tựa hồ do dự một chút, nhưng một lát sau lại nói. Đạo đã hữu nói như thế, nếu không ngại hãy xem vật phẩm trong tay tại hạ có lọt vào pháp nhãn của ngươi chăng. Vừa dứt lời, từ trong thạch đình kia truyền ra một tiếng hạc thanh minh dễ nghe. Tiếp theo một con bạch hạc thân trắng như tuyết, mỏ ngậm một chiếc hộp gỗ nhỏ đen thùi từ trong bay ra, hai cánh vỗ nhẹ tao nhã, bay đến bạch sắc quang cháo. Cũng không biết kim diện nhân trên đài động thủ thế nào mà bạch hạc không bị chút ngăn trở, chợt lóe đã băng qua màn hào quang. Kim diện nhân nâng tay vẫy một cái, nhất thời bạch hạc nhất há mỏ, hộp gỗ liền vững vàng lọt vào trong tay. Mà bạch hạc không ngừng bay quanh trên không, không đậu xuống trên đài ngọc mà cũng không lập tức trở về. Kim diện nhân đem hộp gỗ màu đen trong tay mở ra, mơ hồ một tầng linh quang thúy lục từ trong thoáng hiện. Kim diện nhân thấy rõ vật trong hộp thì trong mắt co rụt lại, bộ dáng có chút ngưng trọng. Cũng không thấy hắn động tác gì, chỉ là hào quang kỳ lạ trong mắt lưu chuyển không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm vật trong hộp một hồi. Chủ nhân của con bạch hạc thấy thế cũng không mở miệng thúc giục. Những kẻ khác trong các phi đình tự nhiên có chút tò mò với vật phẩm trong hộp gỗ, Xôn xao một chút rồi lập tức khôi phục. Nếu thứ này không thể trao đổi Tề Thiên La, bọn hắn tự nhiên còn cơ hội, nhất thời cũng không vội. Một lát sau, hào quang kỳ lạ trong mắt Kim Diện Nhân chợt tản ra, trong miệng phát ra một tiếng thở dài đáng tiếc. Sao, đạo hữu còn không hài lòng thứ này của ta? Chủ nhân của Bạch Hạc tựa hồ có chút kinh ngạc, vật phẩm của Đạo hữu đích thực có giá trị to lớn, không hề dưới các tài liệu ta liệt kê ra. Có điều để sử dụng nó đòi hỏi ít nhất phải mất hơn vạn năm bồi dưỡng. Mà đại kiếp nạn chỉ trong ngàn năm muốn bạo phát, bản vực hiện tại muốn đổi linh thạch cùng tài liệu khác cần thiết hơn. Kim diện nhân huyền chuyển nói, tiếp theo hắn đem đầy hộp gỗ lại, đem nó ném lên không chung. Con bạch hạc kêu một tiếng sắc nhọn, mổ một cái đem hộp gỗ ngậm vào trong mỏ. Sau đó xoay thân một cái lao khỏi màn hào quang, bay thẳng về chỗ chủ nhân trong phi đình. Cái này thật sự là đáng tiếc, chủ nhân của bạch hạc trầm mặc một chút rồi lâm vào im lặng. Nếu không còn đạo hữu nguyện ý dùng vật phẩm ngang cấp trao đổi, vậy bổn tỏa tuyên bố dùng cực phẩm linh thạch cùng linh dược ngoài vạn năm trực tiếp đấu giá tể thiên la mắt thấy tựa hồ không ai xuất ra vật phẩm cần thiết kim diện nhân nhíu mày có chút bất đắc dĩ nói một câu dùng linh thạch cùng linh dược đấu giá tể thiên la đương nhiên là biện pháp cuối cùng nhưng bốn phía trong hư không vẫn yên tĩnh không tiếng động không có người tiếp lời nếu như vậy bổn tỏa tuyên bố kim diện nhân cười khổ một tiếng đang định nói cái gì thì vào lúc này đột nhiên một thanh âm nam tử thô hào ở vang lên trong hư không chậm đã, trong tay tại hạ thật có thứ quý vực muốn. Không, phải nói so với chúng thì có chút quý giá hơn. Đạo hữu muốn xem qua chăng? Ở phía sau Hàn Lập, thị nữ số 11 đang nhẹ nhàng bóp đầu vai hắn. Đột nhiên động tác trên tay ngưng một chút, trên mặt hiện vẻ giật mình. Nam tử vừa lên tiếng chính là Hàn Lập, giờ phút này tay hắn vừa lật, một cái hộp ngọc màu hoàng lan từ từ hiện ra. Nếu Đạo hữu có thứ thực sự tốt cứ việc lấy ra. Tại hạ tuyệt không làm Đạo hữu thất vọng. Vừa nghe lời của Hàn Lập, tinh thần kim diện nhân rung động kinh hỉ, vội vàng nói. Hàn Lập cười hắc hắc, không đáp lời mà phất tay áo một cái. Một con bạch xà tinh oánh bay ra, nó lắc đầu vẫy đuôi, một đớp đã đem hộp ngọc nuốt vào, liền hóa thành một đạo tinh quang kích bắn ra. Ồ, bạch xà bay vào màn hào quang, cũng từ từ hạ xuống trước mặt kim diện nhân. Vừa đào qua thân rắn, ánh mắt người này nhẹ chớp, lóe lên một tia dị sắc hắn tựa hồ phát hiện ra bạch xà trước mắt có điểm khác biệt so với các khôi lỗi bình thường. Bất quá lúc này, trong mắt bạch xà chợt lóe hàn quang, liền há mồm ra phun ra hộp ngọc kia. So với điểm kỳ dị của khôi lỗi trước mắt, đương nhiên kim diện nhân quan tâm dược liệu trong hộp hơn, vừa tiếp lấy thì cẩn thận mở nắp ra. Chỉ thấy bên trong trôi nổi một viên quang cầu màu đen nhạt, mà trong quang cầu rõ ràng còn có một thứ gì màu bạc trói lọi, dường như là một cây linh thảo cao hơn tất. Âm phượng thảo, kim diện nhân lập tức hô nhỏ một tiếng, trong mắt lộ vẻ mừng như điên. Lúc này trong tai hắn đã vang lên âm thanh thản nhiên của Hàn Lập. Không sai, đích thật là âm phượng thảo, hơn nữa đã sinh trưởng không biết mấy chục vạn năm, dược tính mạnh vượt xa điều quý vực muốn là bảy vạn năm. Mấy chục vạn năm, Kim Diện Nhân còn chưa cẩn thận xem xét, trước hết hít vào một hơi. Cũng bất chấp đáp lời Hàn Lập, hắn vội vàng phóng thần niệm, đem ngân sắc linh thảo trong quang cầu hoàn toàn bao phủ, bắt đầu tinh tế kiểm tra. Hàn Lập thấy thế thì khẽ cười chờ đợi đây chính là linh thảo hắn thu được trong dược phiên ở di chỉ quảng hàn giới. bất quá đại đa số trong đó đều đã đổi cho thiên vân hợp thể lão quái. khi đó trong tay bất quá chỉ còn vài mầm linh thảo. sau khi trở lại thiên nguyên thành, hắn đã dùng đặc thù bí thuật đem kết xuất nở ra. hiện trong tay ngoài gốc âm phượng thảo này còn có vài cây linh dược khó gặp khác giá trị không thua kém. có điều âm phượng thảo vốn chưa có chỗ sử dụng, không ngờ tới đây đối phương lại chủ động muốn linh thảo này. Tề Thiên La mang theo phương pháp luyện thể dị tộc nhân khiến hắn có vài phần hứng thú. Cho nên nghĩ cặn kẽ một phen, Hàn Lập cuối cùng mở miệng. Sau một lúc lâu Kim Diện Nhân dài thở ra một hơi. Rốt cục đã xem xét xong, miệng khẽ nhúc nhích hướng qua Hàn Lập truyền âm. Đạo hữu có được âm phượng thảo này, tuy không thể cẩn thận đo lường, nhưng đích xác ít nhất có dược tính đã hơn 20 vạn năm. Đạo hữu có thể xác định số năm tuổi chính xác của Linh Thảo Trăng. Kim Diện Nhân tuy rằng truyền âm nhưng khó giấu sự hưng phấn trong đó tại hạ cũng không có bổn sự như thế, trừ phi đem luyện chế thành đan dược mới có thể chân tránh xác định. Bất quá đạo hữu đã khẳng định, niên kỷ linh thảo vượt xa 20 vạn năm. Quý vực có hứng thú hay không? Hàn lập tự nhiên lắc đầu trả lời. Số năm tuyệt đối là đủ, bất quá linh thảo tựa hồ không trọn vẹn, giá trị có thể giảm đi. Ánh mắt kim diện nhân chấp động một chút, chậm rãi nói. Đạo hữu không cần nói thêm, người hẳn rất rõ ràng, điểm tàn khuyết của âm phượng thảo này không đáng nhắc với linh thảo có số năm lâu như thế, ta không có khả năng đồng ý trao đổi chỉ một kiện tề thiên la này. Nếu quý vực thật muốn trao đổi, hay là xuất ra thêm thành ý đi. Trao đổi hội lần này không phải quý vực còn chuẩn bị vài món áp trục bảo vật sao? Nếu không đưa ra thêm thì tại hạ xin để lại nó để trao đổi với các đạo hữu khác. Hàn lập nheo hai mắt, lạnh lùng truyền âm, việc này có chút trọng đại, chờ ta thương lượng cùng những người khác một chút, sẽ hồi đáo với đạo hữu. Kim diện nhân do dự một chút, mới ngưng trọng trả lời. Đương nhiên có thể, Hàn Lập tự nhiên một lời đáp ứng, vì thế Kim Diện Nhân ngẩng đầu nhìn trời, môi khẽ nhúc nhích không ngừng, cũng không biết liên hệ thương thảo thế nào với ai và ở đâu. Những người khác trong đại điện thấy thế tự nhiên thần sắc khác nhau. Kim Diện Nhân thương thảo cũng không dài, ngắn ngủn nói mấy câu đã có quyết định. Ngay sau đó, trong tai Hàn Lập vang lên truyền âm của đối phương. "Đạo hữu, ngoài Tề Thiên La trước mắt, trong mấy kiện áp trục bảo vật còn lại" Chúng ta chỉ xuất ra một thêm kiện duy nhất đưa cho đạo hữu. Đạo hữu cũng không có quyền lựa chọn đổi kiện khác, đương nhiên nếu đạo hữu không hài lòng về bảo vật thứ hai, chúng ta sẽ bù cho đạo hữu một tuyệt bút linh thạch. Chương 1816, vật phẩm trong túi. Không có quyền lựa chọn, nếu như vậy tại hạ sẽ để linh dược lại, chờ lát nữa trực tiếp trao đổi. Hàn Lập Vừa nghe lời này, nhướng mày trả lời, đương nhiên đạo hữu có thể để linh dược về sau trao đổi. Bất quá tại hạ phải nhắc nhở một tiếng, mấy món bảo vật sắp trao đổi sẽ gia tăng giá trị cùng biến động một chút. Những bảo vật này là do trưởng lão khác nhau của chúng ta cống hiến ra. Mỗi người cần trao đổi những vật phẩm khác nhau. Hơn nữa cây linh dược này của đạo hiếu sẽ không thể đổi được hai kiện bảo vật trong đó. Tề Thiên La này khẳng định sẽ trôi qua tay đạo hiếu. Ánh mắt kim diện nhân chợt lóe nhắc nhở, không thể trao đổi hai kiện, lẽ nào bảo vật về sau còn quý hiếm hơn cả Tề Thiên La sao? Hàn lập vừa nghe lời này trong lòng khẽ động, hắc hắc cái này còn tùy hứng thú của mỗi người. Kim Diện Nhân vô cùng chặt chẽ về tin tức liên quan tới bảo vật sắp trao đổi, không lộ chút nào ra cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong lời này thì cơ nhục trên mặt khẽ động, âm thầm cười nhạt ba tiếng. Đối phương cho rằng ta rất cần tề thiên la sao, thứ thực sự hứng thú là phương pháp luyện thể của dị tộc đi kèm mà thôi. Tề thiên la đối với ta cũng chẳng quan trọng lắm, trong lòng cân nhắc, Hàn Lập lại thản nhiên nói. Ta sao biết rõ kiện bảo vật thứ hai lấy ra có phải một trong các áp trục bảo vật hay không? Vạn nhất các ngươi tìm một kiện vật phẩm tùy tiện thế nào, khi đó chẳng phải ta ăn thiệt thòi lớn sao? Ha ha, về điểm này thì đạo hữu yên tâm, với nhãn lực của các hạ còn sợ nhìn không ra bảo vật phẩm cấp nào sao? Khi đó nếu các hạ thấy không hài lòng vẫn có thể không trao đổi. Hiển nhiên Kim Diện Nhân 10 phần tin tưởng đối với kiện bảo vật thứ hai, ngạo nghễ nói ra. Hàn Lập vừa nghe lời này, cân nhắc một chút thì gật nhẹ đầu đồng ý đạo hữu đã nói như thế vậy mời xuất ra kiện bảo vật thứ hai để tại hạ xem một chút nếu thật có tác dụng với hàn mỗ tại hạ sẽ trao đổi thấy đối bộ dáng phương tự tin như thế hắn thật có chút hiếu kỳ đối với kiện bảo vật thứ hai này